ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai tập 79 và tập 80, thân phận nguyên thủy thiên tôn bại lộ, người thành thánh mới thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đồng thời, khí tức hoang cổ con hung thú này phát ra, làm cho Tam Tiêu trong lòng run sợ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm thấy sờn gai óc, giống như chỉ cần đối phương vung xúc tua là chính mình phải hôi phi yên diệt, không chịu nổi một kích. Quan trọng nhất là, con hung thú này không hề có khí tức sinh mệnh, nó chỉ là một thi thể, chỉ riêng khí tức thi thể phát ra, mà đã lợi hại bất phàm như vậy, nếu như còn sống, không biết sẽ khủng bố đến mức nào. Tam Tiêu và Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm tặc lưỡi nghĩ, sững sờ một hồi, Vân Tuyết mới lấy lại tinh thần, nàng vô cùng sợ hãi hỏi Đắc Kỳ, "Đắc Kỳ, đây là hung thú gì? Nó thực sự đã chết rồi hả?" Quỳnh Tiêu cũng hỏi, "Đây là hung thú ngươi chém giết à? Ta cảm thấy khí tức của nó còn kinh khủng hơn cả thánh nhân, ngươi làm sao giết chết được nó?" Bích Tuyết tặc lưỡi nói, "Hung thú này là cường giả thiên đạo ư? Chỉ riêng khí tức nó phát ra, ta cảm thấy sinh mệnh chi lực, dòng sông thời gian, luân hồi chi lực của ta đều muốn sụp đổ đắc kỳ đắc ý nói ta cũng không biết hùng thú tên gì thực lực nó mạnh bao nhiêu ta không biết bởi vì nó không phải là ta giết chết mà là ta nhặt được soạt tam tiêu nghe vậy suýt nữa rớt cầm kinh ngạc nguyên thủy thiên tôn nghe mà trợn mắt nhìn thẳng nhặt loài vật này có thể nhặt được sao cái này cũng có thể nhặt được sao bích tiêu há hốc mồm nói đắc kỳ đắc ý nói đây đã tính là cái gì ta còn nhặt được không ít vừa nói chỉ thấy tay áo vung lên trong lúc nhất thời mọi người xung quanh lập tức có thêm hung thú to lớn giống như hung thú trước hoặc là thi thể người khổng lồ tất cả những thi thể này đều tàn ra khí tức kinh khủng tuyệt luân uy áp không gì sánh kịp ý chí ngang ngược cuồng bạo khí tức uy áp và ý chí đan vào nhau đè ép không gian xung quanh lao nhau sụp xuống dòng sông thời gian gãy lìa thành vô số mảnh nhỏ thiên địa luân hồi sụp thành phấn vụn các loại pháp tắc giống như đang sôi trào cả hồng hoang bắt đầu thay đổi sao động bất an vạn tộc sinh linh hồng hoang chỉ cảm thấy giống như có thứ gì cực kinh khủng sắp sửa phủ xuống cả người bị sợ hãi nhồi đầy toàn bộ ngay cả lão tử thông thiên nữ oa hậu thổ hồng quân những tên cổ đại năng cũng bị luồng cổ khí khổng lồ trong thiên địa kinh động tóc cái trên người dựng đứng bọn họ lập tức triển khai thần thức thăm dò ngọn nguồn của luồng khí tức này khi nhóm người lão tử thông thiên nhìn thấy 11 ma thần khổng lồ vô cùng lơ lửng ở u minh giới sau khi xử lý thi thể của hung thú tất cả đều hít một hơi còn thấy khiếp sợ hơn so với nhìn thấy bản hồ sống lại chẳng lẽ những điều này là do hỗn độn ma thần sao khí tức những thi thể này phát ra còn kinh khủng hơn thánh nhân vạn lần nếu như khi những thi thể này còn sống vậy phải mạnh bao nhiêu nếu mạnh như vậy tại sao bây giờ lại trở thành bộ xác bọn họ cũng chú ý tới bóng dáng đắc kỷ chẳng lẽ những thi thể này thật ra đều là lý tiền bối cất dấu sao vị đắc kỷ lén lấy ra chơi đùa nghĩ đến khả năng này nhóm người lão tử hồng quân tiếp dẫn không khỏi dùng mình một cái may là lúc trước không có ý đắc tội lý tiền bối nếu không bây giờ sợ là chúng ta cũng trở thành thứ cất dấu của lý tiền bối bị đắc kỷ lấy ra chơi đùa rồi u minh giới đào chỉ sơn nguyên thủy thiên tôn chỉ cảm thấy thân thể mai hoa lộc sắp bị luồng uy áp kinh khủng đập vỡ nguyên thần của hắn bị tấn công của khí tức hoang cổ mà biểu hiện của tam tiêu lại càng đến gần biên giới chuẩn bị sụp đổ còn thảm hơn nguyên thủy thiên tôn sắc mặt một đám người các nàng trở nên trắng bệch thân thể không ngăn được run rẩy giống như ba con thỏ trắng nhỏ đột nhiên giống như chạy vào hang ổ của Sài làng hồ báo không biết làm sao rất may Đắc kỳ thấy vẻ mặt tam tiêu cố ý kịp thời lấy ra cháo phòng ngự trên y phục của nàng bao phủ tam tiêu vào mai hoa lộc tam tiêu mới khôi phục thần trí không đến nổi bị khí tức của những thi thể lớn mạnh đánh tan đạo ấn sinh mệnh của các nàng mà nguyên thủy thiên tôn nguyên thần mới bình phục lại tam tiêu khôi phục lại thần trí nhớ tới hung hiểm mới vừa rồi lòng không khỏi vẫn còn sợ hãi mới vừa rồi dường như các nàng cảm thấy nguyên thần của mình và thân thể sắp bị phân giải thành hỗn độn mà pháp lực của các nàng cũng không thể vận chuyển ngay cả suy nghĩ cũng trở nên đần độn nếu không phải đắt kỳ kịp thời dùng cháo phòng hộ bảo vệ các nàng sợ rằng các nàng đã biến thành một phần hỗn độn rồi người lấy ở đâu nhiều thi thể như vậy những thi thể này là hỗn độn ma thần sao người nhận được những thi thể này từ đâu sau khi tam tiêu kịp phản ứng khẩn cấp hỏi đắc kỷ đắc kỷ thấy động tác lần này của mình lại khiến trời đất hồng hoang thay đổi có chút bất ngờ không thể làm gì khác hơn là thu những thi thể vào trong túi chữ vật một lần nữa lúc trước bởi vì nguyên nhân mặc hồng mông trí bảo nghe thường tiên y tuy đắc kỷ biết khí tức những thi thể này phát ra không giống vật thường nhưng chưa chân thật cảm nhận được chỗ kinh khủng của những thi thể này nàng thấy vẻ mặt tam tiêu nghi ngờ không khỏi nhún vai giải thích 11 thi thể đều là ta lấy được từ trong một không gian thần bí trong không gian đó còn nồi lơ lửng vô số thi thể, nhiều giống như sao, mỗi một thi thể tản ra khí tức không giống bình thường, người trước ít nhất đều là đại năng trưởng thánh. Đáng tiếc, trên mặt nàng lộ ra một chút tiếc nuối, ta mới vừa thu 11 thi thể vào trong túi chữ vật, khi muốn thu nhiều thi thể hơn, những thứ thi thể trôi lơ lửng lại sống lại toàn bộ, hơn nữa giống như điên phát động công kích về phía ta. Các người không biết, chỉ có chịu một kích, ta trực tiếp bị đánh cho phun máu, nếu không phải ta phản ứng nhanh, kịp thời sử dụng bích châm thời không phá vỡ vạn giới hư không hồng mông, trốn khỏi không gian này nếu không hậu quả thực sự không chịu nổi mà sau khi rời khỏi không gian tôi gặp được con vai hoa lộc này đừng thấy đắc kỷ nói hung hiểm vạn phần trở về tam tiêu lại không lộ ra chút lo lắng nào cho đắc kỷ bởi vì các nàng biết đắc sĩ có hồng mông trí bảo phòng ngự quanh người đại đạo cũng không thể đánh vỡ phòng ngự của đắc kỷ thế nên gần như không cần phải lo lắng an toàn của đắc kỷ vân tiêu tò mò hỏi ngươi đi không gian gì tại sao có thể có nhiều thi thể đại năng lơ lửng như vậy còn nữa nếu là thi thể tại sao bọn họ có thể hồi sinh ra tay công kích ngươi đắc kỷ bất đắc sĩ nói đây là không gian gì ta không biết lúc trước không phải là tây ngưu hạ châu đột nhiên xuất hiện một không gian thần bí dưới đất sao ta đi thám hiểm không gian dưới đất sau đó trong không gian trong lòng đất trong lúc vô tình tìm được một gian phòng hiện đầy trận pháp sau đó đi tới không gian thi thể kỳ quái về phần tại sao những thi thể có thể hồi sinh ta càng không biết quỳnh tiêu nghi ngờ nói người đã nói những thứ thi thể có thể hồi sinh nhưng vì sao mới vừa rồi vài thi thể kia không hồi sinh công kích mọi người chúng ta đắc kỷ nghiêm mặt nói làm sao ta biết vấn đề phức tạp như thế bích tiêu thấy dáng vẻ đắc kỷ hỏi gì cũng không biết bất đắc dĩ lắc đầu nói sao ngươi không đi hỏi hỏi ca ca của ngươi chắc chắn ca ca của ngươi biết tin tức trong đó đắc kỷ không thèm để ý nói đây cũng không phải là chuyện gì quan trọng không cần thiết đi hỏi hắn vân tiêu quỳnh tiêu bích tiêu nguyên thủy thiên tôn các nàng nghe thấy đắc kỷ đã nói chuyện này không quan trọng suýt nữa phun ra vài lít máu chuyện này không quan trọng còn có chuyện gì quan trọng chứ dù sao quan trọng hơn so với tới tìm chúng ta đùa bỡn sao đặc biệt là nguyên thủy thiên tôn hắn biết đắt kỷ còn chạy đến nhân tộc một chuyến thật sự là không phân rõ nặng nhẹ xem ra muốn biết tin tức trong đó chỉ có đi hỏi ca ca của ngươi rồi bích tiêu chớp chớp ánh mắt sáng rỡ của nàng hắc hắc lại có cứ đi tìm lý nguyên rồi không biết lần này có thể kiếm một bữa cơm không thế giới nào đó chưa biết một động phủ chôn sâu dưới đất cửu u có một quan tài đồng cổ xưa đang im lặng trôi lơ lửng ở ngay giữa chính điện nhìn quan tài đồng vô cùng cổ xưa trang nghiêm giống như thứ thần bí khó lường tồn tại ở hồng mông ban đầu phanh đột nhiên một âm thanh huyền ảo giống như trời đất sơ khai loại chấn động trong động phủ này ngay sau đó chỉ thấy nắp quan tài đồng tự động mở ra sau đó một nam tử trẻ tuổi đi ra từ trong quan tài đồng nhìn nam tử chỉ khoảng 27-28 tuổi nhưng một đầu tóc dài màu bạc mày kiếm như xương người hắn mặc một bộ trường bào màu đen khí chất u ám ánh mắt như đao toàn thân tản ra nồng đậm khí chết chóc một dáng vẻ người lạ chấn động vào hắn nhìn hư không thì thào lầm bẩm không nghĩ tới lén trộm linh thi ta nuôi lại còn dám để lộ khí tức tuy ngươi chế trụ khí tức linh thi một lần nữa nhưng ta đã nhớ tọa độ của ngươi xem lần này ngươi có thể trốn đi nơi nào âm thanh không chút tình cảm lại không tức giận cũng không tàn nhẫn giống như đang kể một chuyện không quan trọng vua đột nhiên quan tài đồng động chủ động bay đến sau lưng nam tử tóc bạch kim sau đó từ hai bên quan tài đồng lấy ra hai con móng vuốt trắng noãn như ngọc móc ở trên người nam tử tóc bạch kim nam tử tóc bạch kim cõng quan tài đồng đi về phía trước một bước trực tiếp biến mất ở trong hư không hồng mông sau khi giang lan tiêu hóa một hồi nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện đặc biệt quan trọng mới vừa rồi chỉ lo ăn quá đã lại quên hỏi thăm ông chủ đẹp trai sao hắn biết chuyện có hệ thống chuyện này chắc sẽ không có người thứ hai biết nhỉ ông chủ đẹp trai cũng không phải là run đũa trong bụng nghĩ tới đây nàng vội vàng bò dậy từ trên bàn sau đó chạy tới sân sau trong thư phòng ông chủ đẹp trai ăn xong cơm tối ông chủ đẹp trai thường xuyên nằm đọc sách ở phòng sách hoặc trong sân hoặc đánh cờ hôm nay cũng không ngoại lệ ông chủ đẹp trai đang ở bên trong thư phòng chơi cờ với tiểu tỷ tỷ xinh đẹp Giang Lan nhảy lên bệ cửa sổ, hỏi ông chủ đẹp trai, meo 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 meo, meo 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 meo, sao người biết trượt có hệ thống? Lý Nguyên nhìn thấy mèo trắng, trên mặt không khỏi có vẻ mỉm cười, hắn đáp lại, nhìn thấy ngươi, hiển nhiên đã nhìn thấy hệ thống trong nguyên thần của ngươi. Mèo trắng nghe vậy, không khỏi có vẻ lo lắng, rất nhiều người đều có thể nhìn thấy sao? Nếu như vậy, sau này meo meo còn có bí mật gì có thể nói? Lý Nguyên lắc đầu nói, người có thể làm được không nhiều lắm, chính xác hơn mà nói, chỉ có một mình hắn mới có thể dễ dàng cảm nhận được hệ thống trong nguyên thần của người khác bởi vì một khi kích hoạt hệ thống sẽ cùng dung hợp thành một thể với nguyên thần của ký chủ coi như là đại đạo nếu không cẩn thận lục soát nguyên thần cũng không thể nhận thấy hệ thống tồn tại giang lan biết người có thể cảm giác hệ thống không có nhiều lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm ý là hệ thống của nàng sẽ không bị người khác phát hiện quá dễ dàng giang lan tò mò hỏi lý nguyên tu vi của ngươi cao bao nhiêu chẳng lẽ ngươi chính là thánh nhân trong truyền thuyết sao lý nguyên lắc đầu nói ta không phải là thánh nhân giang lan nghe vậy có vẻ rất bất ngờ lý nguyên có thể nhìn ra nàng có hệ thống còn có thần thông miễn dịch có thể bài trừ lực lượng tinh thần của nàng trao đổi với nàng lại không nghĩ tới thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không phải xem ra thánh nhân hồng hoang lợi hơn trong tưởng tượng sau này nếu như gặp phải thánh nhân phải trốn xa chút giang lan nhịn cảm thán rồi quay về phía lý nguyên hỏi ngươi biết hai cây ăn quả ở hậu viện là hỗn đội linh can sao lý nguyên đang muốn trả lời ngay vào lúc này trong thiên địa đột nhiên bị một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm bao phủ luồng khí tức này tràn đầy cổ kính ngang ngược kinh khủng giống như có hung thú hồng mông thức tỉnh ở trong hỗn độn không thể diễn tả gần như tất cả sinh linh hồng hoang cảm thấy một trận tim đập nhanh sờn hết gai ốc từ đáy lòng giang lan cũng không ngoại lệ lúc này nàng trở nên cảnh giác lông mèo trên người giống như bị điện giật chuẩn bị dừng đứng tất cả phòng ngự thần thông mở ra toàn bộ trên mặt tiểu tây tử không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc thần chí của nàng giống như thủy triều đi về phía ngọn nguồn khí tức kinh khủng sau khi nàng nhìn thấy bóng dáng nàng chán nàng không khỏi hiện ra ba dòng mồ hôi lạnh không nghĩ đến động tĩnh lại là nàng làm ra các ngươi cảm nhận được không Xảy ra chuyện gì? Cảm giác giống như có gì đó kinh khủng sắp phủ xuống, Giang Lan vội vàng hỏi Lý Nguyên và Tiểu Tây Tử, Lý Nguyên an ủi, không có gì, chẳng qua chỉ là vài thi thể thôi. Thi thể? Giang Lan có vẻ càng kinh ngạc, thi thể gì lại có thể phát ra khí tức khủng bố như vậy? Lang keng lang keng, ngay vào lúc này, Giang Lan đột nhiên nghe thấy một trận chuông gió dễ nghe lọt vào trong tai, nàng biết, đây là âm thanh của chuông gió ở cửa khách điếm phát ra, vẻ mặt không khỏi có phần bất ngờ, chẳng lẽ rốt của khách điếm cũng có khách tới rồi? Khó được Giang Lan nhìn Lý Nguyên và Tiểu Tê Tử vẫn ngồi, nàng phát hiện hai người không có ý định muốn đứng dậy chút nào. Ôi, có khách tới, sao hai người các ngươi không động chứ? Nếu như khách nhân phát hiện không ai chào hỏi, chẳng phải là xoay người rời đi sao? Nàng cảm thấy, rốt cuộc bản thân phát hiện nguyên nhân khách điếm làm ăn không tốt, có ông chủ lời như vậy, khách điếm có thể kinh doanh tốt mới là lạ. Bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh YouTube Di các phim, thật sự không nhịn được, nàng lên tiếng nhắc nhở, có khách cũ tới cửa rồi. Lý Nguyên bình tĩnh nói, không cần để ý tới, bọn họ từ tiến vào, giang lan. Quên đi, vẫn là bản meo meo đi xem một chút, ai kêu bản meo meo ăn cơm của hắn, giang lan lập tức nhảy xuống bệ cửa sổ, nhạy bén chạy tới đại đường. Ở trong hành lang, nàng thấy có mấy người kỳ quái đi vào khách điếm, đi tốt đằng trước, là một lão già râu tóc bạc trắng, người lão già mặc một bộ đạo bào nhiều lớp màu xám trắng, trong tay chống một đòn gánh, trên đòn gánh còn buộc một hồ lô, nhìn tuổi già sức yếu nhưng tiên phong đạo cốt đi cùng lão già cầm đòn gánh là một nam tử trung niên nam tử trung niên tóc đen râu đen mặc áo đạo bào xanh, trong tay cầm một cây phất trần, có vẻ khí độ bất phàm, uy nghiêm thâm sâu, mà ở phía sau nam tử trung niên lại là hai lão già hói đầu, hai lão già này, một người cầm một nhánh cây, nhìn cười híp mắt, rất hiền hòa, một người cầm lấy một cây trúc xanh, nhìn vẻ mặt khó gần, giống như trong nhà vừa có người thân mới chết, hai người mặc đạo bào, nhưng mang theo Phật châu, có vẻ chẳng ra gì cả, phía sau hai lão già không ra gì này, lại có hai mỹ nhân tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, chim xa cá lặn, giang lan sống mấy đời đã tính là nhìn qua vô số người, nhưng còn chưa từng thấy nữ tử cao quý, xinh đẹp như thế. Tuy tiểu tê tử cũng xinh đẹp, nhưng vẫn không thể tính, nghiêng nước nghiêng thành, hại nước hại dân trong truyền thuyết chỉ sợ sẽ là bộ dáng này. Giang Lan âm thầm nghĩ, ôi, sao trong khách điếm có thêm một con mèo vậy? Mỹ nữ tuyệt thế người mặc tiên y sạc sỡ nhìn thấy Giang Lan, có phần bất ngờ nói. Giang Lan cũng có chút bất ngờ, dường như rất quen thuộc đối phương và khách điếm. Chẳng lẽ nàng và ông chủ đẹp trai quen biết nhau sao? Đột nhiên, Giang Lan phát hiện, có vài tầm mắt, dừng lại quét nhìn ở trên người nàng chỉ thấy mấy người đi vào khách điếm tất cả đều đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá nàng giống như trên người nàng nở hoa cho dù bản meo meo lớn lên đẹp mắt nhưng cũng không cần dùng loại ánh mắt này nhìn nàng chứ thấy bản meo meo sợ hãi chẳng qua rất nhanh ánh mắt của mọi người đều rời khỏi trên người giang lan thông thiên giáo chủ cất giọng nói con mèo này cũng không có gì đặc biệt không giống như linh thú lý lão đệ nuôi chuẩn đề đạo nhân tu vi phế vật hoàn toàn không phù hợp thân phận lý tiền bối tiếp dẫn đạo nhân có lẽ là một con mèo hoang bình thường thì ra bọn họ thấy có một con mèo trắng xuất hiện ở khách điếm của lý tiền bối còn tưởng rằng con mèo trắng giống như thi hóng thú nê côn ẩn chứa bất phàm thế nên lúc này mới đặc biệt chú ý một phen chẳng qua sau khi đánh giá cẩn thận mọi người phát hiện đây chính là một con mèo nhỏ bình thường tu vi ngân cước cũng kém không so được linh thú bình thường giang lan ô ô ô không nghĩ tới bản mèo meo lại bị khinh thường một nhóm người thật là không có mắt nhìn chắc chắn tu vi kém vô cùng giang lan tức giận nghĩ mọi người không hề chú ý mèo trắng nữa chuẩn đề đạo nhân hỏi mọi người hẳn là các ngươi cũng vì vài thi thể mới đến thông thiên giáo chủ tùy tiện nói điều này còn phải hỏi sao không phải là rõ ràng đấy sao tiếp dẫn đạo nhân suy đoán nói cũng không biết những thi thể kia từ đâu tới khí tức mỗi một thi thể phát ra không yếu hơn những hỗn độn ma thần khi bắt đầu khai thiên chút nào còn người lão tử loạn truyền nói có lẽ là lý tiền bối ở trong hồng mông chém giết tà thần hơn phân nửa là như vậy tiếp dẫn chuẩn đề thông thiên giáo chủ phụ họa nói hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy những thứ thi thể kinh khủng có liên quan lý nguyên nữ oa ở chỗ này đoán làm gì trực tiếp đi hỏi hỏi lý nguyên chẳng phải sẽ biết sao nói xong nàng đã dẫn trước đi vào sân sau hậu thổ không cam lòng yếu thế theo sát phía sau đảo mắt trong đại sành cũng chỉ còn lại có một con nào giang lan nàng vốn dĩ cũng muốn về phía sau viện xem thân phận đám người kia một chút chẳng qua nàng vừa mới chuyển người rời đi chỉ nghe thấy cửa lại truyền tới một loạt động tính nàng xoay người nhìn lại chỉ thấy một con mai hoa lộc kéo một chiếc xe ngựa nào đó trực tiếp bay vào khách điếm bên trong xe ngựa bốn nữ tử trang điểm xinh đẹp mặt mày như trang người đó trong đó dung mạo một nữ tử không hề thua kém hai nữ tử trước tuy dung mạo ba nữ tử khác thiếu chút xíu nữa nhưng cũng là mỹ nhân tuyệt thế thế gian vạn năm khó gặp mỗi một người lớn lên phong tình vạn trùng dáng vẻ thướt tha mềm mại mỗi người mỗi vẻ đám người kia là ai giang lan âm thầm suy đoán nói ở trong lòng ôi sao khách điếm có thêm một con con mèo nhỏ đắc kỷ nhảy xuống từ trên xe ngựa nhìn thấy mèo trắng trên mặt đất không khỏi tò mò nói bích tiêu liếc mắt đánh giá con mèo nhỏ đưa ánh mắt rời đi đừng động tới con mèo nhỏ chúng ta vẫn nên đi vào tìm ca ngươi nhanh một chút đắc kỳ châu gạo nói bình thường cũng không thấy ngươi làm việc tích cực như vậy gương mặt bích tiêu đỏ lên vội vàng giải thích đây là ta muốn biết lai lịch những thứ thi thể cũng không phải là muốn gặp ca ngươi phải không giọng điệu đắc kỳ tràn đầy nghiền ngẫm hiển nhiên không tin bích tiêu có phần thẹn quá thành giận nói ngươi dám giễu cợt ta nhìn ta trị ngươi vừa nói nàng vừa cù đắc kỳ đắc kỳ nhanh chóng tránh qua mấy người cười nói đi tới sân sau còn bao gồm con bài hoa lộc nguyên thủy thiên tôn trăm triệu không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được cái con mèo trắng sở hữu hệ thống chẳng lẽ mèo trắng là thú cưng lý tiền bối nuôi nghĩ đến khả năng này nguyên thủy thiên tôn suýt nữa bị hù dọa ra ngoài hắn không khỏi âm thầm may mắn may là ban đầu bị đắc kỷ bắt làm chân chạy nếu không nếu thật sự đắc tội thú cưng của lý tiền bối vậy không thể lột mấy tầng ra nói đến đây hắn đột nhiên phát hiện trong khoảng thời gian làm chân chạy cũng không khó như vậy cái này gọi là có mất ắt có được nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy lý tiền bối tâm trạng nguyên thủy thiên tôn chưa từng kích động như thế chỉ cần có thể nhìn thấy lý tiền bối là có thể len lén thỉnh cầu lý tiền bối lấy dây cương trên người xuống trong khoảng thời gian làm trâu làm ngựa thật sự là quá bi ai nguyên thủy thiên tôn cùng đi vào sân sau hắn bất ngờ phát hiện lão tử và tây phương nghị thánh lại ở nơi đây điều này xem ra ta phải giấu giếm tốt thân phận của ta không thể để cho những người này nhìn ra sơ hở nếu không tất cả những điều xảy ra trong khoảng thời gian này bị mấy người này biết hết ta đây còn thể diện nào đối mặt với bọn họ kể từ bây giờ ta chính là một con mai hoa lộc ta không còn là nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn tự thôi miên nói ôi nữ oa tỷ tỷ hậu thổ tỷ tỷ tại sao các ngươi lại ở chỗ này đắc kỷ nhìn thấy nữ oa hậu thổ có vẻ vô cùng vui mừng lập tức ngừng đùa giỡn với bích tiêu bích tiêu nhìn thấy sư phụ và mấy thánh nhân cũng ở đây lập tức thu hồi vẻ chơi đùa thay đổi một mực cung kính cao quý đứng lên đào trắng theo ở phía sau sau khi nàng nghe thấy đắc kỷ gọi hai nữ tử thánh khiết cao quý cả mèo mèo bối rối hoàn toàn không thể tin lỗ tay của mình nữ oa hậu thổ đây không phải là hai thánh nhân trong truyền thuyết sao là trường tồn mãi mãi tồn tại trí cao coi vạn vật là chó loại nhân vật lớn tuyệt thế vô song sao tới chỗ ông chủ đẹp trai điều này không phù hợp lẽ thường có phải là trùng tên hay không ngay vào lúc này giang lan lại nghe thấy tam tiêu và thông thiên giáo chủ lão tử tây phương nhị thánh nữ oa hậu thủ hành lễ sau khi giang lan nghe thấy tam tiêu dừng hô với mọi người cả mèo cũng sắp sụp đổ ôi trời ơi tên của những người này sao toàn bộ trùng tên với thánh nhân đây là đang sám vai nhân vật sao chẳng lẽ không sợ mạo phạm thánh nhân sao giang lan không thể tiếp nhận những người trước mắt này chính là thánh nhân được chúng sinh cả hồn hoang kính ngưỡng kính sợ suy cho cùng điều này không thể tưởng tượng nổi hơn nữa nếu như những người này thật sự là thánh nhân sao cung kính với ông chủ đẹp trai như vậy còn gọi ông chủ đẹp trai là tiền bối dù sao ông chủ đẹp trai không thể lợi hại hơn thánh nhân nhưng rõ ràng ông chủ đẹp trai nói hắn không phải thánh nhân nghĩ tới đây giang lan càng cảm thấy những người này đang đóng giả thánh nhân đúng nhất định là như vậy Nữ Oa và Hậu thổ mới vừa nói chuyện với Lý Nguyên, chỉ nghe thấy âm thanh đắc kỳ vang lên. Nữ Oa nghe thấy nghi vấn của Đắc Kỳ, vẻ mặt lập tức im lặng, nói: "Chúng ta tới đây, còn không phải bởi vì ngươi, bởi vì ta." Đắc Kỳ có phần nghi ngờ, "Ta làm sao?" Hậu thổ nhắc nhở nói: "Trước đó ngươi thả vài thi thể, kinh động cả Hồng Hoang, chúng ta tới đây là muốn hỏi ca ngươi một chút lai lịch của mấy thi thể." Đắc Kỳ chợt nói: "Thì ra là vì vài thi thể." Nàng có phần ngượng ngùng nói: "Ta không nghĩ tới sẽ gây động tĩnh lớn như vậy." Giang Lan cũng có chút bừng tình hiểu ra thì ra khí tức kinh khủng lúc trước là do nữ tử tên đắc kỷ làm ra thì ra lúc trước ông chủ đẹp trai nói thi thể là có chuyện như vậy chỉ có điều sau khi nghe mấy người nói chuyện giang lan không khỏi càng hoài nghi với thân phận mấy thánh nhân nếu như mấy người này thật sự là thánh nhân sao lại tìm đến lý nguyên hỏi thăm lai lịch thi thể không phải là thánh nhân không gì không làm được sao biết được quá khứ tương lai sao sao có thể ngay cả lai lịch vài thi thể cũng không biết nếu như bọn họ thật sự là thánh nhân vậy thực lực của thánh nhân quá chê cười giang lan không tin thánh nhân chê cười như vậy ôi sao nguyên thủy chưa tới một bên tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên phát hiện cái gì có phần bất ngờ nhìn lão tử và thông thiên giáo chủ trên mặt lão tử cũng lộ ra một chút bất ngờ hắn không rõ sao nguyên thủy thiên tôn thờ ơ với chuyện này thông thiên giáo chủ đừng hỏi ta ta cũng không biết tại sao nguyên thủy sư huynh không tới có thể nguyên thủy sư đệ đang tu luyện công pháp gì quan trọng sao trong khoảng thời gian này ta cũng không nhìn thấy hắn lão tử suy đoán nói mai hoa lộc bên cạnh hắn có chút muốn khóc ta tu luyện công pháp ở nơi này ta đây rõ ràng là lịch kiếp hu 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 nói đến cũng là một hồi nước mắt nước mũi ai cho dù là thánh nhân cũng sống không dễ dàng nguyên thủy thiên tôn đang âm thầm đau buồn xuân thu hắn đột nhiên chú ý tới ánh mắt lý nguyên nhìn hắn khóe miệng cười như không cười dĩ nhiên nguyên thủy thiên tôn biết tình huống của mình không thể gạt được lý nguyên hắn nhanh chóng lên tiếng xin xỏ lý nguyên ở trong lòng kính xin lý tiền bối đừng nói toạc thân phận của ta ở trước mặt mọi người ta cũng là người cần thể diện lý nguyên truyền âm nói nếu ngươi muốn thể diện dĩ nhiên ta sẽ không vạch trần thân phận của ngươi chẳng qua người cũng đừng đừng nghĩ ta giúp người tháo dây cương trên người điều này một mình người nghĩ cách à nguyên thủy thiên tôn có vẻ vô cùng há hốc mồm nếu như lý tiền bối không ra tay giúp đỡ làm sao hắn mới có thể tự gỡ được dây cương chứ chẳng lẽ dây cương sẽ trở thành đồ đi kèm sau này ta phải luôn mang đi đừng mà nguyên thủy thiên tôn tuyệt vọng hô đáng tiếc ngoài lý nguyên không ai biết hắn tuyệt vọng sau khi mọi người hành lễ với lý nguyên tiếp tục ngồi xuống mà hai người nữ oa và hậu thổ bắt đầu thu hết lên đồ ăn vặt lý nguyên tam tiêu cũng muốn thu hết đồ ăn vặt có thể có nữ oa và hậu thổ tại chỗ các nàng cũng không dám tranh nhau với thánh nhân giang lan nhìn thấy nữ oa và hậu thổ tranh đoạt đồ ăn vặt dáng vẻ không ai nhường ai càng không thể kết nối hai người này với hình tượng thánh nhân cao quý thánh khiết lại với nhau thánh nhân không thể là kẻ tham ăn đắc kỷ vài thi thể của ngươi từ đâu tới đây ta cảm giác vài thi thể trước người ít nhất cũng là hỗn độn ma thần thông thiên giáo chủ hỏi đắc kỷ đắc kỷ ra chỗ ngồi của tiểu tê tử cũng ôm tiểu tê tử vào trong ngực tuy tiểu tê tử biểu thị phản đối mãnh liệt nhưng mà phản đối không có hiệu quả nàng hay là không có chạy trốn dâm nguy của cô cô đắc kỷ đáp lại sư phụ ta lấy được thi thể từ trong một không gian kỳ quái trong không gian nổi lơ lửng vô số ma thần hung thú dị côn trùng thi thể người khổng lồ về phần thi thể có phải hỗn độn ma thần hay không vậy cũng không biết tại sao có thể có không gian kỳ quái như thế tiếp dẫn đạo nhân khiếp sợ lại tràn đầy nghi ngờ vẻ mặt những thánh nhân khác cũng không khác biệt lắm đắc kỷ nhún vai vấn đề thâm sâu huyền ảo như vậy các người chỉ có hỏi ca ta mọi người vốn dị ý định quay về phía lý nguyên hỏi thăm vì vậy lao nhau nhìn về phía lý nguyên mà hai người nữ hoa và hậu thổ đồng thời nhìn lý nguyên trong miệng còn nhai khô bò lý nguyên đáp thật ra thì không gian là một quan tài quan tài tất cả mọi người có vẻ vô cùng kinh ngạc và bất ngờ câu trả lời vượt xa dự liệu của mọi người sao lại là quan tài đắc kỷ lấy lại tinh thần vội vàng hỏi phải biết rằng cảm nhận không gian vô cùng lớn còn bát ngắt hơn hồng hoang quan tài nào có thể lớn như vậy lý nguyên bình tĩnh nói hiển nhiên là bởi vì kia miệng quan tài đồng cũng không phải là quan tài bình thường mà là một hồng mông trí bảo không gian trong quan tài chính là một vũ trụ hồng mông đầy đủ dĩ nhiên sẽ không nhỏ rồi lại là hồng mông trí bảo mọi người đều có vẻ vô cùng kinh ngạc có vẻ rất động lòng thông qua quá trình lúc trước lý nguyên dùng bình trà dễ dàng thu phục đại đạo thần niệm bọn họ hiểu rõ ràng hồng mông trí bảo có bao nhiêu kinh khủng căn bản không phải tiên thiên trí bảo có thể sánh ngang hỗn độn trí bảo suy cho cùng thực lực của đại đạo có thể phân giải hỗn độn chí bảo nhưng thần niệm lại bị hồng mông trí bảo vây chặt có như vậy mới biết chênh lệch giữa hai bên vẻ mặt đắc kỷ hối hận nói sớm biết nó là hồng mông trí bảo có lẽ ta nghĩ biện pháp bắt nó tế luyện lý nguyên lắc đầu nói thanh đồng nuôi thi thể nhưng mà có chủ nhân người không tế luyện được bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim có chủ nhân nuôi nhốt thi thể mọi người lập tức nghĩ đến cái gì chẳng lẽ những thi thể này có người nuôi nhốt sao hậu thổ kinh ngạc nói chính xác lý nguyên gật đầu nói chẳng lẽ là lý tiền bối nuôi nhốt chuẩn đề đạo nhân suy đoán nói lý nguyên lắc đầu nói dĩ nhiên không phải ta nuôi cái gì không tốt nuôi một đống thi thể làm gì vậy loại người gì nuôi nhốt thông thiên giáo chủ lộ vẻ xúc động nói phải biết rằng vài thi thể đắc kỷ lấy ra đều tàn ra khí tức của cường giả thiên đạo khi mọi người đang thảo luận bầu trời u minh giới đào chỉ sơn đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ không chút báo trước trong lúc xoáy nước chuyển động dẫn tới vô số pháp tắc đêm ngày tiêu tan các loại sấm sét vang dội trận gió tuyết mưa không gian gió bão hiện lên trong xoáy nước dị tượng như thế hiển nhiên khiến vô số quỷ tu đại năng của u minh giới nhìn chăm chú mọi người lao nhau bay ra khỏi động phủ của mình nhìn chăm chằm dị tượng trên trời không chớp mắt trong đó hiển nhiên bao gồm vài đại quỷ đế như minh hà lão tổ địa tạng vương bồ tát kim linh thánh mẫu quy linh thánh mẫu phật di lặc đây đã xảy ra chuyện gì dị tượng như này ư chẳng lẽ là có dị bảo gì sắp xuất thế sao nghe thấy hai chữ dị bảo tất cả tu sĩ đột nhiên ngừng lại hô hấp trong mắt lóe ra vẻ động lòng dưới tầm nhìn của vô số tu sĩ u minh giới mọi người đột nhiên phát hiện có một bóng đen bay ra từ bên trong xoáy nước vèo 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 trong lúc nhất thời vô số bóng dáng che lấn bay từ các nơi của u minh về phía bóng đen bọn họ cảm thấy bóng đen chính là dị bảo xuất thế hiển nhiên không muốn bỏ qua cơ duyên trong những người này bao gồm nhóm người minh hà lão tổ địa tạng vương phật di lặc kim linh thánh mẫu chẳng qua những chuẩn thánh đại năng như minh hà lão tổ kim linh thánh mẫu địa tạng vương sau khi bay được mấy bước lại vội ngừng lại trên mặt một đám người có vẻ kinh ngạc hoảng sợ bởi vì bọn họ đã thấy rõ ràng dáng vẻ vốn dĩ của bóng đen đây vốn dĩ không phải dị bỏ xuất thế mà là một nam tử tóc bạch kim chậm rãi bước ra từ bên trong xoáy nước trên người nam tử tóc bạch kim tàn ra khí tức sâu thẳm giống như quỷ dị khiến người ta không nhìn thấu nhóm người minh hà lão tổ gần như không nhìn thấu tu vi đối phương càng quỷ dị hơn chính là phía sau nam tử tóc bạch kim lại đeo một cổ quan thanh đồng có vẻ đặc biệt quái dị nhóm người minh hà lão tổ cảm thấy gặp nguy hiểm theo bản năng không dám nhích tới gần hơn nữa âm thầm lấy ra cháo phòng ngự chẳng qua rất nhiều tu sĩ bình thường không hiểu ý tưởng vẫn nhanh chóng đến gần xoáy nước Mãi cho đến sau khi đến rất gần, bọn họ mới nhìn rõ tình hình thực tế của bóng đen bay ra từ trong xoáy nước. Hai, tại sao là người, lại không phải là dị bảo xuất thế? Hai, chỉ lãng phí biểu cảm, lại đeo quan tài ở trên người, không ngại uế khí. Người này ra sân như thế, sợ rằng trên người cất giấu bí mật gì? Nếu không, mọi người quay về phía nam tử tóc bạch kim, bàn luận lao nhau. Tuy, đại đa số mọi người phát hiện, phương thức nam tử tóc bạch kim ra sân đặc biệt như vậy, có vẻ rất không tầm thường, chỉ sợ thực lực rất mạnh, địa vị rất lớn, chẳng qua mọi người tiếp xúc cũng không để ý quá mức, bởi vì tu sĩ xung quanh đến đây có hơn mấy chục vạn, trong đó thái ất kim tiên, đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh cũng có không ít. Cho dù thực lực nam tử tóc bạch kim bất phàm, nhưng đối mặt nhiều tu sĩ như vậy, chắc chắn không lật được bọt sóng gì, thế nên không có gì quá lo lắng. Hoàng Doanh đi ra từ Hồng Mông, nhìn thấy xung quanh tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, vẻ mặt tò mò nhìn hắn, giống như đang đánh giá một con khỉ. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái, hắn cũng không nói thêm gì, chẳng qua là vỗ nhẹ nhẹ đồng quan sau lưng quan tài đồng phát ra một tiếng vang trầm muộn ủng những thứ tu sĩ xung quanh lập tức mất đi chi giác ngay cả một chút phản ứng cũng không kịp một đám người vô ý thức thất điên bắt đảo trôi ở giữa không trung giống như đã chết cả quá trình không có một chút báo trước những tu sĩ này không có một chút dấu vết phản kháng số ít sinh ra cảnh giác từ trước như minh hà lão tổ kim linh thánh mẫu quy linh thánh mẫu không nhích tới gần xoáy nước còn tu sĩ lấy ra cháo phòng ngự lúc này mới may mắn thoát khỏi khó khăn chẳng qua cháo phòng ngự của bọn họ lúc hoàng doanh vỗ quan tài đồng lao nhau kim quang tác phẩm lớn rung động nổi lên xung quanh lại lập tức bể tan tành nhóm người minh hà lão tổ bị dọa sợ giật mình một cái vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về cung điện riêng của mình cũng khởi động toàn bộ trận pháp phòng ngự bên trong cung điện lúc này mới may mắn thoát khỏi khó khăn không bước dập khuôn theo những tu sĩ kia nhớ tới hung hiểm mới vừa rồi mấy người minh hà lão tổ kim linh thánh mẫu không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi đồng thời đối với thân phận nam tử tóc bạch kim cũng cảm thấy càng tò màu rốt cuộc người này là người nào, sao thực lực mạnh như vậy, cũng chỉ là vỗ nhẹ quan tài đồng một chút, mấy chục vạn tu sĩ, toàn bộ mất ý thức. Đây là một loại thần thông gì, phải biết rằng, trong những tu sĩ này, có thể không thiếu những đại năng vạn cổ như đại la Kim Tiên, chuẩn thánh, đến tột cùng tu vi người này có bao nhiêu, chẳng lẽ hắn là thánh nhân sao? Hình như, thánh nhân muốn đồng thời mà sát nhiều tu sĩ như vậy, cũng không nhẹ nhàng, đơn giản như vậy, nhóm người Minh Hà Lão Tổ, thật sự bị nam tử tóc bạch kim làm kinh ngạc hoàng doanh lướt mắt nhìn mấy lưu quan chạy trốn lại không để ý đến hắn lại vỗ quan tài đồng quan tài đồng lập tức phát ra ánh sáng xanh mấy chục vạn tu sĩ xung quanh lơ lửng toàn bộ lập tức bị ánh sáng xanh hít vào bên trong quan tài đồng bầu trời thoáng cái khôi phục chống trải như cũ hoàng doanh cảm thụ một chút động tĩnh xung quanh lập tức nhíu mày kỳ quái tại sao không cảm nhận được khí tức xâm lược của người kia chẳng lẽ nàng vừa rời khỏi không gian này hay sao hắn suy nghĩ một lúc thân hình chợt lóe từ trong hư không biến mất không thấy bóng dáng một màn này hiển nhiên bị mấy vị thánh nhân đắc kỳ, tiểu tê tử trong khách điếm nhìn thấy bọn họ nhìn thấy thủ đoạn nam tử tóc bạch kim khai triển không khỏi hai mặt nhìn nhau hiển nhiên cũng bị kinh ngạc người này là ai cảm giác thật lợi hại lão tử kinh ngạc nói vừa ra tay trực tiếp xóa đi dấu vết mấy chục vạn tu sĩ ở hồng hoang quả thật lợi hại thông thiên giáo chủ gật đầu nói hắn đeo quan tài đồng chẳng lẽ hắn chính là chủ nhân mà lý tiền bối nói người nuôi dưỡng quan tài đồng chuẩn đề đạo nhân nhìn về phía lý nguyên lý nguyên gật đầu chính là hắn không nghĩ tới đang nói hắn ở đâu hắn lại tự nhiên xuất hiện trên mặt đắc kỷ làm ra vẻ hưng phấn nàng cảm thấy phát hiện chuyện thú vị vẻ mà Giang lan mơ màng nhìn mọi người nàng không rõ những người này đang nói cái gì còn nữa tại sao mọi người đột nhiên nhìn bầu trời trên trời cũng không có cái gì mà bởi vì thêm thuộc tính vào trên phòng ngự thế nên giang lan gần như không cảm nhận được chuyện đã xảy ra ở u minh giới tu vi người này cao bao nhiêu hậu thổ tò mò hỏi lý nguyên lý nguyên cảnh giới đại đạo đại viên mãn hí tất cả mọi người hít vào một hơi có vẻ kinh hãi không dứt ngay cả đắc kỳ và từ tây tử cũng không ngoại lệ đại đạo đại viên mãn chẳng phải nghĩa là đối phương lập tức có thể đột phá đại đạo sao chẳng trách khủng bố như vậy người này có hệ thống sao nữ oa nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi lý nguyên giang lan nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn nàng không nghĩ tới giả nữ oa lại biết hệ thống hình như hệ thống căn bản không phải bí mật gì không lộ lý nguyên lắc đầu hắn không có hệ thống hắn có thể có tu vi này là bởi vì hắn ân cần săn sóc quan tài đồng cùng với nguyên nhân hắn tu luyện công pháp nơi xác hắn có thể phát huy toàn bộ thực lực và công pháp của tất cả thi thể được nuôi dưỡng bên trong quan tài đồng của hắn lại còn có thể tu luyện như vậy hậu thổ chạc lưỡi chẳng phải là nói hắn ân cần săn sóc thi thể càng nhiều thực lực của hắn lại càng mạnh thông thiên giáo chủ rất rung động lý nguyên gật đầu nói quả thật như thế đắc kỷ lo lắng nhìn lão ca nói nếu là như vậy vậy chỉ cần hắn vẫn ân cần săn sóc càng nhiều thi thể vậy thực lực của hắn không phải là cuối cùng có thể vượt qua ngươi trong lòng mấy người lão tử thông thiên tây phương nhị thánh vừa động cũng lao nhao nhìn về phía lý nguyên ánh mắt âm u lóe lên tràn đầy cảm xúc khó có thể nói rõ bọn họ cũng muốn biết có thể có người có thể vượt qua lý nguyên hay không lý nguyên bình tĩnh cười cười vút đầu muội muội an ủi trừ khi hắn có thể nuôi tất cả sinh mệnh trong vũ trụ hồng mông đưa toàn bộ vào trong quan tài của hắn nếu không cho dù tu vi của hắn có cao cũng không địch nổi ta đắt kỳ nghe vậy lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm cũng may cũng may xem ra người này vĩnh viễn không phải đối thủ của lão ca nuôi toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ hồng mông và quan tài đồng trước đừng nói hoàng doanh có năng lực hay không cho dù hắn thật sự có sao lão ca sẽ để cho hắn được như nguyện hiển nhiên những thánh nhân khác hiểu được đạo lý này trong lòng chẳng những không có vẻ thất vọng lại còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm suy cho cùng hồng mông có một trí tôn trí cao đại đạo trí cao lý nguyên cũng đã đủ rồi nếu như có thêm nữa điều này khiến những thánh nhân thiên đạo đại đạo bình thường khác sống thế nào đây lý nguyên mạnh nhất đối với vài thánh nhân là kết quả tốt nhất suy cho cùng tính cách lý nguyên bình thản làm việc có nguyên tắc cũng có thể nói dỡn còn sẽ ra tay ngăn cản ma đầu có suy nghĩ diệt thế thế nên lý nguyên là đại đạo trí cao đối với chúng sinh hồng mông gần như không có ảnh hưởng không tốt mấy thánh nhân cũng vui vẻ chỉ có giang lan nghe thấy mơ hồ hình như ông chủ đẹp trai đang tự sướng minh hà lão tổ nhìn thấy quan tài đồng cán nuốt mấy chục vạn tu sĩ sạch sành xanh mà những tu sĩ bị cán nuốt lại bị xóa hoàn toàn dấu vết tồn tại ở hồng hoang giống như hồng hoang gần như không tồn tại những người này điều này tức là người này cũng đã không thể sống lại không thể luân hồi không thể tìm chân linh về từ trong dòng sông thời không minh hà lão tổ không khỏi nghĩ mà sợ không dứt càng thấy bản thân may mắn mới vừa rồi đã cảnh giác chạy trốn nhanh sát thần ở nơi nào cũng quá kinh khủng mé nó hơn nữa hỉ nộ vô thường ra tay vô tình đây là sự tồn tại trăm triệu không thể trêu chọc cũng may hắn rời đi không đuổi giết ta nếu không hậu quả khó đoán khi minh hà lão tổ âm thầm cảm khái đột nhiên hắn cảm thấy có gì không đúng hắn quay đầu một cách cứng ngắc chỉ thấy một nam tử tóc bạch kim đeo một quan tài đồng đứng ở phía sau hắn không biết lúc nào mặt không chút thay đổi nhìn hắn ánh mắt một mảnh tử khí giống như từ thần chân thật minh hà lão tổ nhìn thấy nam tử tóc bạch kim nam tử trong lòng tuyệt vọng hắn vốn tưởng đối phương đã đi không nghĩ tới đối phương lại đến tìm hắn tại sao lại tới tìm ta ta với ngươi còn không quen sao ta xui xẻo như vậy trong lòng minh hà lão tổ sụp đổ chẳng qua trên mặt còn cố gắng chấn định hắn ra vẻ bình tĩnh hỏi hoàng doanh cái kia xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không hoàng doanh dùng ngón tay chỉ trước người một cái lập tức một hình vẽ nữ tử người mặc váy dài cung trang đầu đội từ kim phượng trâm phốc người thon thả cao gầy dáng vẻ đẹp đẽ vô song hiện lên ở trước mặt minh hà lão tổ minh hà lão tổ nhìn thấy nữ tử trên hình trong lòng không khỏi động một chút đây không phải là đắc kỷ sao người này lấy bức họa đắc kỷ ra ngoài làm gì đột nhiên minh hà lão tổ sinh ra một loại dự cảm xấu hy vọng đừng để cho ta lựa chọn mất mạng xem ra người biết nàng hoàng doanh nhìn chăm chú vào vẻ mặt của minh hà lão tổ thản nhiên nói nói cho ta biết nàng ở nơi đâu làm sao mới có thể tìm được nàng ta tha cho ngươi một mạng nếu không ngươi tiến vào bên trong quan tài đồng làm chất dinh dưỡng sống hay chết ngươi tự mình lựa chọn minh hà lão tổ không nghĩ tới mình đã cố gắng thản nhiên nhưng vẫn bị hoàng doanh nhìn ra sơ hở những đại lão này thật sự là quá biến thái ánh mắt có thể đừng bén nhẹ như vậy hay không ngay cả suy nghĩ đáy lòng đều có thể nhìn xuyên cái này xong đời quả nhiên khiến ta lựa chọn phải chết tuy ta biết đắc kỷ ở nơi đâu cũng biết làm sao mới có thể tìm được đắc kỷ nhưng đắc kỷ là muội muội của lý tiền bối sao ta dám nói chuyện của đắc kỷ cho tên tóc trắng này không thể là chuyện đắc tội lý tiền bối nhưng nếu như không nói cho tóc trắng chỉ sợ tóc trắng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta minh hà lão tổ rất rối rắm ta quá khó khăn các ngươi nói minh hà lão tổ có nói cho tóc trắng thông tin về đắc kỳ không nữ oa tò mò hỏi mọi người minh hà lão tổ và hoàng doanh đối thoại mọi người thấy ở trong mắt hơn nữa bởi vì nguyên nhân bọn họ sống ở trong khách điếm bọn họ có thể nhìn thấy tình hình của hoàng doanh nhưng hoàng doanh lại không thể cảm nhận được sự hiện hữu của bọn họ ta cảm thấy minh hà lão tổ sẽ không nói hậu thổ đáp ta cũng cảm thấy minh hà đạo hữu sẽ không nói tiếp dẫn đạo nhân tiếp lời nói ta cũng cảm thấy như vậy chuẩn đề đạo nhân gật đầu nói tán thành lão tử và thông thiên giáo chủ nói tiếp bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim tất cả mọi người cảm thấy minh hà lão tổ chắc chắn sẽ không nói tin tức của đắc kỳ cho hoàng doanh suy cho cùng minh hà lão tổ đã trải qua sợ hãi bị lý nguyên chi phối hắn chỉ cần có trí thông minh bình thường chắc sẽ không phạm sai lầm nếu như đổi minh hà lão tổ thành mấy thánh nhân mấy thánh nhân sẽ lựa chọn như vậy tuy trong lòng minh hà lão tổ dối dám không dứt nhưng trên mặt hắn lại không ra vẻ nửa phần trần chờ chỉ thấy vẻ mặt hắn nghi ngờ nhìn hình vẽ đắc kỳ vẻ mặt mờ mịt lắc đầu nói, thật sự xin lỗi, ta cũng không nhận ra người này, cho tới bây giờ chưa từng thấy, thật sự không thể nói cho tiền bối nàng ở nơi đâu. Minh Hà Lão Tổ cảm thấy, giờ phút này kỹ thuật diễn của bản thân đủ để nhận ra ảnh đế, có lẽ tóc trắng tin lời của ta sao? Hoàng Doanh nhìn Minh Hà Lão Tổ, ung dung nói, ngươi trả lời sai rồi, sắc mặt Minh Hà Lão Tổ thay đổi, trong lòng sinh ra vạn phần cảnh giác đột nhiên hắn nhìn thấy quan tài đồng phía sau tóc trắng phát ra một thanh quang ngay sau đó minh hà lão tổ phát hiện không biết bản thân làm sao đi tới một không gian kỳ quái không gian này vô biên vô hạn yên tĩnh không tiếng động không có thời gian trôi qua không pháp tắc dao động chỉ có nhiều thi thể đầy như sao những thi thể này mỗi một bộ tản ra khí tức kinh khủng tuyệt luân uy áp vang dội cổ kim minh hà lão tổ ở trước mặt những thi thể này bị uy áp bao phủ thân thể không bị khống chế run rẩy hình như trái tim đập kịch liệt sắp nhảy ra khỏi lồng ngực trong nháy mắt mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng lý tiền bối cứu ta ta lại vì người mới đắc tội sát thần minh hà lão tổ điên cuồng gào ở trong lòng gừ rào ngay vào lúc này hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng thú hô vang dội cả không gian ngay sau đó hắn nhìn thấy một cái xác hung trùng khổng lồ đã thức tỉnh nó há to cái miệng đầy máu tươi nuốt hắn vào trong ký ức cuối cùng của minh hà lão tổ chỉ dừng lại ở sự đau đớn dữ dội khi thân xác và xương cốt bị hung trùng nghiền nát tiếp sau đó hắn đã mất đi ý thức sau đó hắn lại khôi phục lại ký ức hắn ngạc nhiên nhận ra mình lại quay về trong phòng luyện công ở huyết hải ma cung cơ thể nguyên vẹn không mất mát gì mà thời gian đã là ngày hôm sau không phải ta đã chết rồi sao sao có thể sống lại được Lẽ nào khi nãy Hoàng Doanh cố ý hù dọa ta hay sao? Hắn vốn không hề giết ta. Không, dựa theo tính cách nói một không hai, sát phạt quyết đoán của Hoàng Doanh, hắn nhất định nói được làm được, không có khả năng chỉ hù dọa ta. Có lẽ Lý Tiền Bối đã ra tay cứu ta nhỉ? Minh Hà lão tổ thầm suy đoán. Xem ra người cũng không quá ngu ngốc. Một giọng nói ôn hòa như nước bỗng vang lên trong đầu của Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ vừa nghe đã nhận ra chính là giọng nói của Lý Tiền Bối. Hắn không dám chậm trễ vội vàng cúi người hành lễ với Không Trung. Đa tạ ơn cứu mạng của Lý Tiền Bối, Minh Hà vô cùng cảm kích giọng nói của lý nguyên tiếp tục vang lên trong đầu của minh hà lão tổ ta rất hài lòng với hành vi lần này của ngươi nếu sự việc đã do ta mà ra đương nhiên ta sẽ không để ngươi ngã xuống minh hà lão tổ nghe vậy không khỏi thầm kích động không thôi trong lòng thầm nghĩ lần này coi như ta đã cầu đúng rồi tuy tên bạch mao kia lợi hại ngút trời nhưng vẫn không phải là đối thủ của lý tiền bối chỉ là không biết kết cục cuối cùng của bạch mao như thế nào trong lòng minh hà lão tổ tuy có vô số câu hỏi nhưng nét mặt lại chẳng hề lưỡng lự hắn vẫn tiếp tục cung kính đáp với hư không không có sự cho phép của lý bối đương nhiên minh hà không dám nhiều lời về chuyện của lý tiền bối đạo lý này minh hà vẫn biết nhưng mà lần này hắn không còn nghe thấy giọng nói của lý nguyên nữa xem ra lý tiền bối không định nói chuyện với ta trong lòng minh hà lão tổ không khỏi dấy lên một chút tiếc nuối ba tuần hắn bỗng hét lên với bên ngoài ngay sau đó một quá nhân dáng người cao lớn trên cái cổ mọc ba cái đầu sáu cái tay bước vào chính là ma tôn ba tuần ba tuần hành lễ với minh hà lão tổ không biết giáo chủ gọi đệ tử có gì căn dặn minh hà lão tổ hỏi từ hôm qua đến bây giờ, Hồng Hoang có xảy ra chuyện gì không? Ba tuần không hề chất vấn câu hỏi có hơi kỳ lạ của Minh Hà lão tổ, hắn trả lời vô cùng đúng mực. Hôm qua, Hồng Hoang quả thật đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, Hoàng doanh cho mày một cái. Kỳ lạ, theo như phản ứng của Minh Hà lão tổ, hắn rõ ràng biết được tin tức của kẻ xâm nhập đó mới đúng chứ, nhưng tại sao trong ký ức của hắn lại chẳng có bất cứ ký ức nào liên quan đến kẻ xâm nhập đó? Lẽ nào ta cảm nhận sai rồi sao? Nhưng ta không thể nào cảm nhận sai được xem ra kẻ xâm nhập này ngoài việc chạy trốn nhanh và phòng ngự mạnh ra thì thủ đoạn che giấu thân phận cũng không tầm thường nhưng mà như vậy mới thú vị nếu như đối thủ quá yếu thì chẳng có gì vui cơ thể hoàng doanh lóe lên một cái bóng người lập tức biến mất trong bóng tối một giây sau thân hình của hắn đã xuất hiện trong một tòa cung điện khổng lồ cuối dãy ngân hà ở bắc minh thiên giới còn côn bằng lão tổ đang ngơ ngác đứng nhìn hoàng doanh đột nhiên hiện ra trong lòng vô cùng hoảng hốt khi đối mặt trực diện với hoàng doanh côn bằng lão tổ mới thật sự cảm nhận được đối phương rốt cuộc đáng sợ đến mức nào hắn cảm thấy cả người hắn như đã tiến vào vùng tử vong chỉ cần một suy nghĩ của đối phương sinh mệnh của hắn luân hồi tất cả dấu vết tồn tại trong dòng sông thời gian đều sẽ bị xóa sạch trong vùng tử vong đó hơn nữa còn không thể sống lại tại sao sát thần này lại đến yêu sư cung của ta chắc hẳn khi nãy ngươi cũng đã nhìn thấy lời ta nói với minh hà lão tổ rồi nhỉ bây giờ đã đến lúc ngươi đưa ra lựa chọn nói cho ta tên xâm nhập đó ở đâu hoặc là sẽ trở thành chất dinh dưỡng của quan tài đồng hoàng doanh nhìn côn bằng nét mặt lạnh lùng lên tiếng hóa ra là hành vi dùng thần thức thăm dò của mình đã khiến đối phương chú ý cho nên bạch Mao mới tìm tới cửa nhưng mà cả hồng hoang này không chỉ có mình ta thăm dò tại sao chỉ tìm đến ta chỉ bởi vì ta là thánh nhân sao sao ta lại xui xẻo như thế này côn bằng lão tổ vừa thầm mỉa mai trong lòng vừa nhanh chóng xoay chuyển vô số suy nghĩ cân nhắc lợi hại hắn đã nhìn thấy toàn bộ kết cục của minh hà lão tổ khi nãy chính vì minh hà lão tổ nói không quen đắc kỳ kết quả hoàng doanh không nói hai lời đã chết giết minh hà lão tổ căn bản không cho minh hà lão tổ cơ hội thay đổi hồng hoang cũng không còn cảm nhận được dấu vết tồn tại của minh hà lão tổ nữa điều này có nghĩa minh hà lão tổ căn bản không thể sống lại lần nữa đối mặt với nhân vật hung ác sát phạt quyết đoán như vậy côn bằng lão tổ cũng không dám đáp bừa trả lời sai có thể sẽ mất mạng rốt cuộc có nên nói ra tin tức của đắc kỷ hay không nói ra tin tức của đắc kỷ nếu đắc tội với lý tiền bối thì phải làm sao lý tiền bối cũng không thể trêu vào mấy người trong khách điếm đều nhìn thấy toàn bộ tình hình của côn bằng lão tổ nữ oa hỏi không biết côn bằng lão tổ sẽ lựa chọn như thế nào thông thiên giáo chủ minh hà lão tổ còn hiểu lý lẽ côn bằng không lẽ không hiểu tiếp dẫn đạo nhân gật đầu nói côn bằng đạo hữu là người biết thức thời hậu thổ lại không nghĩ như vậy cũng không chắc đâu yêu tộc vốn nham hiểm gian xào tham sống sợ chết nói đến đấy nàng cố ý lướt nữ oa một cái nhắm đến ai không cần nói cũng biết mà côn bằng còn là nhân tài xuất chúng trong nham hiểm thâm độc ta cảm thấy có lẽ hắn sẽ nói cho bạch mao biết tin tức của đắc kỷ nữ oa biết hậu thổ đang nhắm vào nàng nàng không phục mà nói yêu tộc sao lại nham hiểm gian xào tham sống sợ chết ta cảm thấy côn bằng sẽ không nói hậu thổ vậy chúng ta cược một ván đi nếu như côn bằng nói ra tin tức của đắc kỷ vậy sau này hãy ngươi nhìn thấy ta đều phải gọi ta là tỷ tỷ nếu như hắn không nói vậy ta sẽ gọi ngươi là tỷ tỷ dám hay không nữ oa không chịu tỏ ra yếu thế cược thì cược có gì mà không dám chứ tuy nàng cũng không rõ côn bằng sẽ nói ra hay không nhưng nếu hậu thổ đã nói đến mức này đương nhiên nữ oa không thể nhát gan dù sao lý nguyên đắc kỷ cũng đang ở bên cạnh nhìn thua người không thể thua trận đúng hay không nữ oa ta không phải là kẻ nhát gan giang lan nhìn thấy nữ oa và hậu thổ đánh cược như một đôi oan gia còn cực trẻ con như vậy lại càng không dám tin đây chính là thánh nhân suy cho cùng thánh nhân không phải nghiêm túc trang nghiêm sao sao có thể ấu trĩ như thế chứ còn đám người đắc kỷ lý nguyên và tiểu tây tử thì lại không hề lấy làm lạ với hành vi của nữ oa và hậu thổ hai người này chỉ cần ở gần nhau thì chẳng có lúc nào là không cãi nhau đắc kỷ không để ý tới nữ oa và hậu thổ đang so đo nàng hỏi ca ca lẽ nào minh hà lão tổ cứ như vậy mà chết sao dù sao đối phương cũng là vì giữ bí mật của ta nếu như chết như vậy ngược lại có chút không nỡ tuy minh hà lão tổ là tà tu ma đạo rất nhiều hành vi của người này khiến đắc kỳ không vừa mắt nhưng mà sở dĩ đối phương bị hoàng doanh giết chết quả thật là để không đắc tội với lý nguyên nếu như cứ nhìn minh hà lão tổ chết đi như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ca ca lý nguyên đương nhiên hiểu ý của muội muội hắn bình tĩnh nói yên tâm khi nãy ta đã giúp hắn sống lại rồi lão tử bất ngờ nói minh hà đạo hữu sống lại rồi tại sao ta không cảm nhận được khí tức của hắn lý nguyên ta để hắn ngày mai mới sống lại hóa ra là vậy mọi người bừng tỉnh ánh mắt nhìn lý nguyên càng thêm kính sợ đương nhiên cũng càng bội phục nguyên tắc thưởng phạt phân minh của lý nguyên bắc minh yêu sư cung côn bằng lão tổ do dự một lúc rồi nói với hoàng doanh tuy ta biết người này nhưng không quen lắm ta nghĩ ngươi nên đi tìm thông thiên giáo chủ nàng đệ tử của thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ nhất định biết làm thế nào mới tìm được nàng đây chính là đá quả bóng sang cho thông thiên giáo chủ có lẽ không coi đây là ta tố giác chứ ta chỉ nói đến thông thiên giáo chủ chứ không hề để lộ tin tức của đắc kỳ và lý tiền bối cũng không nói cho bạch ma biết vị trí cụ thể của đắc kỳ đúng vậy cái này chắc chắn không phải là tố giác cho dù là tố giác thì cũng là tố bí mật của thông thiên giáo chủ lý tiền bối có lẽ sẽ không trách tội ta côn bằng lão tổ tự an ủi chính mình thông thiên giáo chủ nghe thấy lời nói của côn bằng nét mặt lập tức đen thành than giọng điệu của hắn không mấy vui vẻ côn bằng lão tổ này vẫn nham hiểm như trước để rửa sạch phiền phức mà lại lấy ta ra chắn nạn thật chẳng ra làm sao sau này gặp hắn nhất định phải dạy dỗ hắn một trận mới được hậu thổ lại tỏ ra vô cùng vui mừng nàng đầy đắc ý nói với nữ oa người thua rồi sau này gặp mặt phải gọi ta là tỷ tỷ bây giờ gọi một tiếng cho ta nghe xem nhớ kỹ giọng nói phải ngọt ngào nữ oa à cãi lại sao ta lại thua chứ côn bằng chỉ nói ra tin tức của thông thiên giáo chủ nhưng không hề để lộ tin tức của đắc kỷ cho nên phải là ta thắng người nên gọi ta là tỷ tỷ người gọi nhanh lên hậu thổ không hài lòng nói ai thắng ai thua người biết ta biết mọi người đều biết người không cần phải giờ trò giờ trò cũng không có tác dụng nữ oa à mạnh miệng nói ta không có giờ trò vốn dĩ ta không hề thua hậu thổ người rõ ràng đang chơi xấu nữ oa à, ta không có là người đang chơi xấu hậu thổ thấy nữ oa vì chết còn mạnh miệng không chịu nhận thua cả gương mặt xinh đẹp tức đến đen xì nàng chỉ đành xin trợ giúp từ lý nguyên nàng kéo tay áo của lý nguyên tủi thân nói lý nguyên ngươi đến phân xử đi đánh cửa của ta và nữ oa rốt cuộc là ai thua lý nguyên đang định lên tiếng nữ oa thấy vậy không đợi lý nguyên trả lời nàng vội vàng đi đến phía sau lý nguyên ân cần xoa bóp vai cho lý nguyên sau đó chu môi đến bên tai của lý nguyên nhỏ giọng nói nếu ngươi không trả lời nàng ta xoa bóp cho ngươi hai canh giờ lý nguyên đây rõ ràng là biểu hiện chúng tim đen rồi hậu thổ tức giận người đang hối lộ lý nguyên lý nguyên công bằng chính trực vô tư công minh hắn mới không thèm giúp người nói dối đúng không lý nguyên nàng ôm lấy cánh tay của lý nguyên nũng nịu nói hơn nữa còn định hót lý nguyên khiến lý nguyên không thể giúp nữ oa nói dối nữ oa vừa bóp vai cho lý nguyên vừa nói đương nhiên lý nguyên không giúp ta nói dối rồi hắn chỉ giúp ta nói sự thật lý nguyên hắn nhìn nữ oa và hậu thổ đang dương đôi mắt tròn xoay nhìn hắn đợi hắn trả lời trên gương mặt không khỏi tỏ ra vẻ bất đắc dĩ to lớn nữ nhân thật sự quá phiền phức, hắn lên tiếng, ta cảm thấy vấn đề này các ngươi vẫn nên hỏi thằng đương sự là tốt nhất. Đắc kỳ là đương sự, nàng biết rõ nhất côn bằng có để lộ tin tức của nàng hay không. Đắc kỳ, nàng trợn tròn mắt nhìn ca ca, thủ đoạn ném nồi này có thể so với côn bằng nha, Mà trong lúc Đắc kỳ đang mỉa mai lão ca, nữ oa và hậu thổ đã đến bên cạnh Đắc kỳ, ánh mắt hai người sáng rực nhìn Đắc kỳ, chờ câu trả lời của Đắc kỳ. Đắc kỳ bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, nữ nhân thật sự phiền phức. Còn giang lan ở bên cạnh nhìn thấy nữ oa và hậu thổ làm nũng với lý nguyên nét mặt càng thêm sám xịt đây chắc chắn không phải là thánh nhân thánh nhân không thể nào làm nũng được hoàng doanh nghe thấy câu trả lời của côn bằng lão tổ rồi ung dung nói ta không thích những kẻ gian dối côn bằng nghe vậy trong lòng thoáng hoảng hốt lập tức sinh ra cảnh giác muôn phần hoàng doanh không hề để ý đến sự cảnh giác của côn bằng chỉ thấy hắn vũ quan tài đồng ở sau lưng một cái quan tài đồng phát ra âm thanh ong nặng nề và ngân vang côn bằng lập tức thi triển huyền quang phòng ngự định đề phòng đòn tấn công của hoàng doanh nhưng mà tuy hắn sử dụng huyền quang phòng ngự nhưng chẳng có chút tác dụng nào hắn lập tức cảm thấy chóng mặt cơn chóng mặt này rất nhanh đã biến mất. côn bằng lão tổ hoàn hồn, hắn hoảng sợ phát hiện ra bản thân mình lại mất đi liên hệ với thiên đạo. một sợi nguyên thần hắn vốn dị ký gửi vào thiên đạo sau khi thành thánh lại không thể cảm nhận được nữa. hắn cũng không thể sử dụng pháp tắc chi lực thiên đạo theo ý muốn được nữa. mà cảm ngộ thiên đạo, sử dụng thiên đạo pháp tắc chi lực chính là khác biệt lớn nhất giữa thánh nhân với tu sĩ bình thường. điều này có nghĩa hắn đã từ tu vì thánh nhân rất xuống cảnh giới chuẩn thánh, hắn đã bị tước bỏ thánh vị. phát hiện ra sự thật này, côn bằng lão tổ hoàn toàn ngây ngốc luôn, đầu óc trở nên trắng xóa hồn bay phách lạc đây là thánh vị mà mình phải trải qua thiên tân vạn khổ trải qua vô số lần sinh tử mới chứng được tại sao cứ như vậy đã bị tước đoạt rồi không phải ta đã gián tiếp nói cho ngươi biết tin tức của đắc kỷ rồi sao sao ngươi nói mà không giữ lời trong lòng côn bằng căm hận hoàng doanh không thôi nhưng lại không dám tỏ vẻ chống đối trước mặt hoàng doanh bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim ấm ức chán nản tức giận không cam lòng nghĩ thôi cũng biết hoàng doanh thản nhiên nói ta không giết ngươi chỉ cắt đứt tất cả con đường thành thánh của ngươi thôi. sau này ngươi sẽ không thể cảm nhận pháp tắc chi lực thiên đạo được nữa. cho ngươi một bài học miễn cho ngươi sau này lại tiếp tục giở trò khôn lõi, chỉ là khôn vật bà thôi. nói rồi bóng người của Hoàng Doanh biến mất không thấy tăm hơi. hắn không cần đoán cũng biết Côn Bằng Lão Tổ chán chán hận hắn đến xương tủy. nhưng thế thì đã sao? nỗi hận của con kiến vốn nhỏ nhạt không đáng kể. Côn Bằng Lão Tổ không thể kiên trì được nữa, hắn ngồi phịch xuống đất, nét mặt vô cùng sụp đổ. Côn Bằng Lão Tổ không ngờ rằng Hoàng Doanh lại thẳng thường cắt đứt con đường tương lai thành thánh của hắn điều này có nghĩa sau này hắn mãi mãi cũng không thể thành thánh nữa hắn không chịu nổi điều này còn khó chịu hơn trực tiếp giết chết hắn gấp nhiều lần sớm biết như vậy trước khi trả lời không nên khôn lõi như vậy giờ trò khôn và trước mặt đại năng hồng mông chính là đang đùa với lửa mà bạch mau này sát phạt quyết đoán trong mắt không chứa nổi một hạt cát nhìn thấy kết cục của côn bằng lão tổ lão tử không khỏi cảm thán thông thiên giáo chủ lại tràn đầy vui sướng ha 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 côn bằng tự làm tự chịu cho hắn ném nổi cho ta này tiếp dẫn đạo nhân côn bằng đây chính là thông minh bị thông minh hại chuẩn đề đạo nhân Côn Bằng lão tổ tính kế cả một đời, rơi vào kết cục này cũng có lý của nó. Đắc Kỳ nghe vậy không nhịn được chế nhạo Chuẩn Đề đạo nhân, nếu nói đến tính kế, các người tính kế chẳng thua kém gì Côn Bằng. Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy nét mặt không khỏi tỏ ra ngượng ngùng. "Lão tử, tiếp dẫn ở bên cạnh cũng xấu hổ. Mấy năm nay tuy bọn họ đã khiêm nhường đi rất nhiều, nhưng đó là ở trước mặt Lý Nguyên, Tiểu Tê Tử và Đắc Kỳ. Giữa các thánh nhân bọn họ vẫn âm thầm đấu đá với nhau, giữa bọn họ có các loại âm mưu tính kế nhiều vô số kể, bởi vậy lời nói của Đắc Kỳ không phải là bắn tên không đích." mà nguyên thủy thiên tôn lại cảm nhận sâu sắc nhất với lời nói của đắc kỷ cảnh ngộ của hắn lúc này chính là một ví dụ sống động nhất hai đều là nước mắt không biết bạch mau lại đi đến đâu nữ oa tỏ mò hỏi thông thiên giáo chủ lo lắng nói chỉ e rằng đến kim miết đảo tìm ta rồi hắn vừa dứt lời thần thức đã cảm nhận được trên bầu trời của kim miết đảo có một bóng người cao thon anh tuấn tối tam vác theo quan tài đồng từ trong hư không bước ra chính là hoàng doanh hoàng doanh đến bầu trời kim miết đảo hàng mày không khỏi nhíu lại một cái bởi vì hắn không hề cảm nhận được trong hòn đảo này có khí tức của thánh nhân hơn nữa cả hồng hoang ngoại trừ côn bằng kia cùng với một tên cường giả thiên đạo ra thì không hề có khí tức của thánh nhân nào khác thật kỳ lạ điều này không trùng khớp với những tin tức mà hắn có được từ trong ký ức của những người bị quan tài đồng thôn phệ những thánh nhân đó đi đâu rồi tại sao có thể trốn được cảm giác của ta sự việc dường như càng trở nên thú vị rồi đấy hoàng doanh không những không hề để ý đến những nghi ngờ này ngược lại còn tỏ ra hứng thú trong dòng sông thời gian kéo dài vô tận nhưng lại khó gặp một chuyện khiến hắn hiếu kỳ suy nghĩ của hoàng doanh xoay chuyển nhưng ngoài miệng không nói gì nhiều hắn chỉ gõ nhẹ vào quan tài đồng ở phía sau một cái ong sau đó một luồng đạo văn xa xưa thần bí từ trên quan tài đồng bay ra nhấp nhô trên kim miết đảo tất cả các tu sĩ linh thú mọi động thực vật có sinh mệnh khí tức ở trong kim miết đảo đều bất giác bay lên về phía bầu trời trong đó bao gồm các đệ tử thân truyền triệt giáo như vô đương thánh mẫu cù thủ tiên kim quang tiên linh nha tiên hạm chi tiên Khuê ngưu lúc này những người này đều đang ngơ ngẫn còn có chức hoảng hốt lo sợ không hiểu đã xảy ra chuyện gì bọn họ thi triển pháp lực toàn thân muốn dừng bay lên trời nhưng mà căn bản chẳng ăn thua gì chúng ta bị làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì thế là kẻ địch bên ngoài xâm nhập vào sao tại sao chu tiên hộ đảo đại trận lại không có phản ứng gì cả đây là thủ đoạn gì thế sao lại không thoát ra được quá tầm môn sư tôn đâu rất nhanh vô đường thánh mẫu cùng ngàn vạn tu sĩ linh thú trên kim miết đảo đều bị động bay lên trời dừng lại dưới chân của hoàng vân thông thiên giáo chủ thấy đồ đệ của mình gặp nguy hiểm tỏ ra vô cùng nôn nóng hắn vội vàng cầu cứu lý nguyên lý lão đệ những đệ tử này của ta không phải là đối thủ của bạch mao vẫn mong lý lão đệ có thể ra ta giúp đỡ bọn họ lý nguyên vốn không muốn liên lụy đến người vô tội lại thấy thông thiên giáo chủ lên tiếng cầu cứu đương nhiên hắn không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn trong lòng hắn khẽ động bóng người của hoàng doanh lập tức biến mất trên bầu trời kim miết đảo xuất hiện trong đình viện của khách điếm vu đương thánh mẫu nhìn thấy hoàng doanh vốn dĩ vô cùng kinh ngạc đang định lên tiếng hỏi mục đích của hoàng doanh nhưng mà bọn họ còn chưa kịp lên tiếng thì thấy hoàng doanh đột nhiên biến mất không một báo hiệu giống như lúc xuất hiện vậy không để lại một câu nói nào mà đám người vô đương thánh mẫu nhận ra bọn họ đã khôi phục lại tự do dường như sự việc vừa xảy ra khi nãy là ảo giác vậy nhưng mà không thể nào ngàn vạn tu sĩ cùng xuất hiện ảo giác được chứ bạch mau kia sao lại đi rồi hút bọn ta ra đây không nói tiếng nào lại bỏ đi rồi hắn có ý gì chứ đang cố ý đùa dẫn triệt giáo chúng ta sao mà kệ hắn có ý gì chỉ cần hắn đi là được rồi lực thực của bạch mau này quá khủng khiếp còn đáng sợ hơn cả sư phụ chúng ta vẫn nên mau chóng quay về đảo đi khởi động tất cả phòng ngự của chu tiên đại trận tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoàng doanh nhớ mày một cái Hắn không ngờ có người lại có thể không một tiếng động dịch chuyển hắn từ một không gian này đến một không gian khác, quan trọng là bản lĩnh dịch chuyển không gian này đã đạt đến cảnh giới pháp tắc đại đạo, tu vi của người này không tầm thường, Hoàng Danh mơ màng nghĩ, nét mặt lại chẳng có chút hoảng sợ nào, đương nhiên hắn cảm nhận được các loại hỗn độn linh can phát ra từ trong tòa viện này, vô số hỗn độn linh tài đứng sừng sững và đại đạo pháp võng dày đặc trên bầu trời, hắn không khỏi hơi bái phục chủ nhân của tòa viện này, đối phương đã có tư cách làm kẻ địch của hắn, sống lâu như thế, người có thể có được tư cách làm kẻ địch với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên cuối cùng những kẻ địch này đều biến thành chất dinh dưỡng của Quan Tài Đồng, nếu như có thể biến những hỗn độn linh căn, hỗn độn linh bảo và chủ nhân của tòa viện này thành chất dinh dưỡng của Quan Tài Đồng, nói không chừng ta có thể một phen đột phá tu vi đại đạo, trở thành người đầu tiên trước nay chưa từng có. Nghĩ đến đây trên gương mặt của Hoàng Doanh không khỏi sáng rực thêm mấy phần, ánh mắt của hắn đặt trên người của đám người trong viện, cuối cùng dừng lại trên người của Đắc Kỳ, không ngờ người lại trốn ở đây, có đại đạo pháp võng che giấu khí tức chẳng trách không phát hiện ra ngươi Hoàng Doanh bình tĩnh nói, Đắc Kỳ thản nhiên nói: ta chẳng hề trốn, ta vẫn luôn ở đây, chỉ là do tu vi của người quá kém không nhìn ra mà thôi. Hoàng Doanh nghe vậy khóe miệng khẽ dương lên, không những không tức giận mà còn mỉm cười, nếu ngươi cứ như rùa rụt cổ ở đây thì ta còn phải tốn một chút công sức, không ngờ rằng ngươi lại tự tìm chết, dịch chuyển ta vào đây. Đắc Kỳ chế giễu nói, ai tìm đường chết còn chưa chắc đâu. Bong, Hoàng Doanh không tiếp tục đấu võ mồm với Đắc Kỳ nữa mà lại gõ vào quan tài đồng sau lưng hắn, một luồng đạo văn mở ra bao trùm xung quanh, bên trong đạo văn bao gồm các loại pháp tắc đại đạo như không gian, mê huyễn, Hủy diệt, thời gian, sinh mệnh, tử vong, trong thần vận bất phàm, đáng sợ vô cùng, động tĩnh của nó tạo thành vừa xa động tĩnh của thi pháp trước đây ở trên Kim Miết đảo, bí hiểm hùng vĩ vô số lần, hắn không nói bất cứ lời thừa thãi nào, trực tiếp ra tay, cũng không hề vì tu vi của Đắc Kỷ thấp mà có bất cứ sự khinh thường nào. Lão tử, nữ oa, tiếp dẫn, Tam Thanh, Đắc Kỷ, tất cả mọi người bỗng cảm thấy chóng mặt, chỉ thấy cái sân trước mặt bỗng bị lớp không gian đặc biệt chồng lên nhau, không gian đặc biệt đó vô cùng vô tận, tâm tối tĩnh mịch vô số thi thể của ma thần, hung trùng và người khổng lồ trôi nổi lường lờ, thậm chí bọn họ còn cảm nhận được rõ ràng khí tức vô tận đáng sợ phát ra từ những thi thể này, bọn họ có ảo giác dường như bản thân mình cũng sắp biến thành những thi thể này, rất nhanh cơn chóng mặt của mọi người đã biến mất, tinh thần tỉnh táo trở lại, không gian trùng điệp của biến mất, những cái xác cũng biến mất tăm, mọi người vẫn ngồi trong tòa viện như cũ, ánh trăng trên bầu trời xa xôi và tĩnh mịch, dường như cảnh tượng xảy ra khi nãy chỉ là ảo giác, đương nhiên tất cả mọi người đều biết rõ đó không phải là ảo giác, sở dĩ mọi người vẫn bình an vô sự chắc chắn là do lý nguyên đã ra tay tất cả mọi người ở đó chỉ có lý nguyên có năng lực này hoàng doanh thấy đám người đắc kỷ không bị hút vào trong quan tài đồng như những gì hắn đã nghĩ chân mày không khỏi hơi nhíu lại trông có chút bất ngờ hắn nhìn lý nguyên vẫn luôn điềm tĩnh lên tiếng hỏi chắc hẳn ngươi là chủ nhân của vũ trụ hồng mông này nhỉ tuy là hỏi nhưng thật ra là khẳng định bởi vì khi nãy chỉ có một mình lý nguyên vẫn tỉnh táo rõ ràng không sợ sóng dữ lý nguyên gật đầu một trong những chủ nhân đối với hắn tiểu tây tử và đắc kỷ đều là chủ nhân của tòa viện này Hoàng Doanh gật đầu rồi lại hỏi, người đã tu luyện đại đạo đến tầng thứ mấy rồi? Lý Nguyên lắc đầu, ta không phải đại đạo. Hoàng Doanh nghe vậy nét mặt không khỏi có chút bất ngờ, không phải đại đạo, thiên đạo không thể bố trí đại đạo pháp võng xung quanh được. Lý Nguyên, ừm, thật ra ta lợi hại hơn đại đạo. Hoàng Doanh, hắn không ngờ lại có người giả bộ trước mặt hắn, phải biết rằng hắn mới là ông tổ của việc giới giả bộ. Nếu ngươi đã tự tin như vậy thì để ta thử xem ngươi lợi hại đến mức nào. Nói rồi quan tài đồng của Hoàng Doanh bỗng từ sau lưng của hắn bay lên. Ừm, uhm, nắp quan tài của quan tài đồng mở bật ra, trong chốc lát nhật nguyệt u ám trời đất tối đen hồng mông u ám cảnh sát trong tòa viện hoàn toàn biến mất không thấy đâu không gian xung quanh đều biến thành hồng mông dị vực vô số hung trùng ma thần cư nhân đứng sửng sững có điều lúc này những ma thần cư nhân này đều sống sờ sờ từng con mắt mở to như hổ rình mồi nhìn đám người lý nguyên đắc kỷ nữ oa dường như đang lựa chọn để bắt ăn những thánh nhân như nữ oa hậu thổ tiếp dẫn đối mặt với những ánh nhìn chăm chú như thế cũng không khỏi sờn tóc gáy trong lòng run sợ trước đây bọn họ xem vạn vật như con kiến nhưng ở trước mặt những ma thần này bọn họ cảm thấy bản thân mình mới là kiến mấy con kiến lại đối mặt với hàng tỷ hỗn độn ma thần cảm giác của đám người nữ oa thông thiên lúc này chính là chua sót so với nỗi sợ hãi của đám thông thiên và nữ oa hai người đắc kỷ và tiểu tê tử lại không cảm nhận được bao nhiêu với hỗn độn ma thần xung quanh bởi vì hồng mông thiên y mà bọn họ mặc trên người đã tránh lại tất cả những uy áp ở bên ngoài phan đạo nhân ở bên cạnh run cầm cặp giang lan cả người lông mang dựng đứng chỉ cảm thấy mình đã gặp phải nguy hiểm trước đây chưa từng có gầm tất cả ma thần hung trùng trong không gian bỗng nhiên cùng lúc phát ra tiếng gầm rú tiếng gầm gừ liên tục không ngớt đinh tai nhức óc giống như chú ngữ của vu sư như ngâm sướng của tát mãn bao trùm lấy tất cả lực lượng đại đạo của trời đất hồng mông lúc này những tiếng gầm rú này chính là đại đạo có điều những đại đạo này không còn dịu dàng mà là đại đạo điên cuồng tàn sát bừa bãi hủy diệt thế giới vạn vật có thể xuyên qua lục phủ ngũ tạng ba hồn bảy vía quá khứ tương lai sinh mệnh luân hồi lý nguyên lý tiền bối nữ oa hậu thổ tiếp dẫn chuẩn đề nghe thấy đại đạo nổi giận cảm nhận thủy triều đại đạo cuồng bạo xung quanh chỉ cảm thấy trái tim bị dọa nhảy khỏi lồng ngực không nhịn được cầu cứu lý nguyên nhưng mà thật ra từ lâu lý nguyên đã ra tay bố trí một tầng cấm vực đại đạo ở xung quanh mọi người bất cứ đại đạo nào tiến vào không gian cấm vực đều hóa thành hư vô nếu không nữ oa hậu thổ thông thiên lão tử căn bản không kịp mở miệng đã bị tiếng gầm rú đại đạo ở xung quanh nghiền nát thành bột mịn rồi mấy người nữ oa hậu thổ vốn sắp bị dọa sợ hồn bay phách tán chỉ cảm thấy cái mạng này thôi rồi nhưng ngay sau đó bọn họ ngạc nhiên phát hiện ra thủy triều đại đạo đáng sợ không thôi kia lại quay cuồn cuộn ở xung quanh căn bản không thể tiến vào được trái tim cho lơ lửng của mọi người mới thả lòng lý tiền bối vẫn đáng tin hơn sau khi khen ngợi một câu lão tử thông thiên tiếp dẫn chuẩn đề bắt đầu tham lam nhìn chằm chằm vào thủy triều đại đạo ở xung quanh điên cuồng lĩnh ngộ pháp tác đạo vẫn chứa đựng trong đó như bọt biển đây là bản nguyên đại đạo mà ngài thường muốn cảm ngộ một chút cũng chẳng có cơ hội mà lúc này tất cả bản nguyên chi lực đại đạo toàn bộ đều bày ra trước mặt mọi người vừa không lo lắng sẽ gặp nguy hiểm chỉ có kẻ ngốc mới bỏ qua cơ hội ngàn năm có một như vậy Tắc kỳ ừm nàng không hề lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo ở xung quanh mà chỉ dùng ánh mắt đắc ý nhìn hoàng doanh đang nhíu chặt đôi mày hoàng doanh mất mặt ngơ ngác nàng cảm thấy rất vui còn về bản nguyên đại đạo ở xung quanh có cái nào quan trọng hơn xem hoàng doanh mất mặt chứ lúc này hoàng doanh thật sự hơi bất ngờ nhưng không phải bất ngờ vì lý nguyên đã chán đòn tấn công của hắn mà bất ngờ vì lý nguyên lại chán đòn tấn công của hắn dễ dàng như vậy còn bảo vệ đám người nữ oa lão tổ dù sao thì lý nguyên từ đầu tới cuối chỉ bình tĩnh đứng đó nhìn không có bấm pháp quyết không niệm chú ngữ cũng không lấy ra phòng ngự hồng mông trí bảo thực lực của đối phương hình như lợi hại hơn trong dự tính của hắn bạch mao thực lực của người hơi yếu đắc kỷ nhìn hoàng doanh chế diễu nói khóe miệng hoàng doanh giật giật xúc động muốn thổ máu sống lâu như vậy vẫn chưa từng có ai dám gọi hắn là bạch mao hơn nữa ta không phải bạch mao là ngân phát bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim tuy trong lòng suy nghĩ vô số điều nhưng động tác trên tay của hoàng văn vẫn không có bất cứ trần trừ nào thấy ma thần ngâm sướng không thể tổn thương đến lý nguyên hắn lập tức thay đổi đạo quyết pháp ấn ở đầu ngón tay đến cảnh giới này của hắn thì triển pháp thuật vốn không cần phải niệm chú kết ấn nữa nhưng mà một khi niệm chú kết ấn thì đồng nghĩa hắn đã dùng toàn bộ sức lực ma thần hung trùng vô cùng vô tận ở xung quanh theo kết ấn từ hai tay của hoàng doanh vừa tiếp tục giận giữ gào giống vừa xông đến vị trí của lý nguyên có cái dùng pháp bảo hoặc trực tiếp dùng nắm đấm giúp tua bày ra các đòn tấn công điên cuồng ngay khoảnh khắc hàng tỷ ma thần cử động cả hồng mông đều đang chấn động Âm âm âm, mưa gió sấm chớp địa hỏa phong thủy các ma pháp đại đạo đang điên cuồng cuồn cuồn xung quanh lý nguyên đùng 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 các loại quyền phong cử phủ thép rồng nện lên lớp phòng ngự xung quanh lý nguyên phát ra tiếng đánh đinh tai nhức óc trong thoáng chốc vị trí của mấy người lý nguyên nữ oa đắc kỷ bị các ma pháp nhấn chìm bị các quyền phong binh khí bao phủ cho dù quá khứ hay tương lai thời gian hay không gian chỉ cần mỗi một thời không nơi mọi người tồn tại đều chịu các đòn tấn công dữ dội nhưng mà tuy các đòn tấn công xung quanh dữ dội vô cùng dày đặc giống như thủy triều nhưng mà đám người nữ oa hậu thổ vẫn bình an vô sự không gian nơi mọi người ở lòng phòng ngữ vô hình vẫn kiên cố như cũ không hề có dấu hiệu lay động càng đừng nói đến sụp đổ lý nguyên chắp tay sau lưng nhìn những đòn tấn công xung quanh hơi tiếc nuối nói hài vẫn quá yếu bởi vì đòn tấn công của đối thủ quá yếu khiến hắn vốn chẳng có hứng thú lúc này chỉ đang chơi đùa cùng với đối thủ mà thôi hoàng doanh nghe thấy giọng nói cảm thán của lý nguyên gương mặt vốn chẳng có chút gợn sống không khỏi lộ ra một chút đường đỏ rõ ràng rất xấu hổ và giận dữ hắn cảm thấy lý nguyên đang cố ý sỉ nhục hắn đây là lần đầu tiên có người nói hắn quá yếu chê hắn quá yếu hắn siêu mạnh luôn có biết không hả giang lan nhìn lý nguyên không khỏi suy nghĩ xuất thần nàng rất nghi ngờ ông chủ đẹp trai thật sự không phải là thánh nhân sao không phải thánh nhân làm sao mà lợi hại đến như vậy tuy từ đầu tới cuối nàng không hề nhìn thấy ông chủ đẹp trai ra tay nhưng ông chủ đẹp trai có thể bình yên vô sự dưới các đòn tấn công điên cuồng như thế ở xung quanh tay nghề điêu luyện thì nàng đã biết ông chủ đáng sợ đến mức nào giang lan chỉ biết thánh nhân là tồn tại mạnh nhất toàn hồng hoang vẫn chưa biết đại đạo và trên đại đạo là như thế nào tuy lão tử nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề vẫn luôn biết thực lực của lý nguyên rất đáng sợ rất mạnh nhưng mà sau khi bọn họ đích thân cảm nhận được tấn công của đại đạo đại viên mãn vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi và kính nể thực lực của lý nguyên đây là trình độ thật sự có thể tu luyện được hay sao thật sự khiến thánh nhân đau đầu trong lòng hoàng doanh tuy xấu hổ và giận dữ nhưng lại không nói bất cứ điều gì chỉ thấy pháp quyết trong tay của hắn thay đổi một cái ma thần hung trùng xung quanh lần lượt dừng tấn công cũng dừng kêu gào sẹt 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 ma thần hung trùng xung quanh lần lượt đánh tới các ma thần hung trùng gần đó sau khi ma thần hung thú đánh nhau cũng không đánh đến mức đầu rơi máu chảy chỉ dung hòa lẫn nhau ma thần hung trùng sau khi dung hòa hình dạng càng trở nên dữ tợn vạm vỡ cuối cùng trong cả không gian hàng tỷ ma thần hung trùng dung hòa lẫn nhau biến thành một phong ma thần phong ma thần này cao đến mức không thể đo đạc được thể hình không thể miêu tả tướng mạo không thể nhìn được toàn diện thực lực của đám người nữ oa hậu thổ lão tử đều chỉ nhìn được một phần nhỏ của đối phương có người phát hiện nó có vô số xúc tua có người phát hiện nó có vô số đôi cánh có người phát hiện nó có vô số con mắt có người phát hiện nó có vô số lợi trảo trong vô cùng thần bí quỷ dị không thể diễn tả uy áp và khí thế ma thần tàn ra khiến hồng mông phải thần phục đại đạo phải run sợ ma thần và hoàng doanh người trước người sau nhìn chằm chằm vào lý nguyên cũng không thấy bọn họ có hành động gì bỗng nhiên hồng mông bị nứt ra xuất hiện vô số bạch quang nhiều không đếm xuể hiện lên xung quanh lý nguyên bạch quang có thể chia cắt trời đất chặt đất càn khôn cắt đứt vạn vật hồng mông nhưng mà sau khi nó gặp lồng phòng ngự của lý nguyên lại chẳng cắt ra được một vết cắt nhỏ nhất sau bạch quang lại là sấm chớp vang trời sấm chớp dường như có thể phá hủy toàn bộ lực lượng diệt thế của vũ trụ hồng mông vô tận nhưng mà lý nguyên và mọi người xung quanh lý nguyên vẫn bất động như núi thong dong tự tại sau đó có thể tạo ra hồng mông cũng có thể thôn phệ nguyên sơ liệt diễm hồng mông nhưng đám người nữ oa tuy có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh khủng bố ẩn chứa trong nguyên sơ liệt diễm nhưng bọn họ lại không cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài đang tăng lên từng chút một các loại pháp tắc đáng sợ không thể diễn tả bằng lời biến hóa khôn lường xung quanh lý nguyên với tốc độ vượt qua hàng tỷ lần thời gian đáng tiếc ngoại trừ nhìn thấy thanh thế to lớn ra thì không hề có bất cứ tác dụng nào hoàng doanh thấy vậy nét mặt càng trở nên khó coi hơn cuối cùng hắn cũng nhận ra lý nguyên nói hắn lợi hại hơn cả đại đạo dường như không phải giả bộ mà đó là sự thật phát hiện này khiến hoàng doanh vô cùng khó chịu hắn không thể nào chấp nhận được lại có người có thực lực mạnh hơn hắn trong lòng hắn còn cảm nhận được một chút sợ hãi mà rất lâu rồi hắn chưa được cảm nhận nó bản thân mình chọc đến tồn tại thế này không biết có thể an toàn rút lui hay không có lẽ đây là toàn bộ thực lực của ngươi rồi đúng không trong lúc hoàng doanh thấp thỏm suy nghĩ thì hắn nghe thấy lý nguyên lên tiếng giọng điệu bình tĩnh như thường dường như chẳng có gì có thể khiến đối phương dao động đáng tiếc một chút thực lực này vẫn chưa đủ lý nguyên tiếp nối nói hắn chưa từng cảm nhận được niềm vui khi đấu pháp chỉ đang chơi đùa với bạn bè mà thôi hoàng doanh mấp máy môi trừ việc gia tăng tấn công thì không nói thêm điều gì hắn cũng không biết lúc này mình còn nói được gì bốc bỗng nhiên hoàng doanh thấy lý nguyên búng ngón tay một cái âm thanh này giống như dung hòa hàng ngàn đại đạo thành một thể huyền ảo khó nói nên lời không thể diễn tả trong huyền ảo vô tận thời gian vốn bị ma thần phá hủy sinh ra lần nữa và trực tiếp ngưng động lại thành vũ trụ hồng mông trừ thiên vạn pháp ma thần không thể miêu tả kia cũng bị ngưng động lại hơn nữa đang mục nát tan rã hoàng doanh ngay lập tức cảm nhận được huyền ảo vô tận ẩn chứa trong cái búng tay đó hắn cảm thấy linh hồn không thể phá hủy vĩnh viễn kiên cố của mình sắp trầm luân trong âm thanh này mà các biện pháp phòng thủ của hắn lại bó tay chịu trói trước nó thậm chí hắn đã lấy ra thanh đồng dưỡng hộ quan Chí bảo hồng mông trải qua vô số năm tháng mới luyện thành để chán đòn tấn công vô cùng vô tận ở xung quanh nhưng chẳng có chút hiệu quả nào. Tuy quan tài đồng chán trước người của hắn nhưng tiếng búng tay đó giống như có thể xem thường bất cứ phòng ngự nào. Điều này khiến Hoàng Doanh vừa kinh ngạc, vừa tức giận lại vừa hoảng sợ, nhưng nó chẳng thể ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của hắn. Ngay sau khi hắn cảm nhận được nó liền dứt khoát lựa chọn bỏ chạy, dự định tránh đi rồi mới tính sau. Cơ thể của hắn vừa lóe lên một cái đã xuyên thẳng hàng tỷ vũ trụ hồng mông, hàng ngàn pháp tắc đại đạo, tốc độ của hắn đã không thể dùng khoảng cách để hình dung được nữa đây là sự nhảy vọt từ hai chiều lên đến 10 chiều đây vòn vẹn chỉ là một bước nhưng lại là khoảng cách mà thiên đạo thánh nhân không thể nào nhảy qua được nhưng mà lúc hoàng doanh xuyên qua ngàn vạn pháp tắc đại đạo để ra ngoài thì phát hiện hán lại đến trong tiểu viện khách đếm hồng mông lý nguyên bình tĩnh quanh ta đứng dưới cây vải giống như chưa từng di chuyển vậy đám người nữ oa hậu thổ đắc kỷ thì đứng vây xung quanh lý nguyên nét mặt nghiền ngẫm nhìn hoàng doanh ánh mắt giống như nhìn con nai bị rơi vào hiểm cảnh nét mặt hoàng doanh thay đổi cực lớn trong lòng khẽ động muốn phá vỡ vĩ độ pháp tắc đại đạo rời khỏi nơi này lần nữa nhưng mà hắn phát hiện pháp tắc đại đạo trong phạm vi tiểu viện này lại biến mất toàn bộ không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào biến thành cấm vực pháp tắc đại đạo bất cứ pháp tắc chi lực được sử dụng trong tiểu viện này đều hóa thành hư vô do đó căn bản không thể phá vỡ vĩ độ pháp tắc đại đạo lúc này hoàng doanh giống như con chim nhỏ mất đi đôi cánh mất đi sức lực giữa bầu trời lại giống như con hổ mất đi sức mạnh không thể nào gầm lên trong núi rừng trong nháy mắt mồ hôi lạnh đổ đầy chán hoàng doanh hắn cũng không rõ bản thân đã bao lâu rồi không đổ mồ hôi lạnh sợ hãi chiếm giữ khắp linh hồn của hắn hắn đã từng cho rằng bản thân mình không biết sợ hãi lúc này hoàng doanh thật sự đã cảm nhận được uy hiếp của cái chết cảm nhận được lực bất tòng tâm tuyệt vọng đến mức nào cảm nhận được lý nguyên đáng sợ đến thế nào hắn nhìn lý nguyên nét mặt thay đổi không ngừng trông rất phức tạp và ngượng ngùng hắn mở miệng dường như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói cái gì mới phải trong những năm tháng vô tận đều do người người nịnh nọt cầu xin hắn hắn chưa từng nói lời nhận thua hắn cũng không biết nói thế nào ngươi phục hay không đắc kỷ đắc ý hỏi hoàng doanh chỉ là lý nguyên nhìn thấy vậy chỉ cảm thấy muội muội tiểu nhân đắc thế khóe miệng hoàng doanh giật giật vô cùng khó chịu với vẻ mặt đắc ý của đắc kỷ nhưng không thể nói được gì dù sao thì thực lực của lý nguyên khiến hắn cũng cảm thấy rất sợ hãi và tuyệt vọng hắn thật sự phục rồi nhưng đương nhiên hắn sẽ không nói mình chịu thua hắn không nói được lão tử ở bên cạnh nhìn nét mặt phức tạp của hoàng doanh không khỏi thầm cảm khái không thôi trước đây khi hoàng doanh ra trận ngông cuồng tự cao khinh thường thiên hạ biết bao nhiêu bây giờ lại thảm hại bấy nhiêu hai người tiếp dẫn và chuẩn đề lại một lần nữa xác nhận một chuyện lý tiền bối vĩnh viễn không thể trêu vào cho dù là đại đạo đại viên mãn ở trước mặt lý tiền bối cũng giống như đứa trẻ không có sức lực nữ oa hơi bất đắc dĩ hỏi lý nguyên khi nào mới có thể thấy người thi triển thực lực thật sự mỗi lần có người ra tay với lý nguyên lý nguyên đều búng tay một cái đã kết thúc trận đấu không có pháp thuật rực rỡ không có chiêu thức lóe mắt cũng không có tầng tầng lớp lớp pháp bảo nữ oa vẫn luôn cảm thấy không đã ghiền lý nguyên nhìn nữ oa đáp thật ra đây là sức mạnh thật sự của ta một cái suy nghĩ của hắn có thể trực tiếp thao túng bản nguyên hồng mông thay đổi quy luật pháp tắc đại đạo búng tay cũng chỉ nhắc nhở đối thủ hắn sắp bắt đầu tấn công rồi để đối thủ chuẩn bị đàng hoàng chứ không có bất cứ tác dụng thật sự nào chỉ là đối với đấu pháp ở cảnh giới này nữ oa vẫn chưa cảm nhận được huyền diệu và khủng bố ở trong đó chỉ cảm thấy nhàm chán hoàng doanh thế lý nguyên và nữ oa mạnh ai nấy nói bỏ mặc hắn ở một bên không thèm hỏi tới hắn vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy ấm ức cảm thấy bản thân bị xem thường nghiêm trọng lẽ nào ngươi không hỏi lai lịch của ta hay sao không tò mò đại đạo mà ta tu luyện sao cuối cùng hắn cũng không nhịn được mở miệng hỏi lý nguyên bây giờ ngươi đã ở cảnh giới nào rồi lý nguyên bình tĩnh nói hồng mông chi khư đại đạo chi thượng tận cùng chư thiên vạn vật tuy lý nguyên diễn tả rất huyền ảo nhưng dựa vào cảnh giới của hoàng doanh hắn đã nhìn ra được một chút cảnh giới mà lý nguyên nói chỉ là trước đây hắn cho rằng tận cùng bản nguyên vạn pháp là tồn tại hư vô như có như không chỉ đại diện cho quy tắc tồn tại hàng tỷ vũ trụ hồng mông đây là tồn tại từ cổ từ ban đầu vũ trụ hồng mông sinh ra và không phải là trình độ mà con người có thể đạt đến nhưng bây giờ hắn cuối cùng cũng biết có người lại đạt đến trình độ này đây chẳng phải có nghĩa bản nguyên hồng mông để lý nguyên mặc ý sai khiến sao chẳng trách chỉ cái búng tay của hắn cũng có thể khiến ta biến thành người phàm có thể khiến ta cảm nhận được nỗi sợ của cái chết gặp phải đối thủ thế này ta thua cũng không oan ủng hoàng doanh bất hồn suy nghĩ ngươi muốn xử lý ta thế nào hoàng doanh hỏi lý nguyên tuy trên mặt hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng lo lắng tuy hắn đã tu luyện đến đại đạo đại viên mãn nhưng cũng không thể coi thường cái chết nữ oa hậu thổ lão tử thông thiên ở bên cạnh cũng tỏ mò nhìn lý nguyên muốn biết lý nguyên sẽ xử lý hoàng doanh như thế nào lý nguyên đương nhiên không thể dễ dàng tha cho hoàng doanh trước tiên không nói đến hắn có ân oán với đắc kỷ mạo phạm với nàng chỉ bằng những thi thể dày đặc trong quan tài đồng của hoàng doanh cũng phải để lý nguyên cho đối phương một bài học mới được lý nguyên không nói mà chỉ phất vạt áo nhìn hoàng doanh hoàng doanh lập tức hóa thành một luồng kim quang rơi vào chỉ đường bên trong tòa viện biến thành một con cá chép màu bạc bơi lội trong chỉ đường mà trong chỉ đường này cũng chỉ có một con cá cùng lúc đó bầu trời bên trên chỉ đường xuất hiện thêm một cây cầu đá nhỏ hình vòm lý nguyên nhìn hoàng doanh biến thành cá chép rồi mới lên tiếng hình phạt đối với ngươi chính là sau này ngươi sẽ biến thành một con cá chép sống trong biển cả hồng mông cô quạnh cho đến khi nào ngươi có thể vượt qua cây cầu đá này ngươi mới có được tự do đối với kết quả này hoàng doanh cũng không cảm thấy khó chịu bao nhiêu ít nhất vẫn giữ được tính mạng hơn nữa hắn cũng không cảm thấy nhục nhã nhưng mà phải vượt qua cây cầu đá kia hoàng doanh ngẩng đầu nhìn hư không chỉ thấy ở trên trời thấp thoáng có một thạch kiều long môn lấp loái kim quang rực rỡ giống như cầu vồng khoảng cách này đối với hắn trước đây chỉ vòn vẹn cách một bước chân nhưng bây giờ hoàng doanh cảm thấy áp lực khắp mọi nơi ở xung quanh người hắn mỗi cử động của hắn đều vô cùng khó khăn giống như toàn bộ sức mạnh của biển cả vũ trụ hồng mông đều đè nặng lên người của hắn hắn cố gắng bay lên thạch kiều long môn ở cuối bầu trời áp lực trên người gia tăng lên gấp bội hắn nhảy lên được một mét áp lực hắn phải chịu trên người lại tăng lên gấp đôi cuối cùng chẳng qua hắn mới nhảy được một vạn mét đã không chịu nổi áp lực cực lớn ở trên người rơi lại xuống chỗ cũ một lần nữa khoảng cách của thạch kiều long môn xa không xác định được khoảng cách vốn dĩ gần trong gang tấc đối với hắn bây giờ lại giống như hồng câu không thể nào vượt qua được hắn không biết mình phải cần bao lâu mới có thể bay qua thạch kiều long môn đó được có lẽ đời này mãi mãi cũng không thể bay qua được nghĩ đến đây tâm trạng của hoàng doanh lập tức trở nên nặng nề vô cùng các thánh nhân như lão tử nguyên thủy thiên tôn nhìn cá chép bơi lội trong chỉ đường nét mặt vô cùng phức tạp không ngờ đại đạo đại viên mãi ở trước mặt lý nguyên cũng chẳng khác gì thánh nhân bọn họ đều nhỏ nhặt như con kiến chỉ có thể để mặc cho lý tiền bối nhào nặn bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim không có một chút sức phản kháng muốn trở thành đối thủ của lý tiền bối lẽ nào chỉ khi luyện đến đại đạo trí cao mới được sao nhưng lý tiền bối đã nói trong cả biển cả vô tận ở vũ trụ hồng mông không thể nào tồn tại hai người tu luyện đến đại đạo trí cao mà chuyện của hoàng doanh đã một lần nữa chắc chắn chứng minh một điều lý nguyên là trí cao trí tôn duy nhất trong cả vũ trụ hồng mông suy nghĩ của tam tiêu và giang la lúc này lại chẳng phức tạp như các thánh nhân các nàng nhìn chăm chăm vào con cá chép trong chỉ đường thần thờ suy nghĩ vẩn vơ các nàng không nhìn thấy hoàng doanh muốn bay qua long môn các nàng chỉ thấy một con cá chép màu bạc đang tung tăng đùa nghịch trong chỉ đường nếu như không tận mắt nhìn thấy các nàng căn bản không dám tin con cá chép này lại là một vị đại đạo đại viên mãn hóa thành tam tiêu cuối cùng cũng hiểu rõ nơi lý tiền bối ở tại sao mỗi ngọn cỏ mỗi cành cây đều bất phàm như thế có lẽ ở trong nơi lý tiền bối ở một vật không chú ý đến cũng hóa thành từ đại năng tuyệt thế như hoàng doanh nhỉ tam tiêu thầm nghĩ còn giang lan càng thêm thắc mắc ông chủ đẹp trai lợi hại như vậy thật sự không phải là thánh nhân sao chuyện này cứ kết thúc như vậy đi đắc kỷ ưỡn cái eo lười biếng của mình dẫn dầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh chỉ là nghe giọng điệu của nàng dường như vẫn chưa đủ đã Lý Nguyên nghe vậy không khỏi lắc đầu cưng chiều, đám người lão tử, thông thiên, tây phương nhị thánh hoàn hồn lại, bọn họ thấy chuyện này đã kết thúc biển bắt đầu cáo từ Lý Nguyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn trải qua hàng loạt cảnh tượng chấn động khi nãy, lúc này đầu óc vẫn còn hơi choáng, chưa tỉnh táo lại được, hắn nhìn thấy đám người lão tử cáo từ cũng đi lên theo cáo từ Lý Nguyên, Lý Tiền. Nhưng mà hắn vừa nói được hai chữ bỗng nhiên phản ứng lại, hỏng rồi, bây giờ ta không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ ta vẫn còn ký sinh trong cơ thể của Mai Hoa Lộc, lão tử, thông thiên, nhị chọc tây phương đều không biết chuyện ta ký sinh trên mai hoa lộc cái này sao mà ta lại quên chuyện này vậy chứ xong rồi bọn họ sẽ không nghe được giọng nói của ta chứ xong rồi xong rồi phải làm sao đây trong lòng nguyên thủy thiên tôn loạn cao cao trên trán của mai hoa lộc đổ đầy mồ hôi hắn mong sao lúc này mà đất nứt ra một khe hỡ để hắn trốn vào trong đó mọi người thấy con mai hoa lộc chẳng có cảm giác tồn tại này bỗng nhiên nói chuyện thì đều vô cùng kinh ngạc đắc kỳ bất ngờ nói ấy con mai hoa lộc này lại nói chuyện được đây là lần đầu tiên nó mở miệng nói chuyện ta còn tưởng nó bị câm đấy trước đây nguyên thủy thiên tôn để tránh bị bại lộ thân phận cho nên ở trước mặt tác kỷ hắn chưa từng nói chuyện đám người lão tử ngược lại không bất ngờ khi mai hoa lộc nói chuyện mai hoa lộc không thể nói chuyện bọn họ mới kinh ngạc chuyện khiến bọn họ kinh ngạc là một chuyện khác chỉ thấy lão tử chớp mắt nhìn chằm chằm vào mai hoa lộc đầy nghi ngờ nói kỳ lạ giọng nói này sao nghe quen tai thế thông thiên giáo chủ tỏ ra hơi suy tư ta cũng cảm thấy hơi quen tai chuẩn đề đạo nhân gật đầu nói quả thật cảm thấy quen tai nhưng trong thoáng chốc không nhớ ra là giọng của ai tiếp dẫn đạo nhân ta cảm thấy ta từng nghe thấy giọng nói này lý nguyên thấy vẻ mặt nghi ngờ của mọi người khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười nguyên thủy thiên tôn thấy mình lại trở thành tiêu điểm của mọi người tất cả mọi người đều nhìn hắn không trước mắt thì cảm thấy rất bối rối trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mong rằng những người này đừng lên tường đến ta ngàn vạn lần đừng lên tường đến ta nha nếu không mặt mũi của ta đều mất hết sạch sau này ta còn mặt mũi nào mà đối mặt với mọi người nữa nguyên thủy thiên tôn thầm cầu nguyện bích tiêu ở bên cạnh bỗng nhiên nhỏ giọng nói ta nghe giọng nói của mai hoa lộc này sao lại có hơi giống với giọng nói của nguyên thủy sư thúc âm uhm, nguyên thủy thiên tôn giống như bị xét đánh đúng sắc mặt trắng bệch nội tâm tuyệt vọng chẳng qua ta chỉ nói hai chữ mà thôi tại sao bích tiêu lại nghe ra được giọng nói của ta lão tử thông thiên giáo chủ tây phương nhị thánh nữ oa hậu thổ đắc kỳ tiểu tây tử lần lượt nhìn mai hoa lộc với vẻ mặt kỳ quái. bởi vì cuối cùng bọn họ cũng phản ứng lại giọng nói của mai hoa lộc này thật sự rất giống với giọng nói của nguyên thủy thiên tôn đắc kỳ kinh ngạc nói nhưng tại sao giọng nói của mai hoa lộc lại giống với nguyên thủy thiên tôn nữ oa thắc mắc hỏi nguyên thủy thiên tôn và mai hoa lộc có liên quan gì với nhau đâu hậu thổ cũng đầy khó hiểu giọng nói của mai hoa lộc này sao lại giống với sư thúc quỳnh tiêu cũng thấy kỳ lạ có lẽ là trùng hợp vân tiêu suy đoán đây không thể nào là trùng hợp được không có bất cứ giọng nói của người nào giống với thánh nhân được thông thiên giáo chủ nhìn đôi mắt của mai hoa lộc bỗng nhiên lóe lên tia sáng phấn khởi dựa vào cảm giác của hắn một chuyện vô cùng thú vị đã xảy ra ngay trước mắt bích tư ngơ ngác nói sư phụ nói không phải trùng hợp chẳng phải nói con mai hoa lộc này chính là nguyên tôn sư thúc sao khi nói đến cuối câu giọng nói của nàng rõ ràng vô cùng trột dạ phải biết rằng trước đây tam tiêu các nàng đã từng lấy con mai hoa lộc này kéo xe ngựa còn dùng dây thừng đánh đối phương vân tiêu và quỳnh tiêu ở bên cạnh cũng ngây ngốc ra không ngờ rằng mình lại gây ra họa lớn vậy nếu như con mai hoa lộc này thật sự là nguyên thủy sư thúc vậy sau này bọn họ có bị gây khó dễ hay không ba người họ run sợ trong lòng lão tử lại thờ dài hỏi mai hoa lộc nguyên thủy sư đệ thật sự là đệ sao Mai Hoa Lộc vừa lắc đầu vừa phủ nhận, không phải ta, không phải ta, ta không phải là nguyên thủy thiên tôn, các người nhận nhầm rồi. Có điều sau khi nghe Mai Hoa Lộc lên tiếng nói một đoạn hoàn trình, mọi người lại càng khẳng định, con Mai Hoa Lộc này chắc chắn là nguyên thủy thiên tôn, ra vẻ quá, đừng từng ngươi mặc vân báo cả người, mọc lên một cặp sừng thì bọn ta không nghe ra giọng của ngươi. Nguyên thủy thiên tôn, không phải ngươi luôn coi yêu tộc là xuất sinh sao, sao ngươi lại biến thành một con hươu rồi, lẽ nào ngươi không chê yêu tộc phúc duyên nông cạn nữa sao, thông thiên giáo chủ lên tiếng hỏi nguyên thủy thiên tôn chỉ là giọng điệu khó nén nổi sự vui sướng khi thấy người gặp họa ở trong lòng còn tiếp dẫn chuẩn đề nữ oa hậu thổ ở bên cạnh cũng khó nén nổi nụ cười trên gương mặt trong năm tháng vô tận đây thật sự là chuyện vô cùng thú vị một vị thánh nhân lại làm tọa kỹ cho chuẩn thánh bị kéo đi rong ruổi trong hồng hoang thật sự không có chuyện nào thú vị bằng chuyện này nguyên thủy thiên tôn sắp sụp đổ luôn rồi rõ ràng ta đã phủ nhận rồi tại sao mọi người lại cứ nói ta là nguyên thủy thiên tôn chứ giữ lại mặt mũi cho ta khó đến vậy sao nhân sinh gian nan có một số việc đừng nên vạch trần có biết không hả các ngươi đang cố ý xem ta làm trò cười mà nguyên thủy thiên tôn bọn ta đã biết là ngươi rồi ngươi đừng phủ nhận nữa chuẩn đề đạo nhân không nhịn được cười lên tiếng khuyên nguyên thủy thiên tôn đúng vậy cái này có gì mà không tiện thừa nhận chứ có thể làm xe hưu cho đắc kỷ tiên tử cũng không mất mặt tiếp dẫn đạo nhân cũng lên tiếng nỗi đau khổ mang tính đặc trưng trên gương mặt cũng không còn nữa thấy nguyên thủy thiên tôn mất mặt thật sự quá sảng khoái ha 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 tây phương nhị chọc suýt nữa cười thành tiếng nguyên thủy thiên tôn thấy mình bị bại lộ tiếp tục giả rụt cổ cũng chẳng ăn thua gì chỉ đành lên tiếng thừa nhận được rồi ta chính là thiên tôn ngươi chính là thiên tôn à đắc kỷ vô cùng kinh ngạc nói nếu ngươi là thiên tôn sao lại biến thành tọa kỹ của ta rồi có phải ngươi đã làm gì với mai hoa lộc của ta không nguyên thủy thiên tôn nhìn ánh mắt nghi ngờ của đắc kỷ nét mặt bất đắc dĩ nói ta có thể làm gì mai hoa lộc được chứ ta chẳng làm gì cả đắc kỷ nghi ngờ nói nếu đã không làm gì vật tại sao ngươi lại biến thành tọa kỹ của ta nguyên thủy thiên tôn tùy thân nói không phải ta biến thành tọa kỹ của ngươi mà ta đang đứng yên lành ở đó nhìn ngắm phong cảnh hát ca thì ngươi bỗng xuất hiện không phân mua gì cả đã bắt ta lại cưỡng ép ta thành tọa kỹ của ngươi đắc kỷ nghi ngờ nói không phải ta bắt một con mai hoa lộc hay sao nguyên thủy thiên tôn ta ký sinh trong cơ thể của mai hoa lộc đó đắc kỷ vậy tại sao ngươi phải biến thành mai hoa lộc nguyên thủy thiên tôn nghe vậy không khỏi nhìn giang lan trên gương mặt hưu tràn đầy vẻ bất đắc dĩ giang lan thấy mai hoa lộc nhìn chằm chằm vào mình cảm thấy vô cùng bất ngờ lão già này nhìn ta làm gì ta cũng chẳng quen biết ngươi giang lan vừa nghĩ vừa rút lại bên cạnh lý nguyên cuộn mình bên chân lý nguyên dường như làm như vậy mới an toàn hơn nhị đệ rốt cuộc là chuyện gì ngươi nói đầu đuôi ngọn ngành với mọi người đi lão tử nói với nguyên thủy thiên tôn đúng vậy thông thiên giáo chủ mỉm cười gật đầu nói mọi người cũng không phải là người ngoài sự việc đã đi đến bước này không còn gì đáng giấu nữa hơn nữa có lý tiền bối ở đây muốn giấu cũng không giấu được thế là nguyên thủy thiên tôn kể lại với mọi người đầu đuôi ngọn ngành chuyện muốn cướp đoạt hệ thống giang lan nhưng không muốn đám người lão tử phát hiện ra hành tung của hắn từ đó mới ký sinh lên người của mai hoa lộc hắn còn chưa ra tay với mèo trắng đã chịu nhiều tội như thế lý tiền bối có lẽ không trách tội ta chứ nguyên thủy thiên tôn có chút chột dạ mà thầm nghĩ nghe lời kể của nguyên thủy thiên tôn giang lan mới biết trước đây mình lại bị thánh nhân nhìn chúng nghĩ đến đây nàng không khỏi nghĩ mà thấy sợ cũng may đối phương đã bị đắc kỷ bắt đi nếu không hậu quả không thể lường được còn mọi người cuối cùng cũng hiểu tại sao nguyên thủy thiên tôn phải biến thành một con mai hoa lộc rồi hóa ra là vì đề phòng mấy thánh nhân bọn ta đối với chuyện này bọn họ tặng cho nguyên thủy thiên tôn hai từ đáng đời còn nữa mèo trắng tu vi thấp đến mức không đáng nhắc đến kia lại có hệ thống nhìn không ra nhìn không ra dùng vật lý tiền bối nuôi quả nhiên không tầm thường đắc kỷ hỏi nguyên thủy thiên tôn nếu đã như vậy sao ngươi không nói sớm thân phận của ngươi với ta như vậy ta cũng không cần phải để ngươi kéo xe thật sự ngại quá dù sao cũng là người quen nếu như đắc kỷ biết con mai hoa lộc này là nguyên thủy thiên tôn chắc chắc sẽ không để nguyên thủy thiên tôn làm tọa kỹ sự tôn trọng này nàng vẫn có nguyên thủy thiên tôn thở dài nói hài tất cả đều vì mặt mũi ta không muốn để ngươi phát hiện chuyện ta ký sinh trong mai hoa lộc ta sợ mất mật kết quả lại biến thành như thế này mặt mũi này mất sạch hoàn toàn nữ oa nói với nguyên thủy thiên tôn ngươi là mai hoa lộc nghiện luôn rồi sao sao lại không biến trở lại cứ nói chuyện với ta thế này cảm thấy hơi kỳ lạ nguyên thủy thiên tôn nói sao có thể nghiện được chứ ta cũng muốn biến trở lại nhưng đáng tiếc trên người ta bị trói bởi dây cương nguyên thần bị trói buộc các bạn không thể biến trở về cũng không thể chạy trốn đắc kỷ nói dây thừng này là hỗn độn trí bảo đương nhiên ngươi không trốn được rồi nói rồi nàng nghĩ đến gì đó liền vỗ chán một cái rồi vội vàng giúp nguyên thủy thiên tôn cởi dây thừng trên người nguyên thủy thiên tôn không có dây thừng trói buộc trên người lóe lên ánh sáng rực rỡ, cuối cùng thoát khỏi cơ thể Mai Hoa Lộc biến lại diện mạo ban đầu, hu hu hu, không dễ dàng mà. Sau khi giải thoát, trước tiên hắn hành lễ với Lý Nguyên, nhưng tỏ ra vô cùng xấu hổ, bái kiến Lý Tiền Bối. Lý Nguyên gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi do dự và lo lắng, "À, còn về chuyện mèo trắng, trước đây ta không biết mèo trắng này là dùng vật lý tiền bối nuôi, nếu không ta cũng không dám chú ý đến nàng, mong Lý Tiền Bối tha thứ." Giang Lan thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nói nàng là sùng vật của ông chủ đẹp trai, đôi mắt mèo không ngừng cầu nhau chuyển động không ngừng. Lý Nguyên đẹp trai như vậy lại lợi hại như vậy, còn có thể nấu đồ ăn ngon cực kỳ, hơn nữa, bây giờ chỉ có mình hắn có thể nghe hiểu lời ta nói, dường như làm sủng vật của hắn cũng không tệ, hay là sau này ta làm sủng vật của Lý Nguyên nhỉ, như vậy ta không cần lo lắng bị người khác ức hiếp, mỗi ngày còn có thể ăn được các loại đồ ăn ngon khác nhau, đúng, cứ như vậy đi. Sau khi quyết định nàng không khỏi dùng đầu mèo ủi vào trên Lý Nguyên theo bản năng, Lý Nguyên nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn, không sao, mấy ngày trước nàng mới đến khách điếm của ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Lý Nguyên không trách hắn, cuối cùng cũng thở phào một hơi nhị huynh cảm giác làm tọa kỹ trong khoảng thời này như thế nào có khiến ngươi thay đổi suy nghĩ về loài lông dài có sừng hay không thông thiên giáo chủ trêu gạo nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn thấy thông thiên giáo chủ công khai cười nhạo hắn nét mặt lập tức trở nên u ám trong lòng bực bội thông thiên giáo chủ đến cực điểm nhưng chỉ vì lý nguyên đang ở bên cạnh cho nên nguyên thủy thiên tôn không tiện bày tỏ sự khó chịu trong lòng hắn không để ý đến thông thiên giáo chủ nữa mà chỉ hành lễ với lý nguyên rồi cáo từ rời đi không nói gì thêm với mọi người nữa lão tử thấy vậy cũng cáo từ lý nguyên rời đi sau đó thông thiên giáo chủ tây phương nhị thánh nữ oa hậu thổ tam tiêu đều rời đi tam tiêu đi phía sau thông thiên giáo chủ đến bây giờ các nàng vẫn ở trong trạng thái ngây ngốc các nàng không ngờ rằng con mai hoa lộc đó thật sự lại là nguyên thủy sư thúc tiêu rồi tiêu rồi chuyện này coi như đã đắc tội hoàn toàn với nguyên thủy sư thúc rồi tam tiêu tuyệt vọng suy nghĩ các ngươi gây ra gì đó thông thiên giáo chủ chú ý đến nét mặt của ba đệ tử có hơi thắc mắc hỏi bích tiêu nghe vậy vô cùng lo lắng mà nói sư phụ trước đây bọn ta đã đánh nguyên thủy sư thúc hắn sẽ không giận chứ két thông thiên giáo chủ nghe vậy vô cùng kinh ngạc vội vàng phanh giá vân lại hắn đầy bất ngờ nhìn bích tiêu nói các ngươi nói vậy là có ý gì sao các ngươi lại đánh nguyên thủy thiên tôn hơn nữa các ngươi đánh được hắn sao quỳnh tiêu giải thích trước đây đắc kỷ cưỡi xe hưu đến tìm bọn ta nàng lập tức kể lại đầu đuôi ngọn ngành chuyện xảy ra ở địa phủ trước đây cho thông thiên giáo chủ nghe thông thiên giáo chủ nghe vậy nét mặt sừng suốt không kịp phản ứng đến khi hắn hoàn hồn lại bỗng ngửa đầu bật cười ha 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 tiếng cười rung trời hư không đều bị chấn động đến mức run lên trông sảng khoái vô cùng tam tiêu thấy sư phụ tỏ ra như vậy không khỏi nhìn nhau ngơ ngác càng ngạc nhiên hơn sư phụ sao thế này sao trông như chẳng trách bọn ta mà ngược lại còn rất vui vẻ vì đã đánh nguyên thủy sư thúc vậy tình huynh đệ của bọn họ thật sâu đậm bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim sau khi thông thiên giáo chủ cười hả hê vui sướng rồi an ủi tam tiêu các ngươi đừng lo lắng trước đây các ngươi cũng không biết con mai hoa lộc đó là do nguyên thủy sư thúc của các người ký sinh biến thành hắn có lý do gì mà gây phiền phức cho các ngươi chứ nếu hắn không vui muốn báo thù thì để hắn tìm đắc Kỳ đi dù sao cũng do đắc Kỳ bắt hắn làm tọa kỹ chỉ xem hắn có lá gan này hay không bích tiêu chắc chắn nguyên thủy sư thúc không dám tìm đắc Kỳ báo thù đứng trước mặt lý nguyên hắn giống như một con chim cút vậy ha ha vân tiêu không nhịn được bật cười thành tiếng nhưng mà nàng nhanh chóng bụng miệng lại chuyện này liên quan đến thánh nhân cho dù buồn cười đến cỡ nào nàng cũng không được cười ta đã từng được đào tạo chuyên nghiệp cùng lúc đó nàng nhắc nhở tam muội sao ngươi có thể nói nguyên thủy sư thúc giống như chim cút được chứ quỳnh tiêu cười nói có lẽ tất cả các thánh nhân ở trước mặt lý nguyên đều giống như chim cút mới đúng ha ha vân tư quả không nhịn được lại bật cười không phải do ta không chuyên nghiệp thật sự là không nhịn được còn thông thiên giáo chủ ở bên cạnh lại trông có chút khó coi phạm vi tấn công của quỳnh tiêu hơi rộng nha bao gồm cả sư phụ trong đó luôn rồi ở trước mặt lý nguyên ta nào có giống chim cút quỳnh tiêu nhìn khóe miệng giật giật của sư phụ nàng cũng phản ứng lại không khỏi rụt cổ sư phụ ta không phải nói ngươi ngươi đừng tức giận thông thiên giáo chủ lại rộng lượng nói bỏ đi điều ngươi nói vốn là sự thật bên kia nguyên thủy thiên tôn đã quả lại ngọc hư cung hắn bỗng nhiên nghe thấy giọng cười chấn động hư không của thông thiên giáo chủ sắc mặt lập tức đen như ái nổi chuyện lần này xem ra bị bọn họ chê cười cả đời rồi võ phủ đây là phủ đệ của võ tướng võ chiếu võ chiếu tu luyện đã nhiều năm tu vi của nàng đã đạt đến đại la kim tiên trung kỳ bởi vì năng lực của nàng xuất chúng xử lý công vụ vô cùng thuận lợi cho nên đã chiếm được tình cảm của hoàng đế trong cả triều đình đại đường quyền lực của nàng có thể tiến vào hàng ngũ 10 người đứng đầu đương nhiên trong những người này bao gồm cả những tồn tại đặc biệt như trấn nguyên tử tôn ngộ không đại tư tại thập nhị tổ vu bên trong thư phòng võ phủ một nam tử trung niên để dâu cá chê trên người mặc hoa phục thủy quang đang nói với võ chiếu gì đó nam tử trung niên này tên là võ nguyên khánh chính là đại ca của võ chiếu nhưng tuy hắn là huynh trưởng của võ chiếu nhưng ở trước mặt võ chiếu thái độ của võ nguyên khánh lại tỏ ra rất hèn mọn trong lời nói có vẻ dè dặt lấy lòng dù sao thì bây giờ cả gia tộc võ thị đều phải nương nhờ vào võ chiếu mới có thể thăng thành tu chân thế gia võ nguyên khánh nhờ vào đan dược võ chiếu cấp mới tu luyện được đến cảnh giới hiện tại do đó không những chỉ có võ nguyên khánh rè giặt lấy lòng võ chiếu mà cả gia tộc võ thị đều như thế ở lĩnh nam bọn ta đã phát hiện ra một quạng mỏ tiên thạch hơn nữa đã thành công đưa nguồn tiên khoáng này vào sản nghiệp võ thị sau này chúng ta sẽ dễ dàng bồi dưỡng các tu sĩ trung giới trong tộc hơn rồi nói đến đây trên gương mặt của võ nguyên khánh không khỏi lộ ra tia vui mừng võ chiếu nghe vậy lại cho mày nói nhớ lấy ta có thể hiểu suy nghĩ muốn nhanh chóng phát triển sản nghiệp võ thị của các ngươi nhưng nhất định không được vi phạm pháp luật tiên đường nếu không ngay cả ta cũng không thể bảo vệ các ngươi được võ nguyên khánh vội cam đoan nhị muội yên tâm tuy ta đã dùng một ít thủ đoạn nhưng tuyệt đối không phạm luật tiên đường mức độ nặng nhẹ này ta vẫn biết phân biệt võ chiếu gật đầu vậy thì tốt nếu như báo cáo xong rồi ngươi có thể rời đi võ nguyên khánh nghe vậy nét mặt hơi do dự một lúc võ chiếu thấy vậy thản nhiên hỏi sao vậy còn có chuyện sao võ nguyên khánh do dự nói có một chuyện ta không biết có nên nói với ngươi hay không võ chiếu bình tĩnh nói nếu như không biết nên nói hay không ngươi có thể quay về suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định võ nguyên khánh ta nên nói với ngươi thì hơn Võ Chiếu Võ Nguyên Khánh, trên đường Trung Nguyên có một tiệm sách. Võ Chiếu hơi cho mày, có chút không hiểu tại sao Võ Nguyên Khánh lại nói đến một tiệm sách, nhưng mà nàng không muốn ngắt lời Võ Nguyên Khánh, chỉ kiên nhẫn nghe Võ Nguyên Khánh tiếp tục nói. Võ Nguyên Khánh, tiệm sách đó trước đây liên lục xuất bản mấy quyển tiểu thuyết, chân mày của Võ Chiếu càng nhớ lại chặt hơn. Nàng không thích đọc tiểu thuyết, trước đây nàng biết nghĩa phụ của nữ hoàng thích đọc tiểu thuyết, để tiếp cận Lý Nguyên nàng mới miễn cưỡng đọc tiểu thuyết một khoảng thời gian, nhưng đọc được mấy quyển thì không đọc tiếp được nữa. Phó Chiếu thật sự không hiểu những tình tiết hoang đường vô căn cứ thì có gì hay. Ví dụ trước đây nàng từng đọc một quyển tên là Nữ Đế có thể nghe được tiếng lòng của ta kể về một đại năng tuyệt thế vì tỏa hỏa nhập ma mà người chết đạo tiêu, lại không ngờ rằng được sống lại trở thành một thái giám trong hoàng cung của một tiểu vương triều, mà nữ vương của vương triều này lại không biết vì nguyên nhân gì mà có thể nghe được suy nghĩ trong lòng của thái giám đó. Nữ vương dựa vào suy nghĩ trong lòng của thái giám mà giải quyết được vô số nguy hiểm, còn thái giám vì thân phận đại năng trước đây của mình mà đối xử với nữ vương vô cùng lạnh nhạt, không hề tôn kính còn thường xuyên thầm mỉa mai nữ vương ngu ngốc thế này yếu kém thế kia thẳng thường nói nữ vương ngoài xinh đẹp ra thì chẳng được tích sự gì hết nữ vương biết rõ những lời mỉa mai của thái giám nhưng dù nàng tức giận nghiến răng nghiến lợi cũng chẳng từng trách phạt thái giám ngược lại bởi vì thái giám có thể dễ dàng giải quyết mối nguy hiểm cho nữ vương hơn nữa còn có thể dễ dàng hóa giải bất cứ khó khăn nào mà nữ vương gặp phải khi tu luyện vì thấy nữ vương vô cùng bái phục thái giám cuối cùng đã yêu luôn thái giám lúc đầu sau khi xem quyền tiểu thuyết này cả người võ chiếu đều ngây ra nàng không hiểu thái giám tự tìm đường chết như vậy tại sao có thể sống qua một tập được nàng không hiểu tại sao nữ vương không có chủ kiến có thể đánh bại những người kế thừa khác thành công lên làm nữ vương võ chiếu có thể chắc chắn một điều nếu như nàng chỉ có chỉ số thông minh như nữ vương này nàng chắc chắn không thể tiến vào triều đình tiên đường đối với nàng những tính tiết này vô cùng ấu trĩ căn bản không thể đọc nổi nàng thật sự không hiểu tại sao tu vi cao như lý tiền bối lại có thể đọc những tiểu thuyết không có logic như vậy chứ trong lòng võ chiếu châm biếm tiểu thuyết trên gương mặt lại chẳng tỏ vẻ gì võ nguyên khánh tiếp tục nói nội những của những quyển tiểu thuyết này đều viết về câu chuyện của một vài thế gia tu luyện của tên đường hiện nay ngay cả tên nhân vật cũng không che giấu lúc đầu mọi người chỉ xem tên tác giả to gan lớn mật kia mượn tên các thế gia viết tiểu thuyết biết soạn một vài tình tiết vô căn cứ để thu hút hứng thú của quần chúng hóng hớt mà thôi nhưng mà sau này rất nhiều người nhận ra rằng sự việc không hề đơn giản như vậy nội dung trong những quyển tiểu thuyết này dường như đều là thật nghe đến đây cuối cùng võ chiếu cũng để lộ ra một chút hứng thú võ nguyên khánh nghiêm túc nói ta đã tìm hiểu một ít rồi trong những quyển tiểu thuyết đó có một vài chuyện liên quan đến thế gia thật sự đã xảy ra những chuyện này ngoại trừ có một vài chuyện mọi người đều biết còn có không ít bí mật không thể tiết lộ ra ngoài những bí mật này theo lý mà nói ngoài đương sự ra sẽ không có người khác biết được nhưng trong tiểu thuyết lại viết sống động như thật giống như tận mắt chứng kiến vậy nghe nói tộc trưởng gia tộc vương thị biết được trong tiểu thuyết nói hắn là ngụy quân tử vì thèm muốn bảo vật gia truyền của đệ tử mình mà cố ý gài bẫy cả nhà đệ tử sau đó giả vờ làm người tốt trước mặt đệ tử khiến vương quân tức giận đến mức bóc nát thịt yên hồ mà hắn yêu thích nhất võ chiếu thản nhiên nói vương quần vốn là một ngụy quân tử võ nguyên khánh bình thường hán giả vừa rất tốt mọi người đều gọi hán là quân tử kiếm thảo hơn nữa chuyện hán tính kế thương cục phúc uy trước đây hầu như tất cả mọi người đều không biết võ chiếu gật đầu nói như vậy mấy quyển tiểu thuyết đó có hơi đặc biệt võ nguyên khánh đặc biệt nhất là trong tiểu thuyết còn miêu tả tình tiết liên quan đến tương lai mà nghe nói những tình tiết này có rất nhiều chuyện đã thật sự xảy ra giống như trong sách viết nét mặt võ chiếu cuối cùng cũng có một chút kinh ngạc nàng rất bất ngờ nói bây giờ hồng hoang đã không còn chịu trói buộc của thiên đạo từ lâu vận mệnh của vạn vật hồng hoang mơ hồ bất định cho dù thánh nhân cũng khó tham dò toàn bộ tu sĩ tu vi bình thường thì càng không thể nhìn trước tương lai nếu như người viết mấy quyển tiểu thuyết này thật sự có thể viết ra tương lại thì không đơn giản rồi võ nguyên khánh gật đầu chính là đạo lý này cho nên sau khi mấy quyển tiểu thuyết này được xuất bản nhóm tu sĩ trong thành trường an giấy lên náo động rất lớn thậm chí không ít người nhờ vào miêu tả trong sách đi tìm bảo vật còn nhận được kỳ tích quan trọng là hắn hơi trột dạ nhìn võ chiếu một cái cái tên tác giả tên là Bạch Hiểu Sinh kia dạo gần đây lại xuất bản một quyển tiểu thuyết, mà tình tiết trong tiểu thuyết có liên quan đến võ phủ chúng ta. Võ Chiết nghe vậy không khỏi nhíu mày một cái, đặc biệt khi nàng thấy nét mặt của Võ Nguyên Khánh càng có một suy đoán không lành. Nàng nói với Võ Nguyên Khánh, lấy quyển tiểu thuyết đó đến cho ta, ta muốn đích thân đọc thử xem. Võ Nguyên Khánh sớm đã chuẩn bị, hắn trực tiếp lấy ba quyển tiểu thuyết hoàng bì lạp tuyến từ trong tay áo ra đưa cho Võ Chiếu. Võ Chiếu nhận lấy tiểu thuyết, chỉ thấy trang bìa của tiểu thuyết in mấy chữ kiếm của thập tam thiếu gia bằng lối chữ khải, tác giả Bạch Hiểu Sinh nhìn thấy tên của tiểu thuyết khóe miệng võ chiếu giật mấy cái chẳng có mới mẻ gì so với nữ đế có thể nghe được tiếng lòng của ta thấp kém nén nỗi mỉa mai trong lòng võ chiếu bắt đầu đọc nội dung tiểu thuyết dường như tiểu thuyết lấy bối cảnh câu chuyện của yến gia một gia tộc tu chân ở nam lĩnh tiên đường nhân vật chính của tiểu thuyết là yến thập tam một thiếu niên nối dõi của yến gia đọc đến đây võ chiếu không khỏi liên tưởng đến điều gì đó nàng hỏi võ nguyên khánh vừa nãy ngươi nói phát hiện một mỏ tiên khoáng ở nam lĩnh lẽ nào có liên quan đến yến gia võ nguyên khánh gật đầu nói mạch núi ở chỗ tiên khoáng vốn là một nơi vô chủ trên pháp luật thuộc sở hữu của tiên đường mấy năm trước yến gia trong lúc vô tình phát hiện ra mạch núi này lại tàng trữ tiên khoáng thế là hối lộ huyện lệnh nơi đó làm giả biến nơi vô chủ thành lãnh địa của yến gia sau đó lén khai thác tiên khoáng trong lúc vô tình ta phát hiện được chuyện này vô tình nói chuyện này cho các thuộc hạ nghe kết quả trong lúc vô ý thuộc hạ lại để lộ tin tức này cho mấy người trong ma đạo võ chiếu đương nhiên nàng biết võ nguyên khánh chắc chắn không phải vô ý để lộ tin tức này cho người của ma đạo nét mặt võ nguyên khánh hơi tiếc nuối tiếp tục nói ma đạo đều là một đám người vì tu vi vì tài nguyên tu vi mà dùng bất cứ thủ đoạn nào vô cùng hung ác đương nhiên sẽ không bỏ qua miếng thịt này thế là yến gia bị ma đạo diệt môn sau khi ta biết chuyện này thì vô cùng tự trách thế là sai huyện lệnh nơi đó nhất định phải dốc sức điều tra chưa bắt ma đầu hung ác thuận tiện để thuộc hạ dùng danh nghĩa của người ngoài mua mạch núi tăng trữ tiền khoáng đó hay cho thuận tiện võ chiếu âm trầm nói tên yến thập tam này là người sống duy nhất nét mặt võ nguyên khánh tỏ ra hơi tiếc nuối nói sau này ta cũng mới biết được hóa ra yến gia vẫn còn một người có thể thoát mạng dưới sự vây quét của gia tộc đó cũng là may mắn của yến gia võ chiếu không nói thêm gì nàng lại tiếp tục đọc tiểu thuyết bỗng nhiên nàng phát hiện dường như tiểu thuyết cũng không phải là không có ích không bao lâu sau võ chiếu đã đọc xong quyền tiểu thuyết mấy trăm vạn chữ quả nhiên trong tiểu thuyết này có rất nhiều chuyện về gia tộc võ thị chỉ có điều phương thức xuất hiện của gia tộc võ thị trong tiểu thuyết là một thế lực phản diện ẩn giấu rất sâu năng lượng của gia tộc võ thị ngập trời đã âm thầm mua chuộc và bồi dưỡng lực lượng lớn yến thập tam đạt được kỳ ngộ sau khi tu vi đại thành thì bắt đầu báo thủ cho gia tộc sau đó từ từ phát hiện thì ra hung thủ thật sự phía sau yến gia bị diệt môn thật ra là võ gia mà yến thập tam còn thầm này sinh tình cảm dây dưa không rõ với mấy nữ tử vãn bối được sinh ra ở võ gia lại là một phen yêu hận tình thù trong tiểu thuyết đương nhiên còn miêu tả võ chiếu mà võ chiếu thì được miêu tả là người âm mưu rất sâu sát phạt quyết đoán âm thầm nắm trong tay toàn cục sau cùng còn ra tay thu yến thập tam vào võ gia dốc sức cho võ gia võ chiếu đọc xong nội dung của tiểu thuyết nàng không quan tâm đến yến thập tam mà lại tò mò bách hiểu sinh không biết bách hiểu sinh này là người thế nào tại sao lại biết nhiều chuyện đến vậy còn có thể dự đoán tương lai tại sao hắn lại viết những chuyện này thành câu chuyện còn tung ra ngoài rốt cuộc hắn có mục đích gì Người điều tra bách hiểu sinh đó chưa võ chiếu hỏi võ nguyên khánh chỉ là nàng nhìn biểu cảm của võ nguyên khánh hơi kỳ lạ trong tiểu thuyết võ nguyên khánh có thể nói là có chút đau buồn con gái võ chiêu dung của hắn rất thích yến thập tam mà võ nguyên khánh bên này thì muốn đối phó yến thập tam võ chiêu dung bên kia lại báo tin cho yến thập tam đúng là ăn cây táo Giảo cây sung, Võ Nguyên Khánh trả lời, ta đã điều tra rồi, kẻ đáng ngờ nhất chính là ông chủ tiệm sách. Chẳng qua ông chủ đó sống chết cũng không chịu thừa nhận mình là bất hiểu sinh, mà nơi này là kinh thành. Ông chủ tiệm sách đó lại được rất nhiều thế gia chú ý, hơn nữa không rõ về hắn nên không tiện ép hỏi quá đáng. Võ Chiếu, tu vi của đối phương thì sao? Võ Nguyên Khánh, bề ngoài chỉ có cảnh giới luyện hư hợp đạo, không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu. Nhưng nếu tiểu thuyết thật sự là do hắn viết thì chắc chắn không chỉ ngang đó. Võ Chiếu suy nghĩ một lúc, nói, ta muốn đích thân đi gặp ông chủ tiệm sách đó một chút xem rốt cuộc hắn có gì đặc biệt viết những tiểu thuyết này lại có mục đích gì võ nguyên khánh khen ngợi có nhị muội đích thân đến đó nhất định có thể điều tra rõ nội tình thật sự của đối phương võ chiếu thản nhiên nói thế giới này có rất nhiều cao nhân ta cũng chỉ mới nhập môn mà thôi cho nên người làm việc với con cháu võ thị tốt nhất là khiêm tốn một chút nếu không ngày nào đó trêu chọc đến người không thể trêu chọc cũng đừng trách ta không để tình thân nói đến đây trong đầu nàng không khỏi hiện ra bóng dáng của lý nguyên đây là người không thể trêu chọc Võ Nguyên Khánh nghe vậy thì liên tục gật đầu, không dám nói thêm gì, hắn sợ nhị muội này còn hơn sợ cha mình. Ngày hôm sau, lên chiều sớm xong, sau khi xử lý xong chính vụ thì Võ Chiếu biến ra một bộ thường phục, đuổi người hầu đi, một mình đi về phía đường Trung Nguyên. Không bao lâu sau, nàng lập tức đi đến trước một cửa tiệm không quá thu hút trên đường Trung Nguyên, chỉ thấy tấm bảng trên cửa viết thượng nhã thư trai, Võ Chiếu đánh giá cẩn thận cục diện bên ngoài thư trai chỉ là nàng phát hiện thư trai này vốn không có gì đặc biệt không giống khách điếm của lý nguyên tấm bảng trông bình thường nhưng mấy chữ viết kỳ thực là dùng đại đạo minh văn viết ra từng viên gạch viên ngói của khách điếm đều là hỗn độn trí bảo kỳ chân thiên địa mà thư trai này võ chiếu nhìn quanh cũng không nhìn ra có chỗ nào bắt phàm có lẽ thực lực của ta quá yếu không nhìn thấu võ chiếu âm thầm suy nghĩ sự tồn tại của lý nguyên khiến nàng trở nên kính sợ cẩn thận khi đối mặt với chuyện thần bí này lúc bước vào khách điếm võ chiếu lén dùng tay bóp khung cửa một cái khung cửa lập tức bị nàng bóp thành một lỗ hồng giống như đậu hũ chật võ chiếu nhìn gỗ mục trong tay cuối cùng cũng tin thư trai này ít nhất là mặt trang trí quả thật chỉ là phàm vật bình thường bước vào thư trai bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim chỉ thấy người đọc sách bên trong thư trai rất nhiều hơn nữa võ chiếu phát hiện phần lớn người đọc sách đều có tu vi không tầm thường từ địa tiên kỳ đến thái ức kim tiên kỳ đều có những người này phần lớn vốn không phải đang nghiêm túc đọc sách tuy trong tay bọn họ cầm sách nhưng ánh mắt lại lén liếc nhìn tình hình bên trong thư trai trong đó trong đầu võ chiếu còn có chút ấn tượng với năm từ trung niên thái ất kim tiên kỳ duy nhất đó người này chính là vương quần gia chủ của vương gia thế gia tu luyện thái nguyên cũng là người bị bách hiểu sinh châm chọc là ngụy quân tử ở trong sách nhìn thấy người này cũng ở đây khóe miệng võ chiếu không khỏi hiện lên nụ cười như có như không ở trong quầy trước cửa có một ông già 50 tuổi ăn mặc cổ già đang đứng ông già mặc trang phục nho sĩ đầu đội mũ viên ngoại để trầm sâu dài ba tấc giờ phút này hắn đang đối mặt với khách trong tiệm sách nhẹ giọng nhắc nhở tiệm sách này chỉ bán sách không mượn nếu không mua thì không được xem nội dung. Võ Chiếu hiểu được người này chính là ông chủ của thư trai, tên là Công Tôn Ương, 280 tuổi, có một con gái một con trai. Đêm qua Võ Chiếu đã tìm hiểu toàn bộ thông tin liên quan đến Công Tôn Ương, tổ tiên của hắn cũng được xem từng huy hoàng một thời gian nho nhỏ, chỉ là sau đó gia đạo sa sút, truyền đến đời của Công Tôn Ương cũng chỉ có thể mở tiệm sách để duy trì sinh hoạt, nếu không phải thời gian trước tiệm sách của Công Tôn Ương có mấy quyển tiểu thuyết đặc thù, thì tiệm sách này của Công Tôn Ương không thể kinh doanh được nữa. Võ Chiếu đi vào thư trai khiến cho không ít người trong cửa tiệm chú ý vương quần cũng nhìn thoáng qua cửa lúc hắn thấy rõ dáng vẻ của võ chiếu sắc mặt không khỏi thay đổi lớn ánh sáng âm u trong hai mắt thầm lẽ ra không ngừng đương nhiên hắn cũng biết nữ quyền tướng quyền khuynh triều dã mấy trăm vạn năm này sao nàng lại đích thân đến đây vậy lẽ nào cũng là vì chuyện của bách hiểu sinh đúng rồi gần đây xuất hiện một quyền tiểu thuyết liên quan đến gia tộc võ thị chắc chắn nàng cũng nghe nói đến chuyện của bách hiểu sinh ngay cả nàng cũng bị kinh động xem ra việc này sợ là ta không thể tiếp tục tham gia vào nữa trong lòng vương quần chuyển biến nhanh chóng ánh mắt biến ảo một hồi nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ khiêm tốn hiền lành hắn chần chờ một lúc cuối cùng vẫn là chủ động đi về phía võ chiếu hắn không người chắp tay nói vương quần thái nguyên bái kiến võ thừa tướng không ngờ có thể gặp võ thừa tướng ở nơi này đúng là may mắn ba đời của vương mỗ nghe thấy vương quần xưng hô với võ chiếu những người khác trong thư trai đều rung động không thôi ánh mắt nhìn về phía võ chiếu hoặc là sợ hãi hoặc là bất ngờ ngay cả công tôn ương ông chủ tiệm sách cũng tràn ngập kinh ngạc hiển nhiên dường như hắn cũng không ngờ nữ tử lãnh diễm thướt tha trước mắt lại là võ thừa tướng danh khuyên đại đường quyền khuynh triều dã rất nhanh bên trong thư trai chỉ còn lại hai vị khách là vương quần và võ chiếu những người khác đều thức thời rời khỏi thư trai võ chiếu vốn không có ý định giấu giếm thân phận nàng muốn dựa vào quyền thế ngập trời của mình đến gặp bách hiểu sinh thần bí đó võ chiếu đáp lại sự hành lễ của vương quần có vẻ rất lãnh đạm nàng vốn không chào lại mà thản nhiên đón nhận hành lễ của vương quần chỉ là lạnh nhạt trả lời một câu ta có việc muốn nói chuyện riêng với ông chủ công tôn vương quần hiểu ngay lập tức vương mộ cáo từ không quấy giày võ tướng nữa hắn không người lùi ra cửa lúc này mới xoay người rời đi trên mặt không lộ ra chút bất mãn nào khi đối mặt với thái độ lạnh nhạt của võ chiếu võ chiếu từ đầu đến cuối đều không để mắt đến vương quần nàng luôn đặt sự chú ý lên trên người công tôn ương chỉ là nhìn thấy biểu hiện của công tôn ương nghi hoặc trong lòng võ chiếu càng tăng công tôn ương thấy võ chiếu nhìn chằm chằm mình cũng không nói lời nào trên trán trong nháy mắt phủ đầy lớp mồ hôi lạnh có vẻ thấp thỏm không thôi hắn nhẫn nhịn hoảng loạn vội vàng hành lễ với võ chiếu từ dân bái kiến võ tướng dường như sắp tạo thành góc 90 độ cùng với hai chân có vẻ vô cùng cung kính võ chiếu nhìn thấy biểu hiện của công tôn ương trong lòng rất nghi hoặc đây thực sự là đại năng ẩn giấu sao cho dù đại năng muốn giả bộ khiêm tốn thì đâu đến mức đổ mồ hôi lạnh tay chân phát run giọng nói run sợ giả bộ khiêm tốn không phải là giả vờ hèn nhát lại so sánh đôi chút với lý nguyên tuy khiêm tốn nhưng mặc kệ gặp phải chuyện gì lý nguyên đều không kiêu ngạo không chút sợ hãi hoàn toàn không khúm núm hủy gối trước bất kỳ kẻ nào phó chiếu thật sự không thể liên hệ thân phận của công tôn ương và đại năng tuyệt thế lại với nhau được đại năng không thể lâu như vậy nếu như công tôn ương thật sự là đại năng tuyệt thế vậy tuyệt đối là đại năng tuyệt thế thích bị ngược đãi nhưng trên đời này thật sự có đại năng thích bị ngược đãi sao võ chiếu tỏ ra hoài nghi nàng lập tức kết luận công tôn ương không phải là bách hiểu sinh tuy trong lòng võ chiếu đã có phán đoán nhưng nàng vốn không biểu hiện ra ngoài mà bình tĩnh hỏi công tôn ương những cuốn tiểu thuyết đó là ai viết nàng chấp hai tay sau lưng bóng dáng thẳng tắp cao ngất vẻ mặt lạnh lùng giọng nói không hề có cảm tình giống như đế vương nhìn xuống cửu thiên tiếp kiến lê dân tràn ngập uy nghiêm vô thượng công tôn ương ở trước mặt võ chiếu giống như con kiến hôi có vẻ càng cẩn thận thận trọng hắn nghe thấy câu hỏi của võ chiếu trong lòng không khỏi có vẻ bất đắc dĩ hay lại là câu hỏi này khoảng thời gian này không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn nghe thấy câu hỏi này bách hiểu sinh viết công tôn ương vẫn trả lời như trước võ chiếu tiếp tục hỏi bách hiểu sinh là ai công tôn ương lắc đầu nói ta không biết võ chiếu vậy sao ngươi có được tiểu thuyết của hắn công tôn ương trả lời đầu đuôi góc ngọn đại khái ba năm trước một thư sinh cầm một bản thảo tiểu thuyết nói để thư trai của ta in bán ra ngoài ta thấy cuốn tiểu thuyết viết ổn nên đã đồng ý in tạm 100 bộ thử trước chỉ là sau khi in quyền tiểu thuyết tên vân hải en Cư lục đó vốn không gây ra phản ứng gì hai tháng mới bán được một bộ mà người mua bộ sách này còn là lão thư trùng trong cửa tiệm bọn ta chỉ cần là tiểu thuyết mới ra hắn đều sẽ mua một quyền ta cảm thấy muốn đập bộ sách này vào tay rất sầu có một ngày trong lúc vô tình ta và lão thư trùng đó cãi nhau vì chuyện này lão thư trùng đó đề nghị ta bảo ta mướn một tiên sinh đến quán trả từ lô thuyết sách miễn phí nói dùng cách này không bao lâu nữa quyển sách này sẽ bán rất chạy. ta ôm suy nghĩ còn nước còn tát, muốn một người thuyết sách đến quán trà, không ngờ không đến mấy ngày, quyển sách này thật sự bán rất chạy. về sau ta mới biết được, hình như quyển sách này ẩn giấu chuyện của thế gia tu luyện hiện thực nào đó. nói đến đây, vẻ bất đắc dĩ trên mặt công tôn ương càng đậm, có vẻ đặc biệt vô tội. võ chiếu, thư sinh đó sống ở đâu? công tôn ương lắc đầu nói, ta cũng không biết. ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt hắn một lần, sau đó hắn liên tục viết mấy quyển tiểu thuyết đều là trực tiếp đặt bản thảo ở trong thư phòng của ta rồi không gặp qua hắn nữa thậm chí tiền bạc vốn đã đàm phán với hắn hắn cũng chưa từng tới lấy võ chiếu nghe vậy trong lòng không khỏi nghi hoặc hành động này của bách hiểu sinh rốt cuộc là đang có ý đồ gì lẽ nào chỉ là vì cho mọi người ăn dưa nàng suy nghĩ một lúc lại hỏi công tôn ương chắc người biết tên của lão thư trùng đó đúng không nàng suy đoán có khi nào lão thư trùng đó có quan hệ với bách hiểu sinh hay không dù sao thì đối phương là người đầu tiên mua tiểu thuyết của bách hiểu sinh sau khi biết nội dung tiểu thuyết có liên quan đến phần hương cấp còn nghĩ cách để tiểu thuyết của bách hiểu sinh bán chạy lẽ nào giữa bọn họ có quan hệ công tôn ương vẫn lắc đầu nói tuy hắn là khách quen của cửa tiệm nhưng ta chưa từng hỏi tên hắn võ chiếu thản nhiên nói đù người cái gì cũng không biết công tôn ương tiểu nhân quả thật không biết gì cả mong võ thừa tướng minh giám trong lúc nói chuyện thật ra võ chiếu đã thầm tham dò ngũ giác lục thức quá khứ tương lai của công tôn ương phát hiện đối phương quả thật không nói dối tình hình này có hai loại khả năng hoặc là tu vi của công tôn ương cao hơn võ chiếu rất nhiều có thể giấu được thăm dò của võ chiếu hoặc là công tôn ương quả thật không biết điều này khiến võ chiếu có chút không biết nên làm thế nào cho phải trong lúc tâm tư chuyển động thì thần thức của võ chiếu cũng đã âm thầm dò xét hậu viện của thư trai hậu viện thư trai là khu vực sinh hoạt bên trong có một nam từ trẻ tuổi khoảng 18-19 và mấy người hầu võ chiếu đã tìm hiểu rõ nam từ trẻ tuổi đó từ trong tài liệu đối phương là con trai của công tôn ương công tôn tập nhã một phạm nhân bình thường như công tôn ương võ chiếu dò xét tu vi công tôn tập nhã một lượt vốn không có gì đặc biệt nàng cũng dò xét mấy người hầu đó càng thêm bình thường dường như thư trai này thật sự không có chút gì đặc biệt nếu đã bình thường vậy tại sao bách hiểu sinh lại lựa chọn đặt tiểu thuyết gửi bán ở thư trai này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao ngay lúc võ chiếu âm thầm suy nghĩ thì đột nhiên nàng nghe thấy tiếng ông chủ thư trai chào hỏi người khác công tử ngươi lại đến quan tâm việc làm ăn của lão hủ vừa hay mấy ngày nay trong cửa tiệm mới xuất hiện một bộ tiểu thuyết lão hủ đã để lại cho công tử một bộ đa tạ ông chủ có lòng rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên võ chiếu cảm thấy giọng nói này có mấy phần quen tai nàng ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt không khỏi thay đổi chỉ thấy một công tử trẻ tuổi ngọc thụ lâm phong khí chất ôn văn như ngọc tay nhẹ nhàng vẫy quạt giấy chậm rãi đi vào trong thư trai người này là lý tiền bối lý nguyên thần bí khó lường nghĩa phụ của nữ hoàng bệ hạ cái đó không lẽ lão thư trùng mà công tôn ương nói chính là lý tiền bối võ chiếu ngây ngốc nghĩ đến cái gì đó lý nguyên đúng là rất hợp với thân phận lão thư trùng dù sao thì có mấy lần võ chiếu đến khách điếm tìm nữ hoàng báo cáo chính sự khẩn cấp đều thấy lý nguyên cầm một quyền tiểu thuyết xem rất say xưa lẽ nào lý tiền bối chính là bách hiểu sinh dù sao thì với thực lực độc đoán hồng mông của lý tiền bối có thể biết được bí mật hơn nữa còn tính toán ra vận mệnh tương lai của các thế gia lý nguyên cũng nhìn thấy võ chiếu hắn gật đầu với võ chiếu rồi đi lấy tiểu thuyết mới với công tôn ương võ chiếu phát hiện trên bìa của bộ tiểu thuyết mới mà công tôn ương đưa cho lý tiền bối rõ ràng viết mấy chữ lớn kiếm của thập tam thiếu gia lại là quyển sách của gia tộc võ thị do bách hiểu sinh viết điều này khiến trong lòng võ chiếu không khỏi trở nên thấp thỏm dù sao thì hình tượng của gia tộc võ thị trong tiểu thuyết cũng không tốt cho lắm chính là đại phản diện mà hình tượng của nàng trong sách cũng không tốt là một kẻ âm mưu lãnh khốc vô tình giỏi tính kế thao túng lòng người cho dù đối đãi với người thân cũng chỉ để ý đến lợi ích chứ không nề tình thân nếu lý tiền bối đọc tiểu thuyết này thì có sinh ra ấn tượng không tốt với ta hay không võ chiếu lo lắng suy nghĩ hơn nữa võ chiếu cũng phủ định suy đoán lý nguyên chính là bách hiểu sinh nếu như lý tiền bối là bách hiểu sinh vậy hắn không cần phải mua kiếm của thập tam thiếu gia tự mua tiểu thuyết mình viết để đọc đây chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện sao trong lúc nhất thời trong lòng võ chiếu hiện lên vô số ý niệm chỉ là động tác của nàng không có bất kỳ chần chờ nào nàng vội vàng tiến lên mấy bước đi tới bên cạnh lý nguyên sau đó hành lễ cung kính với lý nguyên võ chiếu bài kiến lý tiền bối uy nghiêm vô thượng vốn xem thường thiên hạ trên người nàng cũng biến mất tâm từ khí chất nữ vương biến thành khí chất ngự tỷ công tôn ương thấy đường đường là võ thừa tướng lại hành lễ lý nguyên gọi là lý nguyên là tiền bối có vẻ rất kinh ngạc hắn không tự chủ được mà há to miệng rất lâu sau cũng không cách nào khép lại được hắn không ngờ vị khách thường xuyên mà hắn luôn xưng lão thư trùng trong cửa tiệm mình có thể khiến đương kim thừa tướng tiên đường cung kính xưng hô tiền bối lai lịch của lão thư trùng này lớn như vậy sao đối phương là cao thủ tuyệt thế à không nhìn ra ta còn cho rằng đối phương là một công tử bột trầm mê trong tiểu thuyết ngoại trừ có được vẻ ngoài đẹp mắt thì chẳng được tích sự gì hậu viện thư trai con trai của công tôn ương công tôn tập nhã tuy vẫn lười biếng nằm trên dây đằng hai mắt nheo lại nhàn nhã ăn hoa quả nhưng giây phút võ chiếu hành lễ lý nguyên trong hốc mắt vốn bình tĩnh của hắn lại hiện lên chút ánh sáng có vẻ hơi ngạc nhiên hắn công tôn tập nhã vốn không bình thường như võ chiếu giò xét thực lực của võ chiếu quá yếu hoàn toàn không nhìn ra tu vi thật sự của hắn Thật ra dù cơ thể của hắn là con trai ruột của công tôn ương, nhưng hắn và công tôn ương không có chút quan hệ nào cả, vì hắn là người xuyên không, đến từ một thế giới đô thị bình thường, trong một lần ngoài ý muốn, đã khiến hắn xuyên không đến thế giới này. Sau khi đến tiên đường, hắn kinh ngạc phát hiện thế giới này lại có phương pháp trường sinh bất lão, thuật thông thiên triệt địa chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa công pháp tu luyện vốn không hiếm thấy, phần lớn mọi người chỉ cần đồng ý thì đều có được cách tu luyện, khiến hắn vui mừng không ngừng hắn lập tức tìm phương pháp tu luyện được cất giữ trong nhà rồi bắt đầu tu luyện dựa theo phương pháp trong ký ức nhưng hắn nhanh chóng bị hiện thực dội cho chậu nước lạnh hắn phát hiện tư chất tu luyện của mình có hạn mà công pháp tu luyện được cất giữ trong nhà cũng rất bình thường hắn tu luyện một thời gian hoàn toàn không có bao nhiêu hiệu quả nên nói là không có chất hiệu quả nào mới đúng về sau lúc hắn quen thuộc với thế giới này sau khi hiểu được kiến thức cơ bản của thế giới này hắn mới hiểu người thường có tư chất bình thường như hắn trừ khi thường xuyên uống linh đan rượu do tương ứng hoặc tu luyện công pháp cấp thần trong truyền thuyết mới có thể có thành tựu trong tu luyện nếu không cả đời cũng không thể tu luyện tới cảnh giới địa tiên siêu thoát sinh tử phát hiện này lập tức khiến hắn trở nên nản lòng thoái chí người cha tiện nghi kiếp này của hắn tu luyện gần 200 năm nhưng vẫn dừng ở cảnh giới luyện thần phản hư vì vậy suýt chút nữa móc sạch hết gia sản như vậy cũng biết tình hình nhà bọn họ hoàn toàn không có cách cung cấp linh đan rượu dược hoặc công pháp cấp thần cho hắn hắn cũng từng cho rằng chỉ cần kiên trì tu luyện sẽ luôn có được thu hoạch nhưng sau khi kiên trì một thời gian hắn lại tuyệt vọng phát hiện khuyết điểm trên gót chân hoàn toàn không phải dựa vào nghị lực là có thể thay đổi hắn bắt đầu trở nên nản lòng cảm thấy cuộc đời này của mình hoàn toàn không thể trường sinh bất lão phi thiên độn địa giống như người khác hắn chuẩn bị làm con cá muối ăn rồi chờ chết ở thế giới này chỉ là sau đó hắn phát hiện dự định ăn rồi chờ chết của mình có thể không thực hiện được nữa bởi vì gia đình của hắn ở thế giới này xuất hiện nguy cơ tài chính vì tu luyện người cha tiện nghi đã hao phí tiền tài mua đan dược công pháp mà hoạt động kinh doanh của cửa tiệm đang ngày càng xa suốt không bao lâu nữa công tôn gia có thể sẽ phá sản công tôn tập nhã hết cách về chuyện tu luyện nhưng chuyện của tiệm sách hắn là người xuyên không vẫn là có chút cách, bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh YouTube di các phim, vì thế để ngăn chặn gia tộc phá sản, công tôn tập nhã đã lập tức hóa thân thành kẻ chép văn, lén xem quyền tiểu thuyết tiên hiệp vân hải anh thủ lục của kiếp trước rồi viết ra, chuẩn bị giúp gia tộc vượt qua nguy cơ tài chính, tiện thể có thể kiếm chút tiền mua phần đan dược tăng tu vi. ở thế giới này dùng tiền là có thể mua được đan dược bình thường, nhưng điều khiến công tôn tập nhã không ngờ tới là hắn vừa viết xong tiểu thuyết lại kích hoạt hệ thống ẩn giấu trong cơ thể lúc này hắn mới biết thì ra mình cũng là người có hệ thống chỉ là hệ thống kích hoạt cần hắn viết thành công một quyển sách hành vi giúp người cha tiện nghi của hắn cũng được coi là gián tiếp giúp bản thân hắn hệ thống được kích hoạt khiến công tôn tập nhã mừng rỡ quá đỗi vận rủi trong lòng ngay lập tức tan thành mây khói hệ thống của hắn được gọi là hệ thống viết sách thành thần thông qua viết sách sức ảnh hưởng của sách càng lớn thì hắn nhận được càng nhiều phần thưởng sau khi nhìn thấy giới thiệu của hệ thống công tôn tập nhã vốn rất trột dạ bởi vì hắn cũng không biết tiểu thuyết mà bản thân sao chép có phù hợp với khổ vị độc giả thế giới này hay không dù sao thì tiểu thuyết của thế giới này cũng rất phát triển tình tiết những câu chuyện xưa không hề thua kém tiểu thuyết thế giới ban đầu này của hắn hơn nữa bởi vì tiên pháp rất phổ biến ở thế giới này nên miêu tả tiên pháp trong tiểu thuyết càng hợp lý công tôn tập nhã thật sự không nắm chắc dựa vào tiểu thuyết thế giới ban đầu có gây ra chấn động ở thế giới này hay không mà biểu hiện hai tháng sau khi vân hải en thù lục ra mắt cũng chứng minh nỗi lo lắng của công tôn tập nhã không phải không có lý ngoại trừ một khách hàng cũ trong cửa tiệm mua cuốn sách vân hải en thù lục ra thì chẳng ai hỏi thăm đến tiểu thuyết điều này khiến công tôn tập nhã rất thất vọng sự tự tin đã bị đả kích nghiêm trọng may thay mọi thứ đã nhanh chóng xuất hiện chuyển biến vân hải en thù lục đột nhiên bùng nổ bán chạy dưới lời khuyên của khách hàng cũ đó mà công tôn tập nhã cũng nhận được phần thưởng hệ thống hậu hĩnh khiến thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh về sau công tôn tập nhã mới biết tình tiết nhân vật trong vân hải en thù lục hắn biết là chuyện có thật ở thế giới này phần hương cốc môn phái lớn nhất trong tiểu thuyết thật sự tồn tại ở thế giới này nhân vật trong tiểu thuyết cũng có ở thế giới này sự việc được miêu tả trong tiểu thuyết cũng đang diễn ra ở thế giới này đây cũng là nguyên nhân căn bản tại sao sách của hắn lại bán chạy phát hiện này lập tức khiến công tôn tập nhã vô cùng khiếp sợ hắn không ngờ bản thân lại xuyên đến thế giới trong tiểu thuyết đã từng đọc mà quy mô của thế giới này còn hùng vĩ hơn trong tiểu thuyết mô tả mà phần hương cốc vốn thuộc môn phái tu luyện đỉnh cấp trong tiểu thuyết thật ra rất tầm thường ở thế giới này không lâu sau khi vân hải em thủ lục bùng nổ công tôn tập nhã lại chép cuốn tiểu thuyết thứ hai nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là cuốn tiểu thuyết thứ hai cũng bùng nổ bởi vì cuốn tiểu thuyết thứ hai cũng tìm được nguyên hình ở thế giới này, công tôn tập nhã nhân lúc lại viết thêm mấy bộ tiểu thuyết, kết quả mỗi một bộ tiểu thuyết đều là chuyện xảy ra có thật ở thế giới này, công tôn tập nhã phát hiện thế giới mà bản thân xuyên không chính là tập hợp tất cả tiểu thuyết tiên hiệp mà kiếp được hắn từng đọc, hắn đã gặt hái được phần thưởng hệ thống lớn dựa vào những tiểu thuyết này, thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà bút danh bách hiểu sinh cũng hoàn toàn chấn động, thu hút vô số thế lực đến đây tìm hiểu lai lịch của bách hiểu sinh, thượng nhã thư trai tiệm sách không chút bát mắt này thoáng cái trở hành tiêu điểm chú ý của các đại thế lực, cũng may sau khi thực lực của công tôn tập nhã tăng mạnh đã có thể nhẹ nhàng ứng đối với những tu sĩ đến tham dò này bởi vậy không để những tu sĩ này phát hiện ra chút dị thường nào cho dù là võ chiếu mị nương nhân khí siêu cao thực lực sâu không lường được trong tiểu thuyết đích thân đến tham dò cũng ổn công chỉ là võ chiếu này tràn ngập khí phách phong hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành đúng như trong tiểu thuyết mô tả khiến công tôn tập nhã có loại cảm giác tim đập nhanh không biết phải thế nào mới có được trái tim của đối phương công tôn tập nhã thầm suy nghĩ nhưng phát triển tiếp theo đã nằm ngoài dự liệu của công tôn tập nhã hắn không ngờ kẻ âm mưu võ mị nương quyền khuynh triều giã lại xưng hô với khách quen của tiệm sách là tiền bối thái độ cung kính không chút khí phách kiêu ngạo như trước đó nữa công tôn tập nhã cũng từng gặp khách quen này mấy lần ngoại trừ siêu đẹp trai ra thì vốn không có gì đặc biệt trước đó công tôn tập nhã luôn cho rằng đối phương chỉ là công tử bột đám chìm trong tiểu thuyết là kim chủ lớn nhất của thượng nhã thư trai ngoại trừ trước đây cho công tôn ương ý kiến quảng bá vân hải en thù lục khiến công tôn tập nhã thay đổi cách nhìn một lần thì không hề có điểm sáng khác còn tính cách thì không khác mấy công tôn tập nhã kiếp trước du rú trong nhà say mê tiểu thuyết và nhị thứ nguyên không nói nhiều yên tĩnh im lặng nội tâm khó chịu chính người du rú trong nhà như vậy sao võ mị nương lại xưng hô đối phương là tiền bối lẽ nào địa vị của đối phương rất cao thực lực rất mạnh lẽ nào trước giờ ta luôn nhìn nhầm không đúng trên mặt công tôn tập nhã tuy vẫn duy trì bình tĩnh nhưng tâm tư lại tràn ngập thấp thòm hắn lặng lẽ chú ý chuyện xảy ra trong thư trai lý nguyên thấy võ chiếu hành lễ thì gật đầu nói không cần đa lễ hắn đáp lại một câu rồi không chú ý đến võ chiếu nữa mà hỏi công tôn ương ông chủ bộ tiểu thuyết này bao nhiêu tiền công tôn ương cẩn thận nói bộ tiểu thuyết này có ba quyền mỗi quyển 500 văn tổng cộng một lượng năm đồng bạc võ chiếu bên cạnh thấy lý nguyên chuẩn bị trả tiền thì vội vàng dành trước một bước móc ra 10 lượng bạc đưa cho công tôn ương nhận của ta đi lý tiền bối ta có tiền lẻ để ta trả giúp ngươi nàng hơi lấy lòng nói với lý nguyên khó có được cơ hội ân cần đương nhiên võ chiếu sẽ không bỏ qua chỉ là mấy lượng bạc lý nguyên không sao cả nói vậy thì đa tặng ngươi võ chiếu thấy lý nguyên đón nhận trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng đây là vinh hạnh của ta nàng hào phóng nói với công tôn ương dưới sự vui vẻ không cần thối lại vẻ mặt công tôn ương cảm kích nói với võ chiếu đa tạ võ tướng hào phóng công tôn tập nhã thấy võ mị nương lại chủ động trả tiền cho lý nguyên còn tỏ vẻ vinh hạnh mà lý nguyên thì từ đầu đến cuối đều có dáng vẻ bình tĩnh khiến trong lòng công tôn tập nhã có chút cạn lời không ngờ người khí phách như võ chiếu cũng có mặt nịnh nọt nếu để đám fans của võ chiếu biết được thì chắc chắn sẽ mở rộng tầm mắt tín ngưỡng tan vỡ lúc nào thì ta có thể có được đãi ngộ này lý nguyên cầm tiểu thuyết chuẩn bị trở về khách điếm võ chiếu thấy thế cũng vội vàng đi theo lý tiền bối ta có thể thỉnh giáo ngươi một vấn đề không nàng cẩn thận dè dặt hỏi lý nguyên nói lý nguyên vừa đi vừa nói võ chiếu lập tức hỏi lý nguyên nghi hoặc trong lòng lý tiền bối ngươi có biết bách hiểu sinh đó là ai không xa tận chân trời gần ngay trước mắt lý nguyên trả lời tùy lý nguyên và võ chiếu đã bước ra khỏi thư trai nhưng công tôn tập nhã vẫn nghe lén hai người họ nói chuyện hắn nghe câu trả lời của lý nguyên trái tim không khỏi đập loạn một nhịp chẳng lẽ nào lý tiền bối biết bách hiểu sinh chính là ta không phải chứ việc ta là bách hiểu sinh chẳng có ai biết mới đúng chứ có phải là lý nguyên dè vẻ hiểu biết là vì làm màu trước mặt mỹ nữ này hắn cố ý nói lung tung có phải để gây chú ý với võ mị nương không rất có khả năng là như vậy nam nhân mà trước mặt mỹ nữ luôn cố giả vờ công tôn tập nhã tràn đầy nghi vấn vô số ý nghĩ nhanh chóng lướt qua võ chiếu kinh ngạc nhìn lý nguyên hỏi chẳng lẽ bách hiểu sinh thật sự là lý tiền bối sao lý nguyên lặng thinh nhìn võ chiếu một lúc đương nhiên không phải ta võ chiếu hơi đỏ mặt biết mình nghĩ sai rồi vậy đó là nàng khó hiểu hỏi lý nguyên nhắc nhở đối phương ngay tại trong thư trai kia công tôn tập nhã nghe vậy tim đập mạnh hơn chẳng lẽ không phải là lý nguyên nói dối trước mặt mỹ nữ mà là hắn biết ta thật sao công tôn tập nhã có loại cảm giác khó chịu khi bí mật bị lộ ra việc này khiến hắn cảm thấy không an toàn có chút sợ hãi hắn không thích cảm giác này biết được bách hiểu sinh ở ngay trong thư trai võ chiếu nhíu mày suy nghĩ nói chẳng lẽ là công tôn ương lý nguyên thấy võ chiếu vẫn đoán sai dứt khoát nói rõ ràng là con của hắn sắc mặt công tôn tập nhã tái nhợt hắn không nghĩ tới lý nguyên thế mà không nói bừa vậy mà thật sự có thể biết thân phận của hắn người này đến cùng là ai đến cùng tu vi hắn cao bao nhiêu hắn ngoại trừ biết việc ta là bách hiểu sinh ra còn biết những việc khác của ta nữa hay không như việc ta là một kẻ xuyên không hay là ta có thứ gọi là hệ thống tâm trí công tôn tập nhã không ngừng dao động trên mặt cũng không giữ vững được vẻ bình tĩnh hắn cố gắng hồi tưởng tất cả tiên hiệp tiểu thuyết đã từng nhìn thấy muốn tìm ra hình tượng đại năng phù hợp với lý nguyên trong những quyển tiểu thuyết này nhưng mà hắn nhớ lại tất cả mọi thứ một lần lại vẫn không tìm được hình tượng đại năng phù hợp với lý nguyên hắn thực sự tò mò về lý nguyên võ chiếu nghe vậy cảm thấy có phần bất ngờ nàng không nghĩ tới nam tử không đáng chú ý ở thư phòng hậu viện kia lại chính là bách hiểu sinh mình vậy mà có thể nhìn lầm võ chiếu đảo mắt một hồi hỏi lại lý nguyên không biết tu vi bách hiểu sinh cao bao nhiêu hắn cố ý lấy chuyện của những thế gia tu luyện kia các việc phát sinh trong các đại môn phái viết thành tiểu thuyết có mục đích là gì lý nguyên nhìn lướt qua võ chiếu nói không phải ngươi nói chỉ hỏi ta một câu thôi sao võ chiếu nàng hơi xấu hổ bầu không khí hòa hợp như thế đột nhiên nói vậy thật sự không sao chứ ta nói một vấn đề chỉ là nói chuyện phiếm không được hay sao trước mặt mỹ nữ sao người lại sao đo như thế nhưng mà tuy võ chiếu không ngừng phàn nàn trong lòng nhưng cũng không dám nói những lời này ra lý nguyên mặc kệ là thân phận hay là tu vi đều khiến cho nàng không dám có ý mạo phạm nào nàng cố ý dùng giọng nũng nịu hỏi lý nguyên ta rất muốn biết lý tiền bối nói cho ta đi mà ban đầu nàng muốn kéo tay áo lý nguyên nhưng hơi do dự nàng không dám làm vậy công tôn tập nhã âm thầm nghe lén nghe thấy giọng điệu mềm yếu của võ chiếu chỉ cảm thấy tâm như muốn hòa tan không nghĩ tới mà không nghĩ tới võ chiếu đế lâm thiên hạ võ mị nương ngự tỷ vô song vậy mà cũng có lúc làm nũng nếu như không phải chính tay nghe thấy công tôn tập nhã cũng sẽ không thể tin được ngàn vạn fan hâm mộ của võ chiếu cũng sẽ không tin được việc này không phù hợp với tính cách của ngự tỷ cao lãnh võ chiếu mà người khác biết lý nguyên nghe vậy bình tĩnh lắc đầu nói nói chỉ hỏi một vấn đề thì chính là một vấn đề không thể không giữ lời như vậy một vấn đề xem như trả phí ân tình võ chiếu giao sách cho hắn võ chiếu thấy lý nguyên thờ ơ với việc nàng làm nũng lập tức thất vọng với lý tiền bối vẫn là người khiến cho người khác không thể tới gần như vậy rốt cuộc là nữ nhân như thế nào mới có thể giữ được tâm của lý tiền bối ánh mắt võ chiếu thay đổi nhanh chóng nàng đột nhiên nói thật ra ta không hề nham hiểm cũng không phải loại người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn kia nàng là lo lắng lý nguyên đọc tiểu thuyết và đã sinh ra ấn tượng xấu với nàng cho nên phải giải thích một chút nghe vậy lý nguyên không khỏi hơi nhách khóe miệng hắn mở miệng nói thật ra ngươi không cần giải thích mặc kệ tính cách của ngươi như thế nào chỉ cần có thể chia sẻ việc với tiểu tê tử mà không làm ra việc gì gây nguy hại cho tiểu tê tử đối với ta chẳng làm sao cả dù sao ngàn người ngàn tính mỗi người một tính cách đều không giống nhau đều có lý do riêng võ chiếu nghe vậy vẻ mặt có hơi phức tạp xem ra lý tiền bối không tin tưởng lời giải thích của ta nhưng cũng may là hắn không để ý ta có âm hiểm xảo trá hay không lãnh khốc vô tình như thế nào võ chiếu cũng không biết đó là một việc chuyện may mắn hay là một việc đáng buồn trong lòng nàng nghĩ như vậy nhưng trên mặt không có vẻ gì khác thường vẻ mặt thành khẩn bảo đảm với lý nguyên lý tiền bối yên tâm vi thần đương nhiên không dám làm ra việc gì gây nguy hại cho bệ hạ lý nguyên gật đầu cứ coi như võ chiếu muốn gây nguy hại cho tiểu tê tử thì trước mặt tiểu tê tử nàng cũng không năng lực đó cười giọng điệu tràn đầy nịnh nọt ta đúng là bách hiểu sinh nhưng mà công tôn tập nhã lại lập tức đánh vào mặt lão tử sảng khoái gật đầu thừa nhận mình là bách hiểu sinh dù sao võ chiếu đã biết thân phận của hắn không cần phải phủ nhận nữa, công tôn ương, soạt, hắn rớt cầm, ngây ngốc nhìn con trai của mình, thật lâu cũng không thể khép lại, hắn không hiểu, vì sao con trai của mình lại nói mình là Bách Hiểu Sinh, con trai của ta, ta còn không biết sao, bình thường như vậy, sao hắn có thể là Bách Hiểu Sinh, dù sao Bách Hiểu Sinh là người biết được cơ mật của vô số thế gia đại tộc, còn có thể biết trước quá khứ tương lai, con trai của ta tu vi còn không cao bằng ta, sao hắn có thể có bản lĩnh lớn như vậy, sẽ không phải là, từ tử này vì khoe khoang trước mặt mỹ nhân nên cố ý nói mình là Bách Hiểu Sinh đấy chứ thật sự vì phát xuân ngay cả tính mạng cũng không cần nữa à bốp nghĩ tới đây tay hắn giơ lên đập xuống một phát đánh tới cái ót của con trai tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đấy sao ngươi có thể là bách hiểu sinh được của trách con trai xong hắn vội vàng giải thích với võ chiếu võ thừa tướng ngươi đừng nghe hắn nói năng lung tung hắn bị điên rồi sao hắn có thể là bách hiểu sinh chuyện này hoàn toàn không có căn cứ công tôn tập nhã sờ cái ót của mình trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ hắn không nghĩ tới lão cha hở lại ra tay đánh hắn khiến cho hình tượng của hắn trước mặt nữ thần đều bị mất sạch bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim Võ chiếu không để ý đến công tôn ương nàng hỏi công tôn tập nhã sao người lại muốn viết chuyện của từng thế gia và môn phái thành tiểu thuyết người có mục đích gì công tôn ương thấy võ chiếu không nghe lời giải thích của hắn nhận định công tôn tập nhã chính là bách hiểu sinh cả người đều sắp không xong thế giới này rốt cuộc là sao đây đường đường là võ thừa tướng cường giả đại la kim tiên sao lại dễ dàng tin lời khoác lác của con trai ta như vậy trong kiếm của thập tam thiếu gia nói người không phải là người đại âm mưu thao túng lòng người đua vấn quyền mưu sao người đại âm mưu mà dễ dàng tin lời người khác như vậy công tôn tập nhã cũng không để ý đến lão cha hờ hắn nhìn võ chiếu trả lời không có mục đích gì chỉ là cảm thấy chơi vui chuyện hệ thống đương nhiên hắn sẽ không nói cho võ chiếu đây chính là bí mật lớn nhất của hắn ngay cả cha ruột cũng không thể tiết lộ chơi vui võ chiếu nghe câu trả lời của công tôn tập nhã khóe miệng không khỏi run lên rõ ràng đáp án này quá mức ngoài dự đoán của nàng sao ngươi biết nhiều bí mật như vậy tu vi của ngươi thật sự cao bao nhiêu công tôn tập nhã dường dưng nói suy tính là sẽ biết tu vi nhất định là cao hơn ngươi hắn không nói cho võ chiếu tu vi thật sự của hắn công tôn ương nhìn con trai thẳng thắn nói chuyện với võ chiếu vẻ mặt lộ ra ngớ ra vô cùng trong mắt đều sắp trừng ra ngoài hắn có phần không dám tin tưởng đây thật sự là con trai ba cây gậy đều đánh không ra một cái dám của hắn sao con trai của ta làm sao có thể bình tĩnh như vậy thong dong tự tin như thế đây thật sự là con trai của ta hả võ chiếu mặt không biểu cảm nhìn công tôn tập nhã lạnh lùng nói ngươi có biết hành vi của người đã dính dáng xâm phạm sự riêng tư của người khác không thậm chí còn dính dáng phỉ báng đồng thời liên quan đến quan lớn triều đình công tôn tập nhã không để ý nói vậy ngươi một thế nào võ chiếu hờ hững nói ta có thể lệnh cho hình ngục ti bắt ngươi lại sau đó định tội cho ngươi lấy tội của ngươi sẽ bị phong ấn tu vi vì triều đình làm lao dịch mấy trăm năm công tôn tập nhã cười khẩy thả lòng nói vậy ngươi nhanh sai người bắt ta đi võ chiếu nàng không ngờ công tôn tập nhã lại không để pháp luật triều đình vào mắt như thế phải biết rằng cho dù là thánh nhân cũng không dám ngang nhiên khiêu khích pháp luật tiên đường không biết là công tôn tập nhã quá mức cuồng vọng hay là hắn quá mức tự tin đối với thực lực của chính mình võ chiếu nhịn xuống oán giận trong lòng nói với công tôn tập nhã nếu ngươi biết nội tình của vương triều tiên đường ngươi sẽ không thoải mái như vậy giọng nói của nàng bỗng nhiên trượt chuyển đương nhiên ngươi cũng có thể chọn hợp tác với ta vì triều đình hiệu lực như vậy ta có thể bỏ qua cho ngươi công tôn tập nhã hài hước nói là vì ngươi hiệu lực hay là vì triều đình hiệu lực võ chiếu chắp hai tay sau lưng sừng dương nói ta đại biểu cho triều đình công tôn tập nhã hiểu đối phương là đang muốn thu phục hắn quả nhiên dã tâm không nhỏ thế mà muốn thu phục hắn chẳng qua ngươi muốn thu phục ta mà không biết ta cũng muốn thu phục ngươi sao để xem ai có thể thành công công tôn ương thấy con trai thẳng thắn nói chuyện tranh phòng đối lập với võ thừa tướng vẻ mặt có vẻ vô cùng ảo ma đây thật sự là con trai của ta à nhìn như cảm giác không đúng lắm ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy ta cũng có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi hỏi xong sẽ nói cho ngươi biết ta có muốn vì ngươi hiệu lực hay không công tôn tập nhã nói với võ chiếu ngươi muốn hỏi gì võ chiếu cao mày công tôn tập nhã nhìn thẳng vào hai mắt võ mị nương mở miệng hỏi vị lý tiền bối kia có lai lịch gì võ chiếu không ngờ công tôn tập nhã lại hỏi chuyện của lý tiền bối trên mặt nàng lộ ra một tia trào phúng hỏi ngược lại không phải ngươi nói bản thân biết suy tính hả ngươi có thể suy tính lai lịch của lý tiền bối công tôn tập nhã bình tĩnh nói nếu ta có thể suy tính ra cũng sẽ không hỏi ngươi võ chiếu ta chỉ có thể nói cho ngươi biết lý tiền bối thân phận rất cao tu vi rất mạnh thực lực sâu không lường được công tôn tập nhã truy hỏi cao bao nhiêu mạnh bao nhiêu sâu không lường được bao nhiêu võ chiếu không được lý tiền bối đồng ý cụ thể không thể nói cho ngươi biết hắn là thánh nhân sao công tôn tập nhã lại hỏi võ chiếu ngươi đoán xem công tôn tập nhã hắn không đoán mà là là lần nữa đổi một vấn đề vậy hắn và nữ hoàng tiên đường có quan hệ gì ngươi nghe lén ta nói chuyện với lý tiền bối võ chiếu phản ứng lại công tôn tập nhã lạnh nhạt nói chuyện này cũng không khó khăn cho nên ngươi cũng không cần tâng bốc vì lý tiền bối kia lên quá cao võ chiếu cười khẩy một tiếng hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi cho rằng lý tiền bối không biết hành động của ngươi hả chỉ là lý tiền bối không che chắn thần thức của ngươi mà thôi công tôn tập nhã cũng có thể là hắn không phát hiện ra ta ha ha đối với sự tự tin của công tôn tập nhã võ chiếu chỉ cười khẩy hai tiếng công tôn tập nhã hắn có chút nghĩ không ra ngươi đối với lý tiền bối đó tự tin như vậy đương nhiên võ chiếu thừa nhận công tôn tập nhã bỗng hơi đố kỵ với lý nguyên đối phương rốt cuộc đã làm gì lại khiến cho võ chiếu cao lãnh vô song quyền ngự thiên hạ tin tưởng hắn thế thậm chí còn làm nũng như một tiểu nữ nhân trước mặt đối phương phải biết rằng ta biết trước quá khứ tương lai của võ chiếu vào vô số thế gia môn phái tu luyện đó vì sao nàng lại cảm thấy ta không bằng lý nguyên công tôn tập nhã nhịn xuống bất mãn trong lòng nhắc nhở võ chiếu ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đối phương và nữ hoàng tiên đường có quan hệ gì võ chiếu nói cho ngươi biết cũng không sao tránh cho ngươi mạo phạm đến bệ hạ dẫn tới họa sát thân lý tiền bối là cha nuôi của bệ hạ nàng còn muốn thu phục vị bách hiểu sinh này cho mình sử dụng đương nhiên không hy vọng công tôn tập nhã bị lý tiền bối đập chết vậy mà là cha nuôi của nữ hoàng tiên đường công tôn tập nhã vô cùng bất ngờ dẫu sao sáng dấp của lý nguyên không giống như một người đã làm phụ thân người ta chẳng qua hắn cũng vì thế mà có phần lý giải vì sao võ chiếu lại cung kính với lý nguyên như vậy nếu đối phương là cha nuôi của nữ hoàng tiên đường vậy thì tương đương với thái thượng hoàng là cấp trên của cấp trên của võ chiếu võ chiếu cung kính tự nhiên là nên lấy khát vọng với quyền lợi của võ chiếu nói không chừng nàng còn muốn làm thái hoàng thái hậu nàng làm nũng trước mặt lý nguyên cũng có đầy đủ lý do do đó thực lực của lý tiền bối đó có lẽ cũng không sâu không lường được như trong tưởng tượng chỉ là thân phận của hắn tôn quý mà thôi nghĩ tới đây công tôn tập nhã không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm lúc trước lý nguyên chính xác không sai lầm nói ra hắn chính là bách hiểu sinh khiến công tôn tập nhã nhận phải áp lực rất lớn cảm thấy thực lực của lý nguyên sâu không lường được nhưng bây giờ công tôn tập nhã phát hiện có thể là mình càng nghĩ quá rồi lý nguyên không phải sâu không lường được có lẽ chỉ là đối phương vừa vạn tinh thông thần thông nào đó đã biết hắn là bách hiểu sinh mà thôi công tôn ương bên cạnh trực tiếp nghe đến ngưỡng người hắn không nghĩ tới nữ hoàng bệ hạ tiên đường uy trấn tam giới có thể tề danh với thánh nhân còn có một người cha nuôi một người cha nuôi trẻ tuổi đẹp trai đến quá đáng cũng quá lợi hại đi võ chiếu không nhịn được nữa hỏi công tôn tập nhã đề nghị của ta lúc trước người đã nghĩ kỹ chưa có nguyện vì ta hiệu lực không công tôn tập nhã cười nói vì ngươi hiệu lực ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì võ chiếu công pháp tiên đan pháp bảo quyền thế công tôn tập nhã lắc đầu nói tu vi của ngươi còn không bằng ta công pháp tiên đan pháp bảo cung cấp sao có thể khiến ta tâm động võ chiếu vậy ngươi muốn bị phong ấn pháp lực vĩnh viễn bị lao dịch hả công tôn tập nhã đối với uy hiếp của võ chiếu cũng không để trong lòng giọng điệu hắn trượt chuyển nói thực ra muốn ta hiệu lực cũng không phải hoàn toàn không được võ chiếu không hề có vẻ hưng phấn mà là bình tĩnh hỏi có điều kiện gì công tôn tập nhã ung dung nói thực lực của ngươi bây giờ còn chưa xứng để ta đầu nhập như vậy đi nếu ngươi gả cho ta làm đạo lữ với ta ta tự nhiên có lý do và nghĩa vụ giúp ngươi thế nào hắn mặt đầy mong đợi nhìn võ chiếu soạt công tôn ương bên cạnh nghe điều kiện của con trai cầm đều kinh ngạc rớt xuống hắn không nghĩ tới con trai lại lớn mật như vậy muốn lấy võ thừa tướng võ thừa tướng là người như tuyệt thế há là người bách tính bình thường chúng ta có thể trèo cao nổi chuyện này chuyện này chuyện này không phải là ếch lười ăn thịt thiên nga sao phi 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 sao ta có thể nói con trai của ta là ếch lời chứ từ góc độ di truyền học mà nói đây không phải là tự trừ ta sao nhưng mà ý nghĩ của con trai quả thực quá liên cuồng võ chiếu có thể đồng ý không chẳng biết tại sao trong lòng công tôn ương tràn đầy mong chờ nếu như lỡ đâu đầu óc võ chiếu chập mạch đồng ý thì sao công tôn gia không phải sẽ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng triệt để lên như giờ gặp gió sao vẻ mặt võ chiếu có vẻ vô cùng ngần ngơ nàng hoàn toàn không nghĩ tới công tôn tập nhã vậy mà lại đưa ra điều kiện này đây vẫn là lần đầu tiên có người dám cả gan bày tỏ với nàng nàng có cảm giác bị mạo phạm chỉ cảm thấy công tôn tập nhã thật sự là gan to bằng trời cuồng vọng đến cực điểm cũng không soi nước tiểu mà xem bản thân đi hắn xứng sao sách giày cho lý tiền bối cũng không có tư cách mà còn muốn lấy ta rốt cuộc là điểm nào ta làm không tốt làm hắn cho rằng hắn có thể lấy ta hơn nữa nếu ta đồng ý với hắn hắn đây chẳng phải là lỗ mình lại thiệt binh à đây nào phải hắn sẵn sàng góp sức cho ta đây rõ ràng là ta sẵn sàng góp sức cho hắn tính toán này làm hay lắm công tôn tập nhã thì dù bận vẫn nhàn nhã nhìn võ chiếu chờ câu trả lời của võ chiếu võ chiếu lấy lại tinh thần nàng lạnh nhạt nói với công tôn tập nhã muốn lấy ta ngươi còn chưa xứng công tôn tập nhã nghe vậy vẻ mặt vẫn thong dong không hề có vẻ phẫn nộ trong lòng hắn trượt động chỉ thấy lòng bàn chân hắn hiện ra hàng tỷ tử khí hư không trên đỉnh đầu đột ngột có đồ vật như một đám tinh vân nổi lên tử khí mênh mông vô biên thánh khiết không tỉ vết khiến người ta thân phục cúng bái trong tinh vân lóe ra hàng tỷ tinh thần nhìn kỹ lại phát hiện những tinh thần lấp lóe này lại là từng đó hoa sen thanh khiết thần thánh hoa sen thần bí khó lường tràn đầy đạo vận khó có thể dùng lời diễn tả giống như pháp tác hiện ra Khí chất cả người Công Tôn Tập Nhã, trở nên hoàn toàn khác biệt, lộ ra vô trần vô cấu, tràn đầy trang trọng trang nghiêm, uy áp vô thượng. Đối phương rõ ràng đang đứng ở phía trước không xa, nhưng Võ Chiếu lại cảm giác, đối phương lúc này giống như đang đứng trên toàn bộ hồng hoang, nhìn xuống nàng, khiến nàng cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Cảm nhận được khí tức của Công Tôn Tập Nhã, thấy dị tượng tràn ngập khủng bố trên người Công Tôn Tập Nhã, tuy Võ Chiếu đã sớm tu luyện đến cảnh giới sóng lớn cũng không kinh hãi, nhưng lúc này nàng vẫn không khỏi há hốc mồm, bởi vì nàng cảm nhận được đây là khí tức thuộc về thánh nhân mới có công tôn tập nhã vậy mà là một thánh nhân trách không được hắn có thể nhìn trộm quá khứ tương lai công tôn ương lúc này cũng kinh ngạc há hốc mồm trợn lớn hai mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn con trai của mình hắn hoàn toàn không dám tin người tàn ra khí tức như hỗn độn ma thần này lại là con trai của hắn con trai của ta sao lại trở nên lợi hại như vậy khí tức trên người đối phương dường như so với kim tiên thái ất kim tiên trong truyền thuyết còn khủng bố tuyệt luân hơn nhưng điều này sao có thể trước hết không nói ngân cước của con trai bình thường thế nào cho dù hắn là một thiên tài nhưng chỉ bằng mỗi ngày hắn đều nằm bẹp như tên vô công rồi nghề tu luyện ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới cũng không thể trong 20 năm ngắn ngủi đã tu luyện tới cảnh giới này chứ rốt cuộc là chuyện gì thế này chẳng lẽ con trai của ta là một thiên tài tuyệt thế ẩn giấu chẳng qua nếu như con trai ta thật sự là thiên tài tuyệt thế muốn lấy võ chiếu hình như cũng không phải hoàn toàn không có khả năng nghĩ tới đây vẻ mặt của công tôn ương không nhịn được trở nên có phần nóng bỏng người thế mà là thánh nhân võ chiếu lấy lại tinh thần hơi cảm khái nói một câu nàng không nghĩ tới hồng hoang lại có thêm một vị thánh nhân đây chính là một tin tức khó lường truyền đi cả hồng hoang đều phải náo động thánh nhân công tôn ương giật mình cũng không nhịn được nữa lập tức kinh hô thành tiếng giọng điệu tràn đầy kinh hãi và nghi hoặc lúc trước hắn suy đoán công tôn tập nhã là kim tiên cũng đã khó mà tiếp nhận lúc này nghe võ chiếu nói công tôn tập nhã thế mà là thánh nhân công tôn ương không tái xỉu đã coi như là hắn định lực cao nhưng con trai của mình sao có thể là thánh nhân rốt cuộc là ta xuất hiện ảo giác hay là võ chiếu điên rồi nếu như con trai của ta thật sự là thánh nhân hắn muốn lấy võ chiếu vậy chẳng phải dễ như chơi sao công tôn tập nhã thấy dáng vẻ khiếp sợ của võ chiếu khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên lộ ra nụ cười tự tin hắn tự tin hỏi võ chiếu bây giờ ngươi cảm thấy ta có xứng lấy ngươi hay không sắc mặt võ chiếu biến ảo một hồi thánh nhân đương nhiên không tồn tại vấn đề xứng với nàng hay không nàng ngờ vực hỏi công tôn tập nhã ngươi mới sinh ra chừng 20 năm ngươi tu luyện đến thánh nhân thế nào vậy công tôn ương cũng tò mò nhìn con trai muốn biết con trai làm sao trong mấy chục năm liền tu luyện tới cảnh giới thánh nhân, Công Tôn Tập nhã bình tĩnh nói, chuyện này có liên quan gì, bất kể ta dùng phương pháp gì tu luyện tới thánh nhân, nói chung ta đã tu luyện tới, hiện tại, ngươi có nguyện ý làm đạo lữ của thánh nhân hay không? Hắn tiếp tục truy hỏi Võ Chiếu, trên mặt Võ Chiếu lộ ra một tia phức tạp, nàng thở dài, nói, nếu chưa từng gặp Lý Tiền Bối, có lẽ ta cũng đồng ý với ngươi, đáng tiếc, sau khi gặp được Lý Tiền Bối, nam nhân khác đã không thể làm ta động lòng, Công Tôn Tập nhã cau mày, hắn không nghĩ tới, chính mình sau khi lấy ra thân phận thánh nhân võ chiếu lại vẫn cự tuyệt hắn chuyện này làm cho hắn có chút không tiếp nhận được bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim ta là thánh nhân đó sao nàng có thể cự tuyệt hơn nữa còn là loại lý do vớ vẩn này cũng vì từng gặp lý nguyên cho nên không có hứng thú với nam nhân khác lý nguyên kia không phải chỉ đẹp trai hơn ta một xíu ừm một xíu xỉu siêu thôi sao có gì đặc biệt hơn người không nghĩ tới võ mị nương bá khí vô song vậy mà cũng nông cạn giống như nữ nhân bình thường nhìn người chỉ nhìn bề ngoài không yêu nữa trong lòng công tôn tập nhã oán giận không ngừng còn có vẻ hơi bất mãn mà công tôn ương bên cạnh cũng tỏ ra rất thất vọng còn có một tia bất mãn hắn không nghĩ tới con trai của mình đã trở thành thánh nhân võ chiếu lại vẫn không vừa ý lý tiền bối nọ có đẹp trai có tốt đến đâu đi chăng nữa thì có thể sánh với thánh nhân sao thực sự không biết võ chiếu nghĩ như nào nàng không vừa ý con trai của ta con trai của ta còn chướng mắt nàng đấy trong lòng công tôn ương vô cùng vì con trai cam phẫn bất bình tuy rằng công tôn tập nhã tự nói với mình không yêu nữa nhưng vẫn cực kỳ không cam lòng dù sao đây chính là võ mị nương nhân khí tuyệt cao trong thế giới ban đầu của hắn mỹ nhân tài sắc xong tuyệt như vậy nên yêu ta mới đúng sao có thể trong lòng có nam nhân khác lý tiền bối đó ưu tú như vậy hả công tôn tập nhã nhịn xuống oán giận có phần không phục hỏi một câu võ chiếu gật đầu nói hắn ưu tú như vậy đấy trong lòng ta hắn chính là người hoàn mỹ nhất trong cả hồng mông này phụt công tôn tập nhã ở trong lòng trực tiếp phun ra ba lít lão huyết hắn không nghĩ tới võ chiếu cao lãnh lại nói ra lời trắng ra buồn nôn như vậy đây không phải là cháo liếm à chẳng lẽ hắn là thánh nhân hay sao công tôn tập nhã không phục hỏi thánh nhân trên mặt võ chiếu lộ ra một tia biểu cảm khó có thể dùng lời diễn tả thánh nhân ở trước mặt hắn cũng phải khom lưng quỳ gối công tôn tập nhã công tôn ương bọn họ cảm thấy võ chiếu nhất định là bị ái tình làm choáng váng đầu óc ngay cả đứa trẻ ba tuổi trong thế giới này cũng biết thánh nhân là tồn tại trí cao vô thượng nhất hồng hoang bất tử bất diệt vô trần vô cấu không gì không làm được nhìn chúng sinh như sâu kiến tồn tại trí cao tiên vật tuyệt thế lấy thiên địa làm bàn cờ như vậy làm sao có thể không lưng quỳ gối với người khác có thể à đây không phải là nói vậy hả người khác là tình nhân trong mắt hóa tây thi võ chiếu là thấy tình nhân trở thành não tàn luôn à đây vẫn là võ chiếu quyền khuynh triều dã càn khôn độc đoán trong tiểu thuyết sao đây quả thực còn não tàn hơn phan cuồng nữa công tôn ương cũng cảm thấy võ chiếu đang nói quá sự thật thánh nhân làm sao có thể không lưng quỳ gối vĩnh viễn cũng không thể công tôn tập nhã trong lòng làm nhảm không thôi trên mặt lại bất động thanh sắc vô cùng lãnh đạm nói ta cảm thấy Ngươi có hiểu lầm gì đó với thánh nhân thánh nhân sẽ không không lưng quỳ gối võ chiếu bình tĩnh nói là ngươi vẫn chưa rõ ràng thực lực của lý tiền bối nàng đã hoàn toàn từ trong thân phận thánh nhân của công tôn tập nhã lấy lại tinh thần lần nữa khôi phục bình tĩnh thong dong thánh nhân thì thế nào thánh nhân ở trước mặt lý tiền bối cũng chỉ là sâu kiến công tôn tập nhã lại không biết suy nghĩ trong lòng võ chiếu hắn cười khẩy nói chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn cả thánh nhân võ chiếu không trả lời vấn đề công tôn tập nhã mà là rời đi trọng tâm câu chuyện nói nếu ngươi đã là thánh nhân nhất định không muốn vì ta hiệu lực đề nghị của ta lúc trước đến đây thôi nhưng mà vẫn nhắc nhở ngươi một câu cho dù ngươi là thánh nhân cũng không thể ở trong địa giới tiên đường làm trái với pháp luật tiên đường nếu không cho dù là thánh nhân cũng không thể thoát khỏi chế tài của luật pháp tiên đường nói xong võ chiếu xoay người chuẩn bị rời khỏi thư phòng nàng không hề lo lắng cho công tôn tập nhã dẫu sao nàng cũng là đại biểu tiên đường công tôn tập nhã nhìn bóng lương cao gầy của võ chiếu sắc mặt biến đổi bất định tỏ ra cực kỳ phức tạp dường như đang quyết định gì đó sự khinh thường của võ chiếu với hắn và sự tôn sùng của nàng với lý nguyên làm cho hắn cực kỳ bất mãn hắn muốn cho võ chiếu một giáo huấn để bảo vệ tôn nghiêm của mình nghĩ tới đây công tôn tập nhã vào khoảnh khắc võ chiếu sắp đi ra cửa bỗng nhiên lên tiếng nói có một câu ngươi từng nghe chưa câu gì võ chiếu dừng bước hỏi nhưng nàng không hề quay đầu công tôn tập nhã gần từng chữ một thánh nhân không thể nhục võ chiếu cao mày trong lòng âm thầm sinh ra đề phòng nói ngươi muốn biểu đạt cái gì công tôn tập nhã người bất kính với ta chẳng lẽ còn muốn dễ dàng như vậy rời đi nơi này sao công tôn ương thấy hai bên dương cung bạt kiếm tâm trạng tức khắc trở nên vô cùng căng thẳng một người là thừa tướng tiên đường một người có thể là thánh nhân hai bên xung đột sẽ là kết quả gì công tôn ương không biết võ chiếu ta không hề bất kính với ngươi công tôn tập nhã hờ hứng nói thế nhưng mưu toan để ta hiệu lực gặp mặt không hành lễ với ta còn cố uy hiếp ta đây chẳng lẽ không phải bất kính với ta à võ chiếu ngươi muốn thế nào mạo phạm công tôn tập nhã ta cũng không làm khó ngươi chỉ cần ngươi dập đầu xin lỗi ta ta không so đo sự mạo phạm vô lý của ngươi nữa công tôn ương nghe thấy yêu cầu của con trai mình tâm trạng càng thêm căng thẳng bảo võ chiếu dập đầu quỳ xuống đây là không chừa chút mặt mũi nào cho đối phương đó võ chiếu có thể đồng ý không nếu như võ chiếu không đồng ý phải làm sao mới tốt chẳng lẽ con trai phải tự mình động thủ giáo huấn đối phương trước hết không nói con trai có thể giáo huấn đối phương hay không cho dù có thể nhưng giáo huấn võ chiếu nhất định sẽ chọc đến cả tiên đường trái lại con trai của ta có thể ứng phó được không trong lòng công tôn ương tràn đầy lo lắng võ chiếu cao mày giải thích trước đó ta không biết ngươi là thánh nhân cũng không phải cố ý định mạo phạm lại nói ta đại biểu tiên đường mời chào ngươi cũng chưa nói tới mạo phạm công tôn tập nhã lạnh lùng nói nói như vậy ngươi không dự định xin lỗi trên mặt võ chiếu do dự một hồi giọng điệu áy náy nếu vừa rồi ta mạo phạm đến ngươi ta tỏ ý xin lỗi công tôn tập nhã thấy võ chiếu xin lỗi trong lòng không khỏi tràn đầy sảng khoái hư không phải ngươi cao ngạo à không phải ngươi khinh thường ta à bây giờ ta muốn nói cho ngươi cái gì gọi là không với cao nổi trong lòng công tôn ương cũng tràn ngập hưng phấn hắn không nghĩ tới võ thừa tướng quyền khuyên triều dã lại thực sự xin lỗi nhận sai với con trai hắn con trai lợi hại công tôn tập nhã không vì vậy mà bỏ qua cho võ chiếu hắn lại nói còn phải quỳ xuống dập đầu võ chiếu thấy công tôn tập nhã không buông không bỏ sắc mặt không khỏi trầm xuống không kiêu ngạo không xiềm định nói ngoài ngày lễ trọng đại gia văn võ bá quan cho dù gặp nữ hoàng bệ hạ cũng không cần quỳ xuống ta là thừa tướng tiên đường mọi cử động đều đại biểu hình tượng tiên đường cho dù gặp mặt ngọc đế như lai và thánh nhân khác cũng chỉ cần khom người chắp tay là được không cần quỳ xuống ta tự nhiên không thể quỳ xuống với ngươi công tôn tập nhã u ám nói ngươi định mạo phạm uy nghiêm thánh nhân khí thế trên người võ chiếu mạnh mẽ bùng phát quan khí tử sắc như lọng bao phủ càn khôn tỏ ra uy nghiêm vô cùng khi phát lộ ra nàng trầm giọng nói nếu ngươi đã cảm thấy như vậy vậy ta cũng không thể nói gì hơn trên mặt công tôn tập nhã lộ ra một nụ cười lạnh lùng chút khí thế này của ngươi như ánh sáng đom đóm chẳng lẽ còn muốn chống lại ta nói xong chỉ thấy uy áp thánh nhân trên người hắn mạnh mẽ bộc phát như bẻ gãy cảnh khô trực tiếp đụng vào quan khí của võ chiếu đến mức lung lay sắp đổ võ chiếu lại càng cảm thấy một luồng uy áp khủng bố không cách nào dùng lời nói hình dung từ quá khứ tương lai từ trong thời không như thủy chiều hắt vào mặt ép xuống nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sắp bị chen bể máu tươi đều sắp ngưng kết nguyên thần bị ép tới mức không thể động đậy pháp lực càng là mất đi tác dụng chỉ riêng uy áp đối phương phát ra đã làm nàng triệt để mất đi sức phản kháng thánh nhân quả nhiên kinh khủng như vậy công tôn tập nhã thấy sắc mặt võ chiếu trở nên trắng bệch trên mặt không nhịn được hiện lên một tên sảng khoái nếu không thể đạt được vậy thì hủy diệt chỉ để phá hủy tôn nghiêm của ngươi xem ngươi sau này còn cao ngạo thế nào hiện tại ngươi vẫn kiên trì không quỳ sao hắn hỏi võ chiếu võ chiếu cán chặt răng không mở miệng chỉ liều mạng chống cự lại uy áp cuồn cuộn xung quanh thấy võ chiếu vẫn không nguyện ý chịu thua sắc mặt công tôn tập nhã trở nên có chút khó coi hắn cũng không nói thêm gì thân thể hơi chấn động trên người hắn lập tức bay ra từng luồng đạo văn đạo văn mang theo đạo vận vô thượng giống như có thể mê hoặc chúng sinh võ chiếu vốn đang cắn chặt răng ngà sau khi thân thể của nàng bị đạo văn thổi qua hốc mắt nàng đột nhiên trở nên mê mang lòng phản kháng cũng dần biến mất thân thể của nàng cũng đứng không được thẳng tắp nữa hai chân đang cong xuống mặt đất vô, xong đúng lúc này bầu trời đột nhiên hào quang phổ chiếu rượu âm sướng vang có thiên nữ vung hoa có huyền nga tấu nhạc có thụy thú chạy tới có tử khí mở đường cảnh tượng hùng vĩ giống như thánh nhân dáng thế công tôn tập nhã ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một đám cung nga mặc nghe thường trong tay hoặc cầm giỏ hoa hoặc cầm bình ngọc vây quanh một chiếc long liễn kim sắc ngự không bay tới vị trí thư phòng long liễn vô cùng hoa lệ trên vương tọa kim sắc chính giữa long liễn ngồi một nữ sinh dáng dấp non nớt nữ sinh thoạt nhìn chỉ 14, 15 tuổi dáng dấp hoa nhiều nguyệt thẹn chim xa cá lặn nàng mặc long bào đầu đội mũ miệng chân mang giày từ vân long văn tuy rằng tuổi nhỏ lại tự có một luồng khí phách nhìn xuống tam giới tuy công tôn tập nhã từ trước tới nay chưa từng gặp nữ tử này nhưng mà chỉ dựa vào ăn mặc tọa giá của đối phương hắn liền biết nữ tử này nhất định chính là nữ hoàng tiên đường trong quyển tiểu thuyết kiếm của thập tam thiếu gia tuy rằng cũng từng xuất hiện tình tiết của nữ hoàng tiên đường nhưng mà nữ hoàng tiên đường chỉ là tóm lược là mối cảnh xuất hiện của câu chuyện chưa từng có miêu tả chính diện là một vai phụ văn chương ít đến đáng thương không xứng lộ mặt công tôn tập nhã không nghĩ tới nữ hoàng tiên đường uy trấn hồng hoang hình tượng vậy mà là một nữ hài chuyện này có chút bất ngờ công tôn ương cũng rất bất ngờ còn có hơi bối rối hắn ngoài ý muốn là chuyện này thế mà kinh động đến nữ hoàng bệ hạ nữ hoàng bệ hạ là người đã thống ngựa tiên đường vô số năm tháng tiên đường cũng là dưới sự thống trị của nữ hoàng bệ hạ mới có thể dẫn dắt nhân tộc phát triển ngạo thị thế lực đỉnh cấp của hồng hoang như thiên đình phật môn huyền môn yêu tộc bảo vệ nhân tộc vô số lượng kiếp điều này cũng khiến nhân tộc đối đãi với nữ hoàng tiên đường còn cung kính hơn cả thánh nhân địa vị của nữ hoàng tiên đường ở trong lòng nhân tộc là không gì sánh bằng công tôn ương cũng vội phục văn thành võ công của nữ hoàng bệ hạ từ tận đáy lòng cũng biết thực lực của nữ hoàng bệ hạ sâu so không lường được bây giờ ngay cả nữ hoàng bệ hạ đều đã bị kinh động không biết nên làm sao mới có thể giải quyết tốt hậu quả con trai có thể ứng đối không đây khoảnh khắc huyền nhạc trên không trung vang lên võ chiếu cũng từ trong mê mang tỉnh táo lại nàng nhìn thấy dị tượng trên không trên mặt không khỏi lộ ra một tên mừng rỡ nữ hoàng bệ hạ đã bị kinh động ta không lo nữa rất nhanh loan giá của tiểu tê tử đã dừng trên không thư phòng võ chiếu vội vàng tiến lên khom mình hành lễ nói vi thần bái kiến ngô hoàng đà tạ bệ hạ xuất thủ cứu giúp võ ái khanh bình thân tiểu tê tử bình tĩnh gật đầu vừa rồi nàng ở trong cung xử lý chính vụ cảm nhận được khí tức của võ chiếu và công tôn tập nhã thấy đại thần nhà mình đang trong hiểm cảnh tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến vì vậy bèn xuất thủ giúp võ chiếu một tay ánh mắt tiểu tê tử nhìn công tôn tập nhã công tôn tập nhã cũng nhìn nữ hoàng tiên đường trong lòng hắn chợt động thân hình lập tức chậm rãi bay lên không cuối cùng trở thành nhìn thẳng tiểu tê tử hắn là người xuyên việt sẽ không giống như lão tử hờ nhà mình có lòng kính nể với nữ hoàng thứ hắn kính nể chỉ có thực lực mà thực lực của nữ hoàng chỉ có chuẩn thánh đại viên mãn mà thôi căn bản không đủ để hắn kính nể vì vậy hắn sẽ không để nữ hoàng nhìn xuống hắn tuy võ chiếu hơi mạo phạm ngươi nhưng đã nhận lỗi ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người không tha không bỏ tiểu tây tử nhìn công tôn tập nhã không nhanh không chậm nói nhìn thấy võ chiếu thì tiểu tây tử đã biết rõ tiền can hậu quả của chuyện này công tôn tập nhã hỏi ngược lại thánh nhân chịu nhục há chỉ bằng một câu chịu lỗi là có thể giải quyết tiểu tây tử hờ hững võ chiếu chỉ cự tuyệt ngươi thực ra cũng không tính là sỉ nhục ngươi công tôn tập nhã cười khẩy nói cự tuyệt chính là sỉ nhục ta huống hồ nàng còn mưu toan để thánh nhân hiệu lực làm sao không tính là sỉ nhục ta vậy ngươi muốn giải quyết chuyện này thế này tiểu tê tử bình tĩnh hỏi không dối dám chuyện võ chiếu có sỉ nhục công tôn tập nhã hay không công tôn tập nhã thông dong nói điều kiện ta đã đưa ra chỉ cần quỳ xuống dập đầu với ta là được tiểu tê tử lắc đầu nói điều kiện này ta nhất định sẽ không đồng ý võ chiếu là tề tướng tiên đường đại biểu uy nghiêm của tiên đường Uy nghiêm của tiên đường há có thể chịu nhục, Công Tôn Tập Nhã lạnh nhạt nói, nói như vậy thì không nói chuyện được nữa, tiểu Tê tử, xem ra ngươi rất tự tin với thực lực của ngươi, Công Tôn Tập Nhã, quả thực tự tin, tiểu Tê tử, vậy xem thực lực chân chính đi, Công Tôn Tập Nhã cảm thấy, vị nữ hoàng tiên đường này mới là đủ tự tin, một chuẩn thánh, lại muốn đấu pháp với thánh nhân, đây không phải là không tự lượng sức sao? Hắn nhìn lướt qua thành Trường An, hỏi tiểu Tê tử, đấu pháp ở nơi này, tiểu Tê tử thờ ơ nói, nơi nào cũng giống nhau, cùng lúc khi nói chuyện trong lòng nàng trượt động khu vực chỗ nàng và công tôn tập nhã tức khắc biến thành một mảnh không gian hỗn độn vô biên vô tận mà thành trường an vẫn đang ở dưới chân bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di cáp phim thoạt nhìn tuy cách nhau không xa nhưng hai bên thực ra đã cách nhau vô số hư không công tôn tập nhã thấy thế không khỏi ở trong lòng thầm khen ngợi vận dụng tinh diệu của nữ hoàng tiên đường với pháp tắc không gian như vậy không cần lo lắng đấu pháp sẽ lan đến gần bách tính trường an nữa ngươi động thủ trước đi nếu không ngươi không có động thủ cơ hội đâu công tôn tập nhã chắp hai tay sau lưng tự tin nói với tiểu tây tử tiểu tây tử nghe vậy bình tĩnh gật đầu nói nếu đã như vậy ta động thủ đây công tôn tập nhã không để bụng tiểu tê tử vỗ nhẹ tay vịn đầu rồng trên ghế dựa không hề có báo trước một chùm sáng lập tức từ trong đầu long bán ra công tôn tập nhã còn chưa kịp phản ứng chùm sáng đã trực tiếp chiếu lên người hắn trong lòng công tôn tập nhã kinh hãi tức khắc cảm thấy thân thể mình giống như rơi vào trong đầm lầy nhúc nhích ngón tay cũng cảm thấy khó khăn hắn vội vàng điều động pháp lực nỗ lực đánh vỡ chùm sáng kỳ quái này nhưng mà cho đến lúc này hắn mới phát hiện pháp lực trong cơ thể mình thế mà giống như bị hàn băng đông lại không thể vận chuyển được một xíu nào thậm chí hắn muốn thoát nguyên thần ra khỏi thân xác thì lại phát hiện bản thân thậm chí ngay cả nguyên thần của mình cũng không khống chế được hắn lại bị luồng ánh sáng này cố định bao gồm quá khứ tương lai sinh mệnh luân hồi pháp tắc thiên địa toàn bộ đều bị cố định lại mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống từ trên trán công tôn tập nhã vẻ mặt vốn tự tin thong dong trở nên kinh ngạc không ổn bối rối sợ hãi hắn không rõ sao nữ hoàng tiên đường chỉ phát ra một trùng sáng trên vương tọa của nàng đã khiến hắn hoàn toàn bất lực chống cự mình chính là thánh nhân đấy thánh nhân trí cao vô thượng sao lại không có cách đánh lại trùng sáng bản thân có thủ đoạn thông thiên còn vô số trí bảo do hệ thống ban thường còn chưa kịp sử dụng sao lại mất sức chiến đấu thánh nhân có thể oan ổn như vậy rút cuộc vương tọa đầu rồng là pháp bảo gì tại sao khủng bố như vậy không phải nữ hoàng tiên đường là một chuẩn thánh sao không phải là trong tiểu thuyết nàng vai phụ sao tại sao thực lực mạnh như vậy so sánh với nữ hoàng tiên đường võ chiếu đại boss cuối cùng trong tiểu thuyết quả thực không đáng nhắc tới tại sao nhân vật lợi hại như thế không giới thiệu trong tiểu thuyết nhiều một chút nếu không bây giờ mình đã không bị động như thế nên làm sao mới có thể thoát khỏi đây trong lòng công tôn tập nhã vô cùng nôn nóng điên cuồng suy nghĩ chiến lược thoát khỏi khó khăn tuy giờ phút này tiểu tây tử và công tôn tập nhã đã chuyển rời đến không gian hỗn độn vực ngoại cách trường an vô số hư không chẳng qua khoảng cách tầm mắt hai người rất gần vì vậy dân chúng thành trường an vẫn có thể đủ sức nhìn thấy độc pháp của hai người giờ phút này trong lòng công tôn ương rất nghi ngờ nếu muốn đấu pháp sao con trai còn chưa động thủ chứ ngẩn người ở đó làm gì Trùng sáng trên vương tọa đầu rồng của nữ hoàng bệ hạ bán ra có ý gì đánh một chùm sáng đèn khiến công tôn tập nhã biểu diễn sao chỉ có võ chiếu nhìn thấu một chút nội tình từ cái chán không ngừng đổ mồ hôi lạnh của công tôn tập nhã hình như công tôn tập nhã chịu thiệt chẳng qua nàng vẫn không biết công tôn tập nhã đã mất sức chiến đấu hiển nhiên đấu pháp của hai người cũng kinh động đến mấy thánh nhân ở hồng hoang mấy thánh nhân không nghĩ tới thành trường an lại còn ẩn giấu một tồn tại có thực lực tương đương họ chẳng qua người này lại cố đấu pháp với tiểu tây tử ánh mắt mấy thánh nhân nhìn công tôn tập nhã không khỏi tràn đầy vẻ đồng tình không bằng tìm đường chết so sánh với tu sĩ bình thường hiển nhiên mấy thánh nhân rõ ràng tình hình thật sự của công tôn tập nhã giờ phút này bọn họ cũng không cảm thấy chút bất ngờ nào bởi vì bọn họ rõ ràng lai lịch xa giá của tiểu tê tử thật ra xa giá của tiểu tê tử lại là sự biến đổi từ xe đồ chơi mặt mèo trước kia của nàng mà món đồ chơi xe thuộc hồng mông trí bảo chùm sáng phát ra từ hai mắt trên đầu rồng thật sự chính là đèn xe của xe đồ chơi tên thật gọi là tịch diệt thần quang có thể đánh bại tất cả pháp thuật có thể chấn định thời gian và không gian chấn áp chư thiên hồng mông đông lại công tôn tập nhã chỉ là chuyện dễ dàng bây giờ ngươi có lời gì muốn nói không tiểu tê tử ngồi ở trên vương tọa giọng điệu bình tĩnh nói với công tôn tập nhã hỏi tuy dáng vẻ non nớt nhưng nàng ở chức vị cao đã lâu kèm theo một luồng uy nghiêm giang chấn chư thiên xa mặt công tôn tập nhã run lên có phần không cam lòng cũng có chút nổi giận còn có chút phẫn nộ vẻ mặt hắn khó chịu nói với tiểu tê tử ngươi đây là pháp bảo gì tại sao sau khi chiếu vào trên người của ta ta không thể vận chuyển pháp lực ầm uhm, nghe thấy lời nói của công tôn tập nhã hai người công tôn ương và võ chiếu chỉ cảm thấy như có một tiếng sấm sét nổ vang ở trong đầu bị chấn động thật lâu không thể hoàn hồn bọn họ thế mới biết thì ra công tôn tập nhã không phải là đang sững sờ mà là không thể vận chuyển pháp lực như vậy bọn họ mới biết thì ra trong nháy mắt vừa rồi công tôn tập nhã lại đấu pháp thua sao điều này có thể tuy công tôn ương và võ chiếu biết nữ tử này rất lợi hại nhưng không nghĩ tới nếu hoàng lại lợi hại tới trình độ này lại có thể đánh bại công tôn tập nhã một cách hời hợt phải biết rằng công tôn tập nhã là thánh nhân sao thánh nhân trở nên yếu như vậy ngay cả một kích của nữ hoàng cũng không thể ngăn cản rốt cuộc vương tọa của nữ hoàng là pháp bảo gì lúc trước võ chiếu vẫn luôn nghĩ nữ hoàng bệ hạ muốn đối phó công tôn tập nhã biện pháp duy nhất chính là đi cầu di lý nguyên trợ giúp nàng không nghĩ tới chỉ dựa vào bản thân nữ hoàng bệ hạ đã có thể đối phó thánh nhân phát hiện này hoàn toàn phá vỡ hiểu biết của võ chiếu đối với tiểu tây tử tiểu tây tử. Tử, tử không nói cho công tôn tập nhã xa giá của nàng là pháp bảo gì cho dù ta dùng pháp bảo gì tóm lại ngươi thua công tôn tập nhã nghe vậy sắc mặt trở nên rất khó coi quả thật hắn thua lại còn thua bởi một vị chuẩn thánh thua bởi một pháp bảo tuy không cam lòng nhưng hắn cũng không đôi co với tiểu tê tử mà hỏi ngươi muốn xử trí ta như thế nào tuy hắn cố gắng khiến biểu hiện của mình ổn định lại nhưng đột nhiên tim đập tăng tốc vẫn cho thấy sự căng thẳng và bất an của hắn tuy thánh nhân có thể hồi sinh vô hạn nhưng ở trước mặt nữ hoàng tiên đường quỷ dị hắn không dám xác định nếu bản thân bị nữ hoàng tiên đường chém giết còn có thể hồi sinh không giờ phút này công tôn ương phản ứng lại giờ phút này sống chết của con trai để cho nữ hoàng tiên đường quyết định bịch bởi vì lo lắng vận mệnh của con trai hắn vội vàng quỳ xuống đất cầu xin nữ hoàng tiên đường xin bệ hạ thứ tội ta không phải cố ý muốn mạo phạm bệ hạ xin bệ hạ mở một đường cho ta nếu như bệ hạ muốn trừng phạt tiểu dân bằng lòng chịu phạt thay con trai xin bệ hạ mở một đường sống vừa cầu xin vừa dập đầu công tôn tập nhã thấy cha hờ cầu xin cho mình trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần tuy hắn và lão già không có quan hệ gì chẳng qua hắn lại cảm nhận sâu sắc tình thương con của công tôn ương nếu như lần này có thể vượt qua nguy hiểm vẫn nên tử tế báo đáp hắn một phen tiểu tê tử không để ý đến lời cầu xin của công tôn ương nàng nhìn công tôn tập nhã thản nhiên cất giọng nói sau này ngươi đừng dựa vào tu vi của mình muốn làm gì ở tiên đường thì làm hồng hoang phức tạp hơn ngươi suy nghĩ rất nhiều nói xong nàng thu hồi tịch diệt thần quang trên người công tôn tập nhã công tôn tập nhã cảm nhận được áp lực trên người biến mất pháp lực có thể vận chuyển trở lại vẻ mặt có phần kinh ngạc không thể tin nữ hoàng tiên đường có thể buông tha hắn dễ dàng như vậy tuy nguyên nhân hai bên xung đột không lớn dù sao đã kết thành núi theo lý thuyết hẳn là diệt cỏ tận gốc mới là hành động sáng suốt tại sao có thể dễ dàng buông tha đối thủ như vậy chẳng lẽ nàng không biết phải nhổ cỏ tận gốc chẳng lẽ nàng không lo lắng sau này hắn sẽ tiến hành trả thù nàng chẳng lẽ nàng không biết nhân vật phản diện đều chết bởi nguyên nhân quyết định không đủ tàn bạo sao tuy không quá hiểu cách làm của nữ hoàng tiên đường chẳng qua có thể dễ dàng vượt qua cửa ải khó như thế lại khiến công tôn tập nhã thở phào nhẹ nhõm thật dài cho dù nàng khinh địch cũng được hay là có dụng ý khác ít nhất bây giờ ta đã khôi phục thực lực hắn nhịn xuống nghi ngờ hỏi nữ hoàng tiên đường tại sao ngươi muốn tha cho ta tiểu tê tử thản nhiên nói vốn không phải là chuyện quá lớn dạy dỗ ngươi một bài học là đủ rồi nàng cũng không phải là ma tộc không thể nào vì mấy câu xung đột mà đời tận giết tuyệt người khác tuy hai chữ dạy dỗ có vẻ rất không khách khí nhưng lần này công tôn tập nhã không cảm thấy mình bị nhục suy cho cùng quả thật mình thua thua không có chút sức chống cự Đầu pháp lúc trước khiến hắn coi đối thủ tiểu tê tử ngang hàng với thánh nhân hắn trịnh trọng thừa nhận với tiểu tê tử ta thiếu ngươi một nhân tình tương lai nếu như ngươi có cần ta sẽ ra tay giúp ngươi một lần nếu nữ hoàng tiên đường bỏ qua cho hắn một lần đương nhiên hắn sẽ nhớ cái nhân tình này hắn là công tôn tập nhã coi như là một người biết báo ân báo oán cũng sẽ không bởi vì một chút ân oán mà phải sống chết không ngừng với người khác công tôn ương thấy bệ hạ không trừng phạt con của hắn không khỏi vui mừng quá đỗi vội vàng dập lều nói cảm ơn không dứt đa tạ bệ hạ không giết đa tạ bệ hạ đại ân đại đức chỉ cảm thấy nữ hoàng bệ hạ quả nhiên nhân đức yêu dân lòng dạ bao la tiểu tê tử không nhìn lại công tôn tập nhã căn bản không để hứa hẹn của công tôn tập nhã hứa hẹn ở trong lòng có phụ thân ở đây nàng vĩnh viễn sẽ không có ngày cần công tôn tập nhã giúp đỡ tiểu tê tử ngồi ở trên xa giá nhìn về phía võ chiếu ở dưới phòng ánh mắt không gợn sóng vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh võ chiếu chú ý tới ánh mắt của tiên đường bệ hạ chỉ cảm thấy trái tim đập loạn rất căng thẳng nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn thẳng tiểu tê tử người là trọng thần triều đình lén lút mời chào tu sĩ ý muốn như thế nào tiểu tê tử lạnh lùng cất giọng nói rõ ràng âm thanh không lớn nhưng rơi vào trong tai võ chiếu còn vang dội hơn sấm sét chấn động đến mức sắc mặt nàng trắng bệch sợ hết hồn hết vía chỉ thấy nàng bịch một tiếng quỳ gối trước mặt tiểu tê tử hết sức lo sợ nói bệ hạ thứ tội phi thần thấy công tôn tiền bối có thể biết trước quá khứ tương lai chủ ý là muốn mời chào công tôn tiền bối cho triều đình sử dụng cũng không có tâm tư khác tiểu tê tử lạnh lùng nói nếu muốn mời chào nhân tài ngươi chỉ cần báo lại cho trẫm trẫm sẽ sắp xếp quan viên triều đình đặc biệt đi mời chào phải dùng tới người lén lút đi làm sao loại hành vi của ngươi nói nghiêm trọng chính là dự trữ nuôi dưỡng môn khách có lòng riêng võ chiếu nghe thấy nữ hoàng nói nàng có lòng riêng lập tức bị sự sợ hãi khổng lồ bao phủ trong nháy mắt mồ hôi lạnh hiện đầy chán hình như nàng cảm nhận được bóng ma của chết chóc nàng vội vàng phù phục trên mặt đất giải thích vì thần thấy công tôn tiền bối có đại tài nên nóng lòng đã quên pháp luật xin bệ hạ thứ tội vì thần vĩnh viễn trung thành đối với đại đường đối với bệ hạ có nhật người chứng giám tuyệt đối không dám có lòng riêng mong bệ hạ minh dám công tôn tập nhã thấy lúc trước võ chiếu không muốn quỳ trước hắn ở trước mặt nữ hoàng tiên đường lại có dáng vẻ hết sức lo sợ như thế trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái không thôi tiểu thuyết cuối cùng cũng chỉ là tiểu thuyết không đủ toàn diện ở trong tiểu thuyết võ chiếu càn khôn độc đoán khí phách vô song uy chấn hai giới chính ma lúc trước khi ở bên hắn tuy võ chiếu biết rõ hắn là thánh nhân nhưng biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh bình tĩnh vô cùng phù hợp tính cách trong tiểu thuyết mà ở trước mặt nữ hoàng tiên đường và lý tiền bối biểu hiện của võ chiếu lại không hơn người bình thường bao nhiêu vẫn có bộ dạng phục tùng lấy lòng nhát gan hèn mọn đây mới là thế giới chân thật đây mới là nhân tính chân thật đều có tính đa dạng tiểu tê từ nhìn võ chiếu dừng lại một chút lúc này mới nhàn nhạt, nhạt nói xử phạt với võ chiếu người đã biết lỗi thái độ thành khẩn niệm tình ngươi vi phạm lần đầu lại là hành động vô tâm vậy thì phạt ngươi bồng lộc trăm năm cũng tới đi chức quan thượng thư lệnh của ngươi xuống làm hình bộ thượng thư tước vị hạ xuống một đằng một ngàn năm không thể tham dự bình xét cấp bậc lấy đó làm gian đe võ chiếu nghe thấy mình xử phạt trong lòng không khỏi khổ sở kể từ đó rất nhiều người trong triều đình đều muốn vượt qua địa vị của nàng nhưng nàng không dám nói thêm gì ngược lại còn phải tạ ơn vì thần đa tạ bệ hạ mở đường sống đối với hành động võ chiếu thật ra thì xử phạt của tiểu tây tử không nặng nếu như nghiêm túc tiểu tây tử đánh võ chiếu vào luân hồi cũng hợp tình hợp lý hợp pháp chẳng qua võ chiếu rất có năng lực có thể giúp tiểu tây tử chia sẻ không ít chính vụ hành động lần này của tiểu tê tử đều là vì đánh võ chiếu một cái mặt thôi tránh cho nàng được quyền lợi quá lớn nảy sinh dã tâm đắc ý phanh vó quá mức còn nữa hành động lần này cũng có một phần là làm cho công tôn tập nhã nhìn suy cho cùng với chuyện này quả thật võ chiếu có chỗ không ổn hẳn là nên xử phạt chỉ có điều võ chiếu đại diện tiên đường chỉ có nàng có thể xử phạt công tôn tập nhã lại không thể thật ra trong lòng công tôn tập nhã hiểu được dụng ý của tiểu tê tử đối với thủ đoạn của nữ hoàng tiên đường cũng là âm thầm bội phục không thôi không hổ là nữ hoàng của thế giới này uy chấn tam giới quả thật không đơn giản dạy võ chiếu xong tiểu tê tử trở về cung từ đầu đến cuối nàng không hề nhìn thánh nhân bỗng nhiên xuất hiện là công tôn tập nhã công tôn tập nhã thấy phong thái uy nghiêm cao ngạo của nữ hoàng tiên đường tuy trong lòng không hề tức giận bất bình giống như lúc ban đầu nhưng vẫn còn chút hụt hẫng cảm giác bị người ta khinh thường không dễ chịu tí nào hắn âm thầm thề trong lòng tương lai hắn nhất định phải trở thành sự tồn tại khiến nữ hoàng tiên đường và tất cả mọi người ngưỡng mộ khiếp sợ đứng ở đỉnh hồng mông để người khác không thể kinh thường ta nữa dựa vào hệ thống hắn tin tưởng nhất định mình có thể làm được trải qua chuyện này cuối cùng công tôn tập nhã hiểu được hồng hoang không đơn giản như bề ngoài thế giới quan được miêu tả trong mấy quyển tiểu thuyết mà hắn đọc còn không bằng một phần một tỷ thế giới quan chân thực như hồng hoang nữ hoàng tiên đường lý tiền bối khủng bố hơn nhiều so với nhân vật chính và nhân vật chuồng phản diện trong tiểu thuyết nữ hoàng tiên đường lợi hại như thế vậy cha nuôi của nàng người tên lý tiền bối kia lại lợi hại đến mức nào công tôn tập nhã thầm suy nghĩ con trai người không bị thương chứ công tôn ương thấy con trai từ hư không trở lại khách điếm nhanh chóng dừng lại quan tâm hỏi công tôn tập nhã lắc đầu ta không có chuyện gì cha đừng lo lắng tuy công tôn ương giật mình muốn hỏi một chút sao con trai âm thầm tu luyện thành thánh nhân chẳng qua hắn nghĩ tới điều gì cuối cùng lại không hỏi mà nói cũng may nữ hoàng bệ hạ rộng lượng sáng suốt không do đo hành động mạo phạm của chúng ta con trai mau vào phòng nghỉ ngơi một chút đi công tôn tập nhã chú ý tới vẻ mặt cha hiển nhiên hắn biết cha muốn hỏi cái gì chẳng qua chuyện này ngược lại hơi không dễ giải thích bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim suy cho cùng một người vốn dĩ bình thường đột nhiên trở thành thánh nhân giải thích thế nào cũng có sơ hở nếu cha không hỏi hắn cũng mừng rỡ xả bộ hồ đồ tống tân dương thu lại ánh mắt từ bầu trời cảnh tượng mới vừa rồi đã tạo thành rung động mãnh liệt trong lòng hắn hắn không ngờ ở trong thành trường an lại còn ẩn giấu một thánh nhân thế giới này quả nhiên ngoạ hồ tàng long xem ra cách làm của ta đi đúng rồi chẳng qua là không ngờ tới thánh nhân lại bị nữ hoàng tiên đường một chiều đánh bại vương tọa đầu rồng của nữ hoàng tiên đường nhất định là pháp bảo lý nguyên cho nữ hoàng lý nguyên quá châu bò lúc nào ta có thể trở nên châu như vậy thì tốt quá những năm này tống tân dương dựa vào hệ thống buôn bán của nhà hắn luân chuyển các loại hàng hóa đặc sản của hai giới ngoài thu hoạch vô số tài sản ra thì còn khiến tu vi của hắn tăng lên không ít chỉ có điều cái gọi là không ít chỉ là tương đối bình thường với tu sĩ mà thôi so với người cũng có hệ thống tu vi của hắn tăng lên với tốc độ rất nhanh như rùa thiên giới trương khai thái có hệ thống toàn năng là con trai mà ngọc đế trương bách nhẫn nhận nhầm hiển nhiên cũng chú ý tới động tĩnh của trường an ở nhân giới hắn không nghĩ tới nhân giới lại còn ẩn giấu một thánh nhân chưa được biết đến dĩ nhiên điều khiến hắn không nghĩ tới là thánh nhân lại bị một chiêu của nữ hoàng tiên đường chế trụ điều này trực tiếp phá vỡ thế giới quan của trương khai thái cha đã nói nữ hoàng tiên đường là con nuôi thần bí khó lường của lý tiền bối xem ra pháp bảo nữ hoàng tiên đường dùng để chế phục thánh nhân hẳn là cha nuôi nàng cung cấp nếu không cho dù thực lực nàng lớn mạnh như thế nào cũng không thể dùng tu vi chuẩn thánh chiến thắng thánh nhân quả nhiên lý tiền bối kinh khủng giống như cha nói mà ta cũng phải tiếp tục cố gắng nếu không cho dù ta dựa lưng thiên đế cũng không thể tùy ý làm bậy tiêu dao tự tại ở thế giới tàng long ngoại hổ này lâm mặc đệ tử mà lão tử thu nhận nam nhân từ thế giới phù đào đào thông hướng thế giới hồng hoang giờ phút này hắn đang khoanh chân tu luyện bên trong bát cảnh cung trải qua nhiều năm tu luyện hắn lại có năng lực phát hiện thiên tài địa bào cộng thêm lão tử cung cấp tài nguyên hào phóng hôm nay lâm mặc đã tu luyện đến chuẩn thánh chỉ có điều tu vi càng tăng hắn càng cảm thấy thế giới này có vô số đại năng có thực lực thông thiên vô cùng nguy hiểm ví dụ như luồng khí tức đột nhiên toát ra ở nhân giới hiện tại tuy lâm mặc đã tu luyện đến chuẩn thánh nhưng vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi chẳng qua là không nghĩ tới khí tức uy chấn hồng hoang như thế lại bị một kích của nữ hoàng tiên đường chấn áp quả thực công kích của nữ hoàng tiên đường giống như sấm sét chẳng trách tại sao sư phụ muốn báo cho ta bảo ta cho dù như thế nào cũng không thể đắc tội nữ hoàng tiên đường và người tên đắc kỷ quả nhiên không thể đắc tội công tôn tập nhã nghỉ ngơi và hồi phục ở nhà mấy ngày trong lúc đó hắn tiến hành rửa tinh phạt tủy cải thiện linh can cho cha tăng tu vi của cha lên mấy ngày sau công tôn tập nhã rời khỏi thư trai chuẩn bị đi gặp lý nguyên thần bí khó lường một lần sự kiện của nữ hoàng tiên đường khiến hắn hiểu được lý tiền bối chắc chắn không đơn giản giống như lúc trước hắn đoán đối phương chắc chắn là một đại năng chân chính tuyệt thế vì vậy rất nhiều chuyện của lý nguyên khiến công tôn tập nhã cảm thấy vô cùng tò mò ví dụ như sao lý nguyên biết hắn chính là bách hiểu sinh ví dụ như tu vi của lý nguyên ví dụ như pháp bảo từ tây tử đánh bại hắn là cái gì ví dụ như lý nguyên có phải thật sự như võ chiếu nói lợi hại hơn thánh nhân không còn nữa rốt cuộc lý nguyên có biết hắn có hệ thống hắn là người xuyên không không công tôn tập nhã vừa suy nghĩ vừa đi từ từ ở trên đường phố rộng rãi xuyên tới thế giới này lâu như vậy bình thường hắn không phải là đang viết tiểu thuyết thì là kinh doanh hệ thống ngoài thời gian đi dạo qua thành trường an lúc mới xuyên không sau này hắn cũng rất ít khi đi dạo phố tuy mức độ phồn hoa của thành trường an không thể so với thành thị tuyến một ở kiếp trước của hắn chẳng qua so với đi dạo phố hắn vẫn nên tu luyện thì hơn hai mắt tùy ý quét qua cửa hàng rực rỡ hai bên đường phố đột nhiên công tôn tập nhã bị một cửa hàng trong đó hấp dẫn sự chú ý hắn không khỏi dừng bước cửa hàng này so sánh với những cửa hàng cổ kính khác có vẻ rất đặc biệt lại dùng chữ nhấp nháy ở dưới cửa còn có một dãy màn hình led trên màn hình lần lượt phát vài quảng cáo tuyên truyền có vẻ vô cùng hiện đại nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần công tôn tập nhã còn cho là mình xuyên qua trở về hiện đại đây là xảy ra chuyện gì công tôn tập nhã có vẻ vô cùng kinh ngạc tuy sức chiến đấu của hồng hoang rất cao nhưng tiết tố cuộc sống và sự phát triển của xã hội lại không chênh lệch bao nhiêu với cổ đại bỗng xuất hiện một cửa hàng với cảm giác vô cùng hiện đại thật sự đột ngột chẳng lẽ đây là cửa hàng người xuyên không nào mở sao thế giới này ngoài ta ra còn người khác xuyên qua sao lúc này trong đầu công tôn tập nhã hiện ra suy đoán vẻ mặt có vẻ vô cùng kỳ lạ hắn lập tức bỏ qua suy nghĩ đi thăm hỏi lý nguyên mà là quay đầu đi đến cửa hàng tên là siêu thị tô gia chỉ dựa vào tên này công tôn tập nhã có thể trăm phần trăm kết luận nhất định ông chủ siêu thị là một người xuyên qua siêu thị kinh doanh rất tốt người rất nhiều công tôn tập nhã đứng ở trong đám người nhìn quầy trưng bày và bán vật phẩm không khỏi càng xác định suy đoán trong lòng bên trong siêu thị đồng phục dầu gội đầu sữa tắm kem đánh răng bàn trải đánh răng ga giường đệm chăn song nổi tích hợp bao gồm ăn mặc ở và chơi mấu chốt là ngoài những thứ như dầu gội đầu sữa tắm dùng bình thủy tinh đóng gói bên ngoài kem đánh răng bàn trải đánh răng ga giường đệm chăn nồi bát bồ bồn quần áo đồ trang sức cơ bản đều là phong cách sản xuất công nghiệp hiện đại công tôn tập nhã chọn một cây xúc xích hun khói từ trên khay chứa đồ một gói mì ăn liền vài gói cay vẻ mặt có vẻ rất là ảo tưởng tan vỡ nếu ông chủ siêu thị không phải người xuyên không hắn dám trồng cây chuối công tôn tập nhã có vẻ vô cùng hiếu kỳ đối với ông chủ siêu thị hắn lập tức quyết định trước không đi thăm hỏi lý nguyên mà đi tìm thực hư về người xuyên qua với năng lực của công tôn tập nhã chỉ vài phút đồng hồ hắn đã điều tra rõ ràng tất cả tình hình của siêu thị đây là sản nghiệp kinh doanh của tô gia ở trường an có điều trên phố sớm đã bắt đầu lưu truyền có lẽ tài lực tô gia được coi là giàu có nhất trường an đội ngũ kinh doanh buôn bán chẳng những giải rác cả đại đường hơn nữa còn buôn bán xa tận các nước như đông thắng thần châu tây ngưu hạ châu tô gia có nhiều tiền tài đã không thể tính toán được nghe nói chỉ ít hơn quốc khố của triều đình chẳng qua tô gia chỉ là phú hào lại không phải thế gia tu luyện nếu tô gia có hơn cũng chỉ là vàng bạc châu báu bình thường nếu như so với linh đan rượu dược pháp bảo công pháp tô gia không có số xếp hàng cũng may quốc gia ở tiên đường hoàn thiện pháp luật thực lực lại mạnh nếu không với thực lực tu luyện của Tô gia, gần như là không kiểm soát được sự giàu có của bọn họ, mấy nhân vật quan trọng của Tô gia, Công Tôn Tập Nhã cũng điều tra tất cả rõ ràng, gia chủ của Tô gia tên là Tô Thiền Ngữ là một tài nữ buôn bán. Tất cả sản nghiệp của Tô gia đều là Tô Thiền Ngữ nắm giữ. Hơn nữa, Tô Thiền Ngữ còn là hội trưởng thương hội toàn quốc của đại đường, thường xuyên được nữ hoàng bệ hạ tức kiến. Ngược lại càng phù hợp hình tượng người xuyên không. Chỉ là thông qua việc điều tra tin tức Công Tôn Tập Nhã lại phát hiện, người chân chính đưa ra quyết sách ở Tô gia, có lẽ là con rể Tô gia, Tống Tân Dương mới đúng. Tô gia cũng từ sau khi nhận Tống Tân Dương ở rể mới dần bắt đầu phát đạt. Chỉ có điều, mấy trăm năm gần đây, dù thế nào Tống Tân Dương cũng không nhúng tay vào chuyện buôn bán, cho nên có chuyện thì đều giao cho vợ xử lý, mà hắn thì một lòng trầm mê ở trong tu luyện. Thế nên, người bình thường chỉ biết Tô Thiển ngữ, ngược lại người biết Tống Tân Dương không nhiều lắm. Công Tôn Tập Nhã cảm thấy, nếu như Tô ra thật sự có người là xuyên không, phải là người ở rể này rồi. Không ngờ đối phương lại xuyên qua trước ta lâu như vậy. Không biết, người tên Tống Tân Dương này ngoài buôn bán giỏi giang thì có còn năng lực khác hay không? Tại sao hắn có thể sản xuất lấy ra nhiều vật phẩm hiện đại ở hồng hoang như vậy? Tu vi của hắn cao bao nhiêu? Mang theo nghi ngờ, công tôn tập nhã đi tới ngoài đại viện tô gia. Tuy đại viện tô gia bố trí mấy trận pháp phòng ngự, nhưng ở trong mắt công tôn tập nhã, những trận pháp này có hay không cũng không có gì khác nhau. Thông qua những trận pháp này, công tôn tập nhã suy đoán, chắc tu vi tống tân dương không quá cao. Dĩ nhiên, sau khi trải qua chuyện lý nguyên, công tôn tập nhã cũng không dám khẳng định suy đoán của mình chính xác trăm phần trăm có khả năng tống tân dương giống lý tiền bối thích giấu giếm thì sao nhờ vào thần thức công tôn tập nhã biết rõ tất cả tình hình trong đại viện hắn hiểu rõ trong lòng và cũng thuận lợi tìm được mục tiêu chuyến này ở chỗ sâu trong đại viện trong một tiểu viện tầm thường có một tầng hầm sâu trăm mét đất tầng hầm không lớn chỉ có khoảng 30 mươi thước vuông là vùng đất tập hợp lĩnh khí của cả tô gia một nam tử dáng vẻ nho nhã đang khoanh chân ngồi ở trên đệm cói nam tử nhìn hơn 30 tuổi người mặc đạo bào màu xanh đậm tu vi chỉ là thái ất kim tiên sơ kỳ điều khiến công tôn tập nhã kinh ngạc là trong nguyên thần của nam tử lại nhộn nhạo một tầng đạo văn đặc biệt khiến hắn không thể dò xét quá khứ tương lai vận mệnh luân hồi của đối phương công tôn tập nhã vô cùng quen thuộc tầng đạo văn này bởi vì ở trong nguyên thần của hắn cũng có một tầng đạo văn như vậy tuy hai người tản ra khí tức hoàn toàn không giống nhau quy luật vận hành đạo văn cũng không giống chẳng qua phương thức tồn tại ở trong nguyên thần rất giống nhau đây là hệ thống chẳng lẽ người này cũng có hệ thống nghĩ tới đây trong mắt công tôn tập nhã không khỏi lóe ra tinh quang kỳ dị ý niệm trong đầu vừa động thân hình công tôn tập nhã lặng yên không một tiếng động đi tới tầng hầm mà tống tân dương còn đang ngồi tu luyện hấp thu linh khí thiên địa lĩnh ngộ pháp tắc càn khôn căn bản không biết trong mật thất có thêm một người công tôn tập nhã thấy thế không khỏi ho khan nhắc nhở đối phương một chút hụ tống tân dương nghe thấy một âm thanh xa lạ vang lên ở trong mật thất không khỏi sợ hãi tâm thần kích động suýt nữa tẩu hòa nhập ma hắn nhanh chóng ổn định công pháp bình ổn linh khí dao động trong kinh mạch Công Tôn Tập Nhã thấy Tống Tân Dương lại suýt nữa bị đoạn sợ đến tẩu hòa nhập ma, trong lòng đã khẳng định, người này chắc chắn sẽ không ẩn giấu tu vi giống như Lý Tiền Bối, nếu không tay chân cũng sẽ không đúng cuống như thế. Sau khi Tống Tân Dương ổn định công pháp, lúc này mới chợt dương đôi mắt, nhìn về phía phương hướng vàng lên âm thanh dị thường. Sau khi hắn nhìn thấy Công Tôn Tập Nhã, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ sống lưng đến đỉnh đầu, khiến tay chân hắn rét run, lông tơ toàn thân lao nhào dựng chổng ngược, trong nháy mắt, mồ hôi lạnh hiện đầy chán của hắn. Công Tôn Tập Nhã, hiển nhiên hắn có ấn tượng mới đấu pháp với nữ hoàng tiên đường người bị một chiêu của nữ hoàng đánh bại sao hắn xuất hiện ở nơi này tại sao trận pháp phòng ngự không phản ứng hắn tới nơi này làm gì chẳng lẽ hắn biết rõ về ta có phải hắn muốn gây bất lợi với ta không tâm tư tống tân dương nhanh chóng chuyển động trên mặt lại cố gắng duy trì bình tĩnh mà công tôn tập nhã dù bận vẫn ung dung nhìn tống tân dương khoái miệng cười như không cười rất là thư giãn thích ý ngươi là ai tới tầng hầm luyện công của ta có mục đích gì tống tân dương mở miệng hỏi công tôn tập nhã chưa trả lời mà hỏi ngược lại người tới từ thế giới kia sao tống tân dương không nghĩ tới công tôn tập nhã sẽ nói trực tiếp như vậy quả nhiên hắn phát hiện thân phận chân thật của ta tuy trong lòng kinh hãi chẳng qua trên mặt tống tân dương vẫn vô cùng bình tĩnh hắn ra vẻ nghi ngờ nói ngươi đang nói cái gì ta không hiểu công tôn tập nhã thản nhiên nói ngươi không cần phủ nhận tất cả hành động của ngươi cho thấy ngươi không phải là người của thế giới này hành động gì của ta tống tân dương tiếp tục giả vờ ngu ngốc công tôn tập nhã lắc đầu bất đắc dĩ nói xem ra ta phải chỉ rõ từng thứ ngươi mới chịu thừa nhận à tống tân dương im lặng không nói công tôn tập nhã thản nhiên nói siêu thị xúc xích hôn khói mì ăn liền que cay đây không phải là những thứ có sẵn ở hồng hoang tống tân dương nghe vậy trong lòng không khỏi khẽ động hắn nhìn công tôn tập nhã suy đoán nói biết những thứ ấy e là ngươi cũng không phải người của thế giới này công tôn tập nhã khẽ mỉm cười không phủ nhận cũng không thừa nhận mà hỏi tống tân dương có phải ngươi có hệ thống không có phải ngươi có hệ thống không Tống Tân Dương hỏi ngược lại, vẻ mặt lại không có bao nhiêu kinh hoàng, mà là hoàn toàn trở nên bình tĩnh. Bởi vì, hắn đã nghĩ ra một phương pháp ứng phó với công tôn tập nhã. Công tôn tập nhã chú ý tới thay đổi của Tống Tân Dương, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Ta cũng chỉ ra đối phương có hệ thống rồi, sao đối phương không hoảng hốt? Hắn không sợ ta cướp đoạt hệ thống của hắn sao? Hay là hắn không quá rõ ràng thực lực của ta lợi hại bao nhiêu? Người này ngược lại có chút ý tứ. Không hổ là người xuyên không giống như ta. Công tôn tập nhã suy nghĩ một lúc, đề nghị với Tống Tân Dương như vậy đi chúng ta thay phiên hỏi đối phương vấn đề tất cả vấn đề được hỏi đối phương phải thành thực trả lời như thế nào tống tân dương suy nghĩ một lúc gật đầu nói được công tôn tập nhã trước tiên ta hỏi ngươi có phải người xuyên không không tống tân dương phải quả nhiên như thế trong lòng công tôn tập nhã lòng nói ngay sau đó tống tân dương hỏi công tôn tập nhã ngươi có phải người xuyên không không công tôn tập nhã lắc đầu nói không phải được rồi hắn nói láo hắn không muốn nói với bất kỳ kẻ nào chuyện hắn là người xuyên không Tống Tân Dương nghe vậy, nhấn mày, bất mãn nói, ngươi không thành thực, nếu như ngươi không phải là người xuyên không, sao ngươi chỉ vì chút chuyện xúc xích hôn khói, mì ăn liền đã xác định ta là người xuyên không? Công tôn tập nhã bình tĩnh nói, tu vi của ta đã siêu thoát khỏi thời không trường hà, có thể tùy ý xuyên qua chư thiên, ta chẳng những biết xúc xích hôn khói, ngay cả máy bay, tivi, máy tính, ta cũng biết. Điều này có gì kỳ quái? Bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim một bộ vẻ mặt ngạc nhiên ghét bỏ tống tân dương tống tân dương thấy vẻ mặt công tôn tập nhã thong dong giọng điệu thành khẩn không có chút sơ hở trong lòng không khỏi bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình chẳng lẽ đối phương thật sự không phải là người xuyên không sao mà là đại năng về thế giống lý tiền bối sao có phải người có hệ thống không công tôn tập nhã không chờ tống tân dương suy nghĩ lại hỏi một vấn đề tống tân dương gật đầu nói ừ dù sao chuyện ta có hệ thống lý nguyên cũng biết không còn là bí mật độc nhất vô nhị vì vậy nói cho công tôn tập nhã ngược lại cũng không có gì không thể tiếp nhận tống tân dương tính toán ở trong lòng công tôn tập nhã thấy tống tân dương gật đầu trong lòng không khỏi nhảy loạn giống như là bị vui mừng khổng lồ đánh chúng thì ra đối phương lại thật sự có hệ thống thì ra là hệ thống cũng không phải là duy nhất của ta nếu như ta có thể đồng thời có hai hệ thống chẳng phải là thực lực mạnh hơn sẽ vượt xa nữ hoàng tiên đường nhanh hơn và vượt qua lý tiền bối thần bí kia khiến tất cả mọi người không dám coi thường ta nói đến đây công tôn tập nhã trong lòng nóng hừng hực ánh mắt nhìn tống tân dương cũng không trở nên nóng bằng vài phần tống tân dương cảm nhận được ánh mắt của công tôn tập nhã không khỏi có chút bối rối hình như đối phương không hề giống lý tiền bối thờ ơ đối với hệ thống hắn nhanh chóng hỏi vấn đề của mình đối với công tôn tập nhã người có hệ thống sao không công tôn tập nhã vẫn phủ định nói tống tân dương cau mày nói vậy làm sao người biết hệ thống cũng suy đoán ta có hệ thống người bình thường căn bản cũng không biết hệ thống hàm dụng cụ người đang nói láo công tôn tập nhã bình tĩnh nói ta không nói láo ta có thể xuyên qua chư thiên có thể biết xúc xích hôn khói máy tính biết hệ thống không phải là chuyện đương nhiên sao tống tân dương nhìn chằm chằm công tôn tập nhã nói vậy ngươi có dám thể với đại đạo không nếu như mới vừa rồi ngươi nói láo với ta tương lai bà xã bạn gái của ngươi sẽ cắm sừng ngươi hơn nữa con trai ngươi sinh ra đều bị cắm sừng con gái là ổ khóa vạn chìa có dám không khóe miệng công tôn tập nhã run lên lời thể này thật sự rất ác độc hắn cũng không dám thể như thế suy cho cùng thế giới này lại là thế giới của chư pháp hiển thánh lời thề với thiên đạo đại đạo tất có ứng nghiệm hắn cũng không dám để bản thân đóng vai người bị cắm sừng tống tân dương thấy công tôn tập nhã im lặng không nói lập tức hiểu được đối phương chính là người xuyên không đối phương cũng có hệ thống nhân phẩm của ngươi tống tân dương lắc đầu vẻ mặt tràn đầy kinh bỉ ra mặt công tôn tập nhã đỏ bừng hắn có phần ngại ngùng khi bị phát hiện nói dối trước mặt người khác được rồi vừa nãy là ta lừa gạt ngươi ta xin lỗi ta đúng là có hệ thống cũng là người xuyên không kế tiếp chúng ta có thể công bằng rồi tống tân dương méo miệng công tôn tập nhã đã để lại ấn tượng xấu ở trong lòng hắn chẳng qua thực lực công tôn tập nhã hùng mạnh tống tân dương không tỏ vẻ bản thân bất mãn quá nhiều hắn nói với công tôn tập nhã mới vừa rồi ngươi nói láo bây giờ trước tiên ta hỏi ngươi đợi lát nữa sau khi thành thật trả lời vấn đề của ta ngươi mới được hỏi lại ta công tôn tập nhã biết mình đối lý cho nên đồng ý nói ngươi hỏi đi tống tân dương ngươi tới từ thế giới nào xuyên tới hồng hoang bao lâu hôm nay ngươi tu luyện đến cảnh giới gì hệ thống của ngươi là năng lực gì công tôn tập nhã ta đến từ tinh cầu thần ẩn tới hồng hoang đã bốn năm rồi hiện tại tu vi là thánh nhân sơ kỳ về phần năng lực hệ thống thì hắn trần chờ một chút vẫn nói tiếp có thể thông qua việc viết tiểu thuyết đạt được các loại phần thưởng của hệ thống tống tân dương nghi ngờ nói ngươi không nói láo chứ công tôn tập nhã cười khổ một cái nói ta dám thề ta không nói láo tống tân dương thấy dáng vẻ công tôn tập nhã nghiêm túc tạm thời tin lời nói của công tôn tập nhã chỉ là tạm thời bởi vì hắn không tin nổi nhân phẩm của công tôn tập nhã chập chập tống tân dương thở dài nói mới xuyên qua bốn năm đã trở thành thánh rồi hệ thống của ngươi cũng gây gớm quá đi công tôn tập nhã hỏi ngươi xuyên qua bao lâu tống tân dương đã trên vạn năm công tôn tập nhã trên vạn năm tu luyện tới thái ất kim tiên đối với tu sĩ bình thường thật sự vẫn rất bình thường nhưng đối với một người có hệ thống điều này có chút không nói được dù gì ngươi cũng không biết xấu hổ nói là có người của hệ thống quả thực khiến hệ thống mất thể diện sợ rằng hệ thống của hắn cũng không tốt lắm công tôn tập nhã có phần thất vọng suy nghĩ hệ thống của ngươi là năng lực gì công tôn tập nhã nhịn xuống cơn chửi bậy tò mò hỏi tống tân dương hệ thống kinh doanh có thể thông qua việc chuyển các loại hàng hóa đạt được điểm tích lũy đổi các loại vật phẩm nghe tên cũng biết năng lực của hệ thống này bình thường công tôn tập nhã có phần khinh bỉ khi nghĩ thế chẳng qua dù gì cũng là hệ thống càng nhiều càng tốt hắn tiếp tục thản nhiên hỏi những thứ vật phẩm hiện đại là một mình ngươi sản xuất cũng là ngươi chuyển từ hiện đại tới sao tống tân dương sản xuất một phần còn có một bộ phận đổi từ bên trong hệ thống thương mại ta lại không thể trở về thế giới ban đầu chẳng lẽ ngươi có thể trở về sao hắn che giấu năng lực mình có thể tự do xuyên qua hai giới hai người một hỏi một đáp nói chuyện một lúc đợi sau khi hiểu được tất cả nghi vấn riêng trong lòng của mình bên trong gian phòng lập tức rơi vào trầm mặc hiển nhiên tống tân dương cảm nhận được bầu không khí quỷ dị hắn vừa âm thầm đề phòng vừa giả bộ nhìn công tôn tập nhã hỏi người đã nghe nói qua lý nguyên chưa lý nguyên trên mặt công tôn tập nhã lộ ra một chút nghi ngờ hắn là ai vậy hắn có chỗ nào đặc biệt sao tống tân dương ung dung nói lý nguyên chính là cha nuôi của nữ hoàng tiên đường bệ hạ thì ra là lý tiền bối công tôn tập nhã bừng tỉnh hiểu ra hắn có phần kinh ngạc nhìn tống tân dương nói người lại biết hắn tống tân dương ra vẻ rất thân thuộc bình tĩnh nói hiển nhiên quen biết chúng ta vẫn là bạn bè thường gặp mặt nhau hắn ra vẻ bất ngờ nói không nghĩ tới người lại cũng biết hắn tuy hắn và lý nguyên quen biết đã lâu cũng vì cố ý kết giao lý nguyên mà thỉnh thoảng đi đến thăm hỏi lý nguyên chẳng qua tống tân dương và lý nguyên thật ra thì vẫn chưa được coi là bạn chỉ có thể nói là người quen nhưng điều này cũng không làm trở ngại hắn dùng danh tiếng lý nguyên dọa công tôn tập nhã sợ khiến công tôn tập nhã không dám dễ dàng có suy nghĩ sai lệch công tôn tập nhã được biết tống tân dương và lý nguyên vậy mà lại là bạn bè vẻ mặt càng kinh ngạc hơn cái này cũng quá trùng hợp rồi trong lòng hắn khẽ động cảm thấy vừa hay có thể mượn chuyện này nghe ngóng tin tức của lý nguyên cho nên vội vàng hỏi tống tân dương tuy ta từng nghe tới tên của lý nguyên nhưng cũng không thân với hắn lắm chỉ là nghe người khác nói hắn rất lợi hại ngươi có thể nói ta nghe về tình hình của hắn không ví dụ tu vi thật sự của hắn rốt cuộc hắn giỏi tới mức nào tống tân dương nhìn dáng vẻ kích động của công tôn tập nhã trong lòng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm chỉ cần ngươi từng nghe tới truyền kỳ của lý tiền bối là được không sợ ngươi không kiệm kỵ hắn thong thả nói sở dĩ ta nhắc tới hắn vốn là muốn nhắc nhở ngươi sau này nếu gặp phải hắn gặp phải con gái của hắn và muội muội của hắn thì đều không được đắc tội hắn tỏ ra rất thành khẩn thực lực của lý nguyên thâm sâu khó đoán đến cả mấy vị thánh nhân hồng hoang cũng tự xưng là vãn bối của hắn thiên đạo thánh nhân cũng là nô bộc của hắn hắn là người không thể mạo phạm nhất trong hồng hoang soạt công tôn tập nhã nghe lời ca tụng của tống tân dương về lý nguyên xong thì không khỏi há hốc miệng tỏ ý rất kinh ngạc 17 thánh nhân tự xưng là vãn bối hắn vẫn có thể hơi tiếp nhận được nhưng thiên đạo là nô bộc của lý nguyên cái này cái này cũng quá hoang đường rồi, đối phương thật sự có tầm như vậy sao? Người chắc không phải là người đang bốc phét đấy chứ." Tống Tân Dương nhìn khuôn mặt ngẩn ra của Công Tôn Tập Nhã thì lập tức hiểu ra, đối phương đã bị hắn thành công chấn áp rồi. Nếu Công Tôn Tập Nhã còn muốn mưu đồ hệ thống của ta nữa thì phải cân nhắc thật kỹ mới được, dù sao ta cũng là bạn của Lý Tiền Bối mà. Một lát sau, lúc này Công Tôn Tập Nhã mới hồi thần lại từ trong kinh ngạc. Hắn nghiêm túc nói với Tống Tân Dương, "Điều ngươi nói là thật sao? Lý, Lý Tiền Bối lợi hại tới vậy ư?" hắn vốn định nói lý nguyên nhưng vẫn sửa thành lý tiền bối tống tân dương chắc chắn nói đương nhiên là thật thực ra người đấu pháp với nữ hoàng tiên đường là đã chứng minh được thực lực của lý nguyên xa giá của nữ hoàng bệ hạ chỉ là một món pháp bảo do lý nguyên tiện tay chế tạo mà thôi và từ ngọn cây cọng cỏ trong phủ lý nguyên đều ẩn chứa điều phi thường không hề thua kém gì xa giá của nữ hoàng bệ hạ người nói xem lý tiền bối có lợi hại không khóe miệng cung tôn tập nhã giật giật tỏ ra rất suy sụp nếu điều tống tân dương nói là thật thì Lý Nguyên đương nhiên lợi hại rồi. Dù sao thì một món pháp bảo tiện tay chế tạo đã có thể một chiêu chế ngự thánh nhân, sức mạnh của Lý Nguyên không cần nghĩ cũng biết. Nếu Tống Tân Dương thật sự là bạn của Lý Nguyên thì rất khó mưu đoạt được hệ thống của hắn. Suy cho cùng, nếu đắc tội vị đại năng tuyệt thế này vì chuyện đó, vậy thì tổn thất lớn rồi. Lý Tiền Bối lợi hại như vậy, vậy hắn có biết người có hệ thống là người xuyên không không? Trong lòng Công Tôn Tập Nhã khẽ động, đột nhiên nhớ ra gì đó, lại hỏi Tống Tân Dương, Tống Tân Dương lạnh lùng nói, đương nhiên hắn biết là ngươi nói với hắn công tôn tập nhã đoán mò tống tân dương bình tĩnh nói trước đây lần đầu ta gặp lý nguyên hắn đã biết ta có hệ thống không phải người của thế giới này buồn cười là lúc đó ta chỉ coi hắn là một người dân bình thường còn dùng trí tuệ nhân tạo ngay trước mặt đánh cờ với hắn tưởng rằng hắn không biết kết quả người ta biết rất rõ chỉ là không bận tâm mà thôi công tôn tập nhã nhíu mày nói nếu hắn đã biết ngươi có hệ thống còn là người xuyên không vậy tại sao còn có thể làm bạn với ngươi mà không có mưu đồ gì với hệ thống của ngươi không bắt ngươi lại hỏi bí mật trong đầu tống tân dương nghe vậy không khỏi cười nhạt hắn hiểu nỗi ban khoăn của công tôn tập nhã bởi vì hắn cũng đã từng có nỗi lo như vậy khuôn mặt hắn để vẻ ung dung nói với công tôn tập nhã nếu lý nguyên muốn biết bí mật của ta thì chỉ cần một ý niệm thôi là biết được rồi cần gì phải bắt ta lại tra khảo còn mưu đoạt hệ thống ta nói với ngươi một bí mật nữa bí mật gì công tôn tập nhã nhìn dáng vẻ thần bí của tống tân dương không nhịn được tò mò nói tống tân dương lý nguyên hắn có thể chế tạo hệ thống ầm uhm. công on tập nhã chỉ cảm thấy có một tiếng sấm nổ vang trong đầu hắn chấn động tới mức hắn choáng váng đầu vang tiếng ầm ầm hắn đã hoàn toàn bị tin tức này làm cho kinh sợ há hốc miệng rất lâu sau vẫn không khép lại được lý nguyên lại có thể chế tạo hệ thống đây là chuyện con người có thể làm sao mẹ ơi thì ra hắn châu bò như vậy sao vậy hệ thống của ta có khi nào là do hắn chế tạo ra không mà sự tồn tại châu bò như vậy sao lại thích đọc tiểu thuyết giờ phút này công tôn tập nhã chỉ cảm thấy nhân sinh quan thế giới quan giá trị quan đã bị lật đổ cùng không biết đã trôi qua bao lâu lúc này công tôn tập nhã mới hơi tỉnh lại một chút hắn không dám tin hỏi tống tân dương ngươi nói thật sao lý tiền bối thật sự có thể chế tạo hệ thống tống tân dương bình tĩnh nói dĩ nhiên là thật chuyện này còn cần phải lừa ngươi sao công tôn tập nhã ngơ ngác nói phước cuộc lợi hại tới mức nào mới có thể chế tạo được hệ thống chứ tống tân dương lý nguyên đã từng nói với ta cảnh giới hiện tại của hắn hình như là trên đại đạo hồng hoang chi khư tu luyện tới điểm cuối khóe miệng công tôn tập nhã giật giật chỉ cảm thấy khó tin khó lường còn ta lại từng giấy lên xung đột với con gái của vị trí cao vô thượng này nghĩ tới đây công tôn tập nhã không khỏi cảm thấy ra đầu tên dại 597 lần sợ hãi không thôi cũng may nữ hoàng tiên đường không phải người tranh chua tàn bạo nếu không hậu quả khó lường đồng thời hắn nhìn ánh mắt của tống tân dương đôi mắt đầy vẻ đẹp đẽ vậy mà lại có thể làm bạn với tồn tại này vận khí này cũng tốt quá rồi đi Tên nhóc này không phải đang khoác gác đấy chứ? Cố ý lập quan hệ với Lý Tiền Bối, kéo ra hổ để hù dọa ta, khiến ta không dám đặt chú ý lên hệ thống của hắn. Nhưng tuy đã đoán được khả năng này, nhưng Công Tôn Tập Nhã lại không dám lật mặt với Tống Tân Dương. Lỡ như đối phương thật sự là bạn của Lý Tiền Bối, vậy thì toi bỏ đi, cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Công Tôn Tập Nhã thầm xoay chuyển tiểu cửu cửu, hắn bày ra vẻ mặt rất nhiệt tình nói với Tống Tân Dương: Nếu chúng ta đều là người xuyên không, còn có hệ thống vậy thì sau này có thể thân thiết hơn một chút trò chuyện tu luyện tâm đắc với nhau và cách sử dụng hệ thống tống tân dương gật đầu nói cầu còn không được cái đó nếu ngươi là thánh nhân không biết có năng lực nâng cao tu vi của ta không ta cũng không tham thăng cấp tới đại la kim tiên là được rồi hắn cũng không hề khách khí với công tôn tập nhã công tôn tập nhã ầm uhm. đúng lúc công tôn tập nhã đang nói chuyện với tống tân dương một luồng đại vận đặc biệt đột nhiên bao phủ cả hồng hoang ở giữa không trung trong tam giới hồng hoang đều đồng loạt hiện lên ánh sáng ở thời điểm này chỉ thấy ở phía đông có một đám mây màu tía nhanh chóng bay xẹt qua không trung chỉ lưu lại một tàn ảnh màu tím giữa trời mây tím ở giữa trời ánh mặt trời tràn ngập điểm lành hiện lên có vô số hoa sen vàng hiện ra có thiên nữ giải hoa có khúc tiền nhạc được xuống vang có thụy thú chạy nhảy khắp nơi có hương thơm thoang thoảng bay khắp nơi trong thiên địa phàm là người dưới bậc đại la kim tiên trong lòng đều không kìm được mà nảy sinh cảm xúc dùng bái tôn thờ mà một vài sơn tinh yêu quái cùng với nhân tộc hải thú bình thường thì trực tiếp hướng về phía đông quỳ lại dập đầu với nơi giữa không trung đó dị tượng vô cùng vĩ đại bao la tráng lệ và phi phàm đây là công tôn tập nhã cảm nhận được dị tượng trong thiên địa lộ ra biểu cảm vô cùng xúc động đây là có người thành thánh ở trên trời cao trong mắt cảnh cung lão tử mở to hai mắt nhìn bật thốt kêu lên nguyên thủy thiên tôn đứng dậy từ tấm đệm hương bồ nhìn xuống nhân gian trên mặt tràn đầy sự nghi hoặc cái người thành thánh này đến từ chỗ nào thế từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua. Trên khuôn mặt đắc kỷ có vẻ tức giận, ta còn chưa có thành thánh đâu, làm sao lại có người có thể thành thánh trước ta được. Tây phương nhị thánh lướt mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều lóe lên tia sáng chói mắt. Bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỷ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Cái người này, phương thức thành thánh có hơi đặc biệt nha. Chuẩn đề đạo nhân nói, chỉ sợ nữ oa sẽ không thiện bãi cam hưu với hắn đâu. Tiếp dẫn đạo nhân tiếp lời, trên mặt hậu thổ lại lộ ra biểu cảm hưng phấn, người này, thế mà lại có phần nào đó vô cùng hợp ý ta. oa hoàng cung, gương mặt của nữ oa giờ phút này đã đen như than đá. nàng nhìn một bộ lạc của nhân tộc ở bắc câu Lưu châu dưới nhân giới, thấy một thân hình nằm ở chính giữa tế đài, hai mắt lập tức trở nên sắc bén như đào, cơ hồ muốn đâm và nhát lên người đối phương. thật sự là khi người quá đáng, không thể tha thứ được. thân hình nữ oa lóe lên một cái đã rời khỏi oa hoàng cung. thời gian quay ngược trở lại vài canh giờ trước, biểu cảm trên mặt mã lục giống như muốn sụp đổ. Mình rõ ràng đang cùng bạn bè trên mạng lập đội để chơi một trò chơi tên là Hồng Hoang, sau khi chơi 3 ngày 3 đêm, suýt chút nữa đã tiêu diệt được boss lớn nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, kết quả là trước mắt tối sầm, rồi hắn nhận ra, bản thân vậy mà đã tới một địa phương xa lạ. Nơi này tràn ngập hơi thở nguyên thủy, toàn bộ xung quanh đều là những cây đại thụ sừng sững, cao chọc trời và những dãy núi non trùng điệp kéo dài không dứt. Mà hắn, cùng với mấy người nam nữ trẻ tuổi quần áo tả tơi, đang khóc thút thít đều bị trói ở trên một tế đài cao trong trượng bốn phía xung quanh tế đàn có một đám người đầu tóc bù xù trên người đều mang theo xương thú thân mặc toàn ra thú vây quanh nhìn giống như những người man rợ thời nguyên thủy những nhân loại này có mấy người thế mà lại đang cưỡi hổ dữ sắt gấu đen hoặc đứng cùng với chim ưng có thân hình dài mấy chục trượng nhìn trông có vẻ vô cùng chấn động và tràn ngập hơi thở hoang dã mã lục theo bản năng cảm thấy bầu không khí có gì đó không hợp lý ừm cái này có người nào có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì được không đây là trò đùa dai mà các ngươi bày ra sao mã lục thấy hơi trở dạ hô lớn với những người xung quanh nhưng mà không có người nào trả lời câu hỏi của hắn ánh mắt của những người nguyên thủy man dợ ở xung quanh khi nhìn hắn tràn ngập sự đồng tình rồi lại có vẻ lạnh nhạt vô tình mà mấy người nam nữ trẻ tuổi bị trói ở trên tế đàn cùng với hắn cũng đều chỉ biết khóc thút thít không ai trả lời hắn lý trí nói cho mã lục biết đây chắc hẳn là một trò đùa dai nhưng biểu cảm trên mặt mọi người nhìn vô cùng chân thật mấy nghìn người ở hiện trường dù là thần thái hay cách ăn mặc của họ đều không lộ ra một chút sơ hở nào mấy chút là những con hổ dữ gấu đen và chim ưng hình như trông không giống đồ giả á có ai có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì là đang đóng phim điện ảnh hay là ta đã xuyên không a à, ngay tại thời điểm mã lục cảm thấy hoang mang hắn đột nhiên cảm thấy đầu đau như bố bổ một lượng thông tin khổng lồ nhanh chóng tràn ngập trong ý thức của hắn cũng may là cơn đau này biến mất rất nhanh còn trong đầu hắn có thêm ký ức của một người xa lạ thông qua ký ức này rốt cuộc hắn cũng hiểu được tình huống hiện tại chính hắn thế nhưng đã xuyên không rồi xuyên không đến thế giới hồng hoang nơi mà yêu ma tàn sát bừa bãi, tu sĩ phiên sơn đảo hải. Vậy mà thế giới này lại có rất nhiều điểm tương tự với giả thiết thế giới trong trò chơi hồng hoang hắn đã chơi trước khi xuyên không. Ví dụ như, có tam giới. Ví dụ như, nhân giới có bốn châu lục lớn. Ví dụ như có tam thanh, có tây phương nhị thánh, có nữ oa, hậu thổ bảy vị thánh nhân. Biết được thông tin này, mã lục cảm thấy có chút vui mừng. Có thể xuyên không đến thế giới trò chơi mà hắn thường hay chơi đương nhiên cũng là một trải nghiệm thú vị. Như vậy, hắn sẽ có cơ hội tu luyện thuật trường sinh bất lão có năng lực phi thiên độ địa còn có thể quen biết với các vị kinh tài tuyệt diệu mỹ nữ nữa tuy vậy tình huống hiện tại khiến hắn không thể nào vui nổi thông qua ký ức ở trong đầu hắn biết rằng chủ nhân ban đầu của thân thể mà hắn xuyên vào này cũng tên là mã lục là một cô nhi ở bộ lạc đại hoang bộ lạc đại hoang chỉ là một bộ lạc nhỏ không hề nổi bật nằm ở hạo hải đại lục bắc câu lưu châu bộ lạc này chủ yếu sinh sống nhờ vào săn bắt vào lúc nghỉ ngơi thường tu luyện công pháp để tăng cường cân cốt cuộc sống hàng ngày trôi qua tuy đơn giản nhưng bình yên tuy nhiên hồng hoang là một nơi mà bốn bề toàn là hiểm nguy trong đó thì bắc câu lưu châu là nơi hỗn loạn và hung hiểm nhất so sánh nhân tộc với những yêu ma quỷ quái mà thân thể trời sinh đã mạnh mẽ thì có vẻ vô cùng yếu ớt nên thường xuyên trở thành đồ ăn cho đám yêu quỷ ma quái đó mà nguyên nhân bộ lạc đại hoang có thể tạm thời bảo đảm sự bình an là vì bộ lạc đại hoang cung phụng một vị thần linh để đổi lấy việc bộ lạc đại hoang này sẽ không bị yêu ma quỷ quái tấn công đương nhiên như một cái giá đổi lấy sự bảo hộ mỗi năm bộ lạc đại hoang đều phải hiến tế 10 người nam nữ trẻ tuổi dưới 18 tuổi cho vị thần linh này. Mà hiện tại Mã Lục chính là bị tộc nhân hiến tế cho thần linh. Biết được chính mình vậy mà lại trở thành tế phẩm, Mã Lục suýt chút nữa đã học máu. Chuyện này cũng quá thảm đó. Vì cái gì mà khi duyên không lại không cho ta duyên vào nhân vật nào thú vị hơn chứ? Ví dụ như Tam Thanh hoặc là đệ tử của Tây Phương Nhị Thánh chứ? Làm thế nào mà ta có thể thoát khỏi tình cảnh này đây? Nếu ta vẫn còn giữ được cấp bậc và một thân toàn trang bị tiên thiên linh bảo kia thì tốt rồi thấy đại tư tế của bộ lạc đại hoang đã bắt đầu nghi thức hiến tế mã lục cảm thấy vô cùng sốt ruột tinh đúng lúc này đột nhiên mã lục nghe thấy một âm thanh máy móc vang lên trong đầu hệ thống trở nên mạnh hơn khi chửi người khác được kích hoạt nghe thấy hai chữ hệ thống mã lục cảm thấy hết sức vui mừng cũng sinh ra một loại cảm xúc mừng như điên khi tìm được đường sống từ trong chỗ chết rất nhanh hắn đã hiểu rõ được năng lực của hệ thống thực ra cũng khá đơn giản chỉ cần chửi mắng người khác thì có thể được khen thưởng mà cái người bị chửi thân phận càng cao thực lực càng mạnh Càng bị chửi một cách tàn nhẫn thì phần thưởng đạt được càng phong phú hơn. Mã Lục không thể không quá mức vui sướng khi phát hiện ra năng lực của hệ thống, Thật là người chơi ở khu vực Tổ An và anh hùng bàn phím, chửi người chính là việc hắn thạo nhất đó. Người chơi khu vực Duân là một ngôn ngữ mạng ở Trung Quốc, liên quan đến những người chơi ở khu vực thứ hai trong game Liên Minh Huyền Thoại, Tổ An, Duân, những người chơi đến màn này thường hay nói tục, mắng người trên mạng. Cái hệ thống này, quả thực chính là làm riêng cho bản thân hắn mà. Điều duy nhất là Mã Lục thấy tiếc nuối là hệ thống này không có quà dành cho tân thủ. Trong một sao. Nhìn thấy đại tư tế nhảy đại thần ở đằng đó, miệng thì niệm chú ngữ gì đó không nghe hiểu được, ngay lập tức Mã Lục đã tìm được đối tượng bị mắng. Hắn ngay tức khắc lớn tiếng quát lên với đại tư tế, tát mãn: "Đây là tên của đại tư tế. Cái đồ già khọm nhà ngươi, con trai ngươi sinh ra sẽ không có lỗ đít, vợ của ngươi sẽ bị cướp, con gái ngươi thì đi làm kỹ nữ." Hắn thầy tát mãn nhìn hắn, lại tiếp tục tức giận nói: "Đúng thế, chính là nói ngươi đó, ngươi nhảy với cây gậy đó nhìn chẳng khác gì bị động kinh cả, làm ô nhiễm hai mắt của tổ tông ta đây." muốn nhảy thì gọi vợ với con gái ngươi ra đây nhảy nhảy đến khi nào ra thấy vui ra sẽ thưởng cho ngươi một cái nón xanh trên đầu ha thật thoải mái sau khi mã lục đem tất cả bất mãn ở trong lòng phát tiết ra ngoài hắn cảm thấy cả người nhẹ hẳn hắn phát hiện ra trực tiếp mắng người so với chửi người khác qua bàn phím còn vui vẻ hơn gấp vạn lần cái hệ thống này ta thích nha mã lục vui vẻ còn những người khác ở hiện trường đều ngây người vốn dị tát mãn đang chuẩn bị hiến tế cũng ngay lập tức bất động thân thể cứng đờ ở một chỗ đón từng ngọn gió lành lạnh thổi qua giống như không thể tin được vào lỗ tai của chính mình. Mà tất cả tộc nhân đang vây xem ở xung quanh cũng đều vô cùng sửng sốt. Một đám người há hốc mồm kinh ngạc nhìn mã lục, giống như là mới quen biết cái người này vậy. Những thiếu nam, thiếu nữ bị hiến tế khác ở xung quanh cũng quên mất phải khóc, chỉ im lặng ngây ngần nhìn chăm chăm mã lục. Toàn bộ hiện trường lập tức đều rơi vào trạng thái yên lặng. Ngay cả những con hổ dữ, chim ưng, gấu đen đã bị thuần phục, và các yêu thú khác cũng gần như ngừng hô hấp. Giống như không dám tin được rằng, cái tên nhóc con đen nhèm luôn nhút nhát này lại dám nhục mạ đại tư tế người có địa vị tối cao trong bộ lạc ở bộ lạc đại hoang đây vẫn là lần đầu tiên có sự việc kinh hãi thế tục như vậy xảy ra cũng là lần đầu tiên mọi người thấy có người miệng phun châu ngọc mà lại đầy vẻ vui sướng như thế tất cả đều bị làm cho kinh ngạc không khí tại hiện trường có vẻ yên lặng bất thường mà giờ phút này trong lòng mã lục lại vui đến mức nở hoa bởi vì hệ thống đã tặng phần thưởng cho hành vi mắng chửi đại tư tế của hắn tinh ký chủ mắng người mang lại hiệu quả cực tốt đạt tới hiệu quả cấp bạch ngân phần thưởng là tu vi của ký chủ sẽ trực tiếp tăng thêm ba đại cảnh giới tặng thưởng ký chủ một quyển công pháp cấp thần tặng thưởng một hậu thiên linh bảo hạ phẩm cây giáo của lôi thần cấp bậc hiệu quả mắng người cấp thanh đồng cấp hắc thiết cấp bạch ngân cấp hoàng kim cấp kim cương cấp vương giả tại thời điểm mã lục đang nhận phần thưởng rốt cuộc đại tư tế cũng lấy lại tinh thần sau cơn sốc ngươi 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 chỉ thấy hắn chỉ vào mã lục miệng run rẩy thân thể lung lay chòm dâu cũng rung rung tức giận đến mức không biết phải nói cái gì bạn đang xem ta thân phận đại đạo bị muội muội đắc kỳ công khai được thuyết minh tại kênh youtube di các phim thật ra hắn cũng muốn mắng chửi lại như vậy nhưng thân là đại tư tế của bộ lạc thường ngày đều ra vẻ uy nghiêm với người khác nên không thể nào có được tài năng như của mã lục nghẹn nửa ngày phớt cuộc đại tư tế cũng phun ra một câu người người dám phá rối nghi thức hiến tế mạo phạm hắc nham chân quân nếu như khiến hắc nham chân quân tức giận để bộ lạc đại hoang chúng ta phải bị liên lụy vậy thì ngươi đáng tội chết vạn lần giờ phút này tổng nhân chung quanh cũng tỉnh táo lại bọn họ nghe thấy đại tư tế nói hắc nham chân quân tức giận tất cả mọi người sắp phải bị liên lụy trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ sợ hãi cực độ tất cả mọi người đều phẫn nộ nhìn mã lục lửa giận ở trong mắt họ cơ hồ sắp thiêu chết mã lục cũng dám phá hỏng buổi hiến tế cần phải giết hắn đúng vậy chỉ có giết hắn mới có thể làm dịu lửa giận của hắc nham chân quân chắc chắn là mã lục đã bị ma quỷ dụ hoặc nên lúc nãy mới tự nhiên phát điên chúng ta hẳn là nên thiêu chết hắn ngay lập tức sao lại đổi một vị tế phẩm khác nói không chừng hắc nham chân quân sẽ không trách tội chúng ta đúng vậy thiêu chết hắn thiêu chết hắn mã lục nhận đủ phần thưởng từ hệ thống vô cùng tự tin đối với sự kêu gào của mọi người xung quanh hoàn toàn không để bụng vẻ mặt hắn đầy khinh bỉ nhìn đại tư tế tiếp tục giận dữ hết cái lão già bất nam bất nữ này phụt đại tư tế trực tiếp phun ra ba lít máu bầm mã lục lại không thèm để ý đến chỉ thấy hắn lại khinh mệt quét mắt lướt qua hết mọi người ở đây một cái rồi khó chịu mắng còn có tất cả mọi người đều đang có mặt ở đây đúng chính là cả đám các người đấy đều là một đám rác rưởi đều là một lũ nhu nhược, là một lũ hèn nhát. Một lũ mà ngay cả tộc nhân của chính mình cũng không thể bảo hộ mà cũng xứng ồn ào ở trước mặt ta. Nếu ta mà hèn nhát giống các người thì đã sớm tìm một nơi hẻo lánh vắng vẻ để tự sát rồi, làm gì còn có mặt mũi mà sống trên thế giới này nữa. Mọi người đều bị mắng đến mức mặt đỏ lên, gân xanh trên trán cũng nổi lên hết cả. Bọn họ đều hận không thể băm thay vạn đoạn, ăn tươi nuốt sống mã lục. Tuy vậy, càng mắng mã lục lại càng hưng phấn, chỉ thấy hắn chỉ tay lê lịa, nước bọt bắn tung tóe. Một lũ vì mạng sống, thế mà lại đem tộc nhân của mình, đồng bào của mình dâng cho yêu quái, gọi các ngươi là rác rưởi và nhu nhược còn là một sự xỉ nhục với rác rưởi và những người nhu nhược. Các ngươi chính là một lũ hèn nhát không xứng có nòi giống, một lũ đê tiện không có cốt khí. Các ngươi hèn mạt như vậy thì sao không đưa mẹ các ngươi, vợ các ngươi, con gái của chính các ngươi ra cho yêu quái hưởng dụng? Nói không chừng lúc yêu quái vui vẻ còn ban thưởng không cho các ngươi vài đứa con trai ấy chứ. Hắn thở dài, dùng đùi đắc ý nói tiếp, mã lục ta đây, một đấng nam nhi đỉnh thiên lập địa, vậy mà lại sinh ra tại cái loại bộ lạc rẻ mạt này thật sự là quá bi ai mà, thật sự quá xấu hổ khi đã làm bạn với các người. Phụt, 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 mọi người của bộ lạc đại hoang đều bị những lời nói tâm huyết, rung động đến tâm can của mã lục, tức giận đến mức ngửa mặt lên trời phun máu. Người sau so với người trước còn phun cao hơn, giống như là đều hóa thân thành đối xuyên chàng vậy. Đại tư tế bị chọc tức tới mức toàn thân không ngừng run rẩy, tưởng như sắp đoạn khí mà chết. Mà mấy người nam nữ trẻ tuổi cùng bị cột ở trên tế đàn với mã lục đều kinh ngạc đến độ cầm rơi hết xuống đất, ngây ngốc nhìn mã lục. Trong nhất thời, bộ lạc đại hoang có vẻ vô cùng náo nhiệt mà mã lục lại đang hào hứng kiểm tra thu hoạch của chính mình phần thưởng lần này so với lần khen thưởng đầu tiên cũng không kém gì ngoại trừ những món pháp bảo phong phú bên ngoài thực lực của mã lục vậy mà trực tiếp tăng tới cảnh giới đại viên mãn của luyện hư hợp đạo chỉ thiếu một bước là có thể đột phát lên địa tiên phải biết rằng ở bộ lạc đại hoang đại tư tế mạnh mẽ nhất cũng chỉ ở cảnh giới luyện hư hợp đạo hậu kỳ mà thôi điều này làm mã lục vui sướng đến mức không khép miệng được trong lòng hô to quá đã quá đã chửi người còn có thể được khen thưởng, thật sự là quá sung sướng. Sau khi phun máu bầm một lúc, đại tư tế cùng với mọi người đã dần phục hồi tinh thần. Đại tư tế cũng không nói thêm câu nào với Mã Lục nữa, hắn cầm cây hắc tùng ma trượng trong tay chỉ về phía Mã Lục, trong miệng thốt ra một đoạn chú ngữ. Chỉ thấy một đám quạ đen bốc cháy, ngay lập tức hình thành từ trong không trung, giống như những thiên thạch tấn công về phía Mã Lục. Hắn đang trực tiếp triển khai tấn công, chính là muốn giết chết cái miệng phun hoa sen của Mã Lục, miễn cho Mã Lục lại nói ra những lời làm hắn hộc máu trực tiếp làm tức chết hắn luôn. Mã Lục thấy đại tư tế phát động công kích hướng về phía hắn, sợ tới mức nhanh chóng thoát khỏi xiềng xích trên người, tránh thoát khỏi tế đài. Với tu vi hiện tại của hắn, cởi trói khỏi dây cương trên người thực ra dễ như trở bàn tay. Đại tư tế thấy Mã Lục vậy mà có thể thoát được xiềng xích từ gân bạch hổ, trên mặt hơi có vẻ ngạc nhiên, tuy nhiên phần lớn lại là vẻ tức giận. Điều khiển ma diễm phi quạ không ngừng đuổi theo Mã Lục. Tuy rằng tu vi hiện tại của Mã Lục so với đại tư tế còn cao hơn một cảnh giới nhỏ, nhưng mà rốt cuộc hắn chỉ vừa mới có được sức mạnh cường đại như vậy, không thể nào quen thuộc với các loại thuật pháp, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm đấu pháp, bởi vậy nên thật ra cũng bị ma diễm phi quạ truy đuổi phải chạy tán loạn, khiến cho tay chân lúng cuống. Tuy nhiên, cho dù có như vậy, nhưng biểu hiện của Mã Lục cũng vẫn làm cho đại tư tế cùng với tổng nhân trong bộ lạc phải trợn mắt há hốc mồm như trước. Rốt cuộc, Mã Lục của trước kia ở trong cảm thụ của mọi người chính là một tên yếu ớt không có dù chỉ một ít sức mạnh nào. Cả nữ từ bình thường cũng có thể hung hăng dạy dỗ Mã Lục một trận. Một tên yếu như gà, làm thế nào lại có năng lực chạy thoát khỏi mấy lần công kích từ ma diễm của đại tư tế? lại còn biểu diễn một màn ngự không chi thuật cao siêu như thế. Người này thật sự là mã lục sao? Sự thay đổi này cũng lớn quá rồi đó. Sau khi chân tay mã lục luống cuông ứng phó một lúc, hắn dần dần thích ứng với nhịp độ tấn công của đại tư tế. Khả năng sử dụng pháp lực của hắn cũng ngày càng thành thạo và điêu luyện hơn. Biểu cảm không hề gấp gáp, động tác cũng không hề rối loạn. Thậm chí đôi lúc hắn còn có thể phản đòn lại công kích của đại tư tế. Hắn giống như đã tìm được cảm giác đánh boss ở trong trò chơi vậy ban đầu đại tư tế nghĩ rằng giết mã lục chẳng qua chỉ là một việc dễ dàng không tốn chút sức nào nhưng hắn không ngờ rằng chẳng những chính bản thân hắn không thể tiêu diệt mã lục mà mã lục còn càng đánh càng mạnh thậm chí phát động tấn công đối với hắn mà quan trọng hơn là đòn đánh của mã lục có uy lực to lớn vậy mà khiến hắn không dám chống trả mà chỉ có thể trốn tránh tại sao lại như vậy từ khi nào mà mã lục lại lợi hại như thế thực lực mà hắn đang thể hiện ra hoàn toàn không hề thấp hơn so với tu vi của ta đại tư tế có cảm giác không thật như đang nằm mơ vậy tộc nhân ở xung quanh đang vây xem cũng phải trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn nhau giống như là lần đầu tiên quen biết người tên mã lục này họ cảm thấy vô cùng xa lạ hai bên ở trên bầu trời phía trên bộ lạc đại hoang ngươi tới ta đi chiến đấu vô cùng kịch liệt không thể hòa hoãn được nữa các loại pháp thuật bạo phát nở rộ trong không trung trông như pháo hoa chấn động khiến cho vô số ngọn núi sụp đổ làm các vùng đất quanh đó phải rung chuyển sau khi mã lục dần làm quen với các loại pháp thuật tình thế chiến đấu đang dần bị đảo ngược Bây giờ số lần mã lục công kích đại tư tế ngày càng nhiều, đại tư tế phần lớn chỉ có thể phòng thủ còn không tấn công được bao nhiêu. Làm cho tộc nhân đang quan sát ở xung quanh được mở rộng tầm mắt. Họ cảm thấy sự việc xảy ra ngày hôm nay càng ngày càng kỳ lạ. So với những chuyện xưa hay truyền kỳ có bất ngờ, khó dự đoán hơn. Hai bên giao đấu thêm một lúc nữa, mã lục đột nhiên nhớ ra, hắn còn có hai món pháp bảo từ hệ thống còn chưa sử dụng. Một món là hậu thiên linh bảo hạ phẩm, lôi thần thương. Một món là hậu thiên linh bảo hạ phẩm, tật phong kiếm trong lòng mã lục vừa nghĩ tới đã lập tức lấy lôi thần thương ra phóng ra một tia thần lôi về phía đại tư tế ầm um, ầm um. liền thấy một tia xét trông giống như ngân long phóng vụt ra từ đầu lôi thần thương lấy tốc độ khó có thể so được tấn công vào đại tư tế đại tư tế hoàn toàn không thể biết trước rằng mã lục còn sở hữu pháp bảo có uy lực lớn như vậy chờ đến thời điểm tia xét bắt đầu phóng ra hắn muốn tránh cũng đã không kịp nữa rồi ngay lập tức đã bị tia xét đánh trúng lớp phòng ngự này chỉ tồn tại được vài giây đã bị tia xét đánh nát tia xét tấn công tiếp lên người đại tư tế đại tư tế chỉ thấy cả người tê dần rồi sau đó mọi người thấy đầu tóc của đại tư tế đều dựng đứng hết cả mặt thì biến thành than đen trong miệng lại có bò sủi ra từ mép thân thể hắn đôi lúc lay động một chút không chỉ vậy thỉnh thoảng còn bắn ra vài tê điện nhỏ tạo ra hoa lửa kêu tách tách thế mà đại tư tế lại thất bại tất cả mọi người há to miệng sững sờ đều ra tại chỗ không thể tin vào hai mắt mình hiện trường tĩnh lặng đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy mã lục cũng không ngờ rằng sử dụng lôi thần thương vậy mà chỉ cầu một chiêu đã có thể đánh bại đại tư tế sớm biết như vậy ta còn cần phải dây dưa với hắn làm cái quái gì thật là rác rưởi nhìn thi thể trái đen của đại tư tế hắn không khỏi thốt lên một tiếng ha một bóng ma bay ra từ cơ thể của đại tư tế lơ lửng giữa không trung đó chính là nguyên anh của đại tư tế thấy được trên mặt nguyên anh đó để sự khiếp sợ và không thể tin được đại tư tế không thể nào chấp nhận được chính mình vậy mà lại bị một tên nhã nhép miệng phun toàn hương thơm đánh bại ngay cả thân thể cũng bị hủy hoại muốn khôi phục lại cũng không biết phải tốn bao nhiêu tài nguyên và thời gian vẻ mặt đại tư tế đầy oán độc nhìn chăm chằm mã lục hét lên chói tai ngươi là ai ngươi hoàn toàn không phải là mã lục mã lục chắc chắn không thể nào có tu vi cao như vậy được thân thể mã lục lơ lửng ở phía trên tế đài hắn thấy đại tư tế nghi ngờ thân phận của hắn biểu cảm cũng không có vẻ hoảng loạn mà tỏ ra không đồng ý nói ông đây không phải mã lục chẳng lẽ cái thứ bất nam bất nữ nhà ngươi phải à trước kia chẳng qua ông đây luôn điệu thấp thôi hiểu không vậy tại sao hiện tại ngươi không điệu thấp nữa đại tư tế căn bản không tin những lời vô nghĩa của mã lục Thực lực Mã Lục đột ngột tăng lên nên bởi vậy mà vô cùng tự tin, đối với sự nghi ngờ của người khác hắn không chột dạ một chút nào. Nghi ngờ thì có làm sao chứ? Có giỏi thì đến cắn ta đi này." Hắn bình tĩnh nói, trước kia ông đây luôn điệu thấp cũng không nghĩ sẽ đổi lại sự xa cách của mọi người, bây giờ ông đây không giả bộ nữa, ngả bài, thực ra ta chính là tuyệt thế cao thủ. Đại tư tế. Các tộc nhân. Không để cho đại tư tế tiếp tục hoài nghi nữa, Mã Lục nói với mọi người ở bộ lạc Đại Hoang, bây giờ ta đã đánh bại tên bất nam bất nữ nên ta chính là sự tồn tại mạnh nhất ở bộ lạc dựa theo quy củ của bộ lạc ta chính là thủ lĩnh mới của bộ lạc nên sau này các ngươi đều phải nghe theo lời của ta ai tán thành ai phản đối mọi người tròn bắt nhìn nhau không biết nên làm thế nào mới phải bắt bọn họ phải thuần phục một tên nhãi con trong miệng có một đống hương thơm nhất thời bọn họ khó chấp nhận được tuy nhiên thực lực của mã lục cũng khiến mọi người phải kiêng rè sợ hãi không dám phản đối do đó chỉ có thể im lặng mà cho qua đại tư tế thấy mã lục muốn đoạt quyền ngay lập tức cả lên trói tai Ngươi phá hủy buổi hiến tế hắc nham chân quân ngay lập tức sẽ dáng hình phạt xuống khiến người chết cũng không có chỗ chôn ai mà đi theo ngươi cũng sẽ phải chịu trừng phạt của hắc nham chân quân ngươi còn muốn làm thủ lĩnh bộ lạc quả thực đúng là kẻ điên nói mộng mã lục cười khẩy một tiếng không đồng ý nói hắc nham chân quân chẳng qua chỉ là một con yêu quái ăn thịt người mà thôi có gì cần phải sợ chỉ có đám người nhu nhược các ngươi mới tôn hắn làm thần còn ta cho đến bây giờ cũng không thèm để hắn vào mắt hơn nữa nếu ta đã ngả bài cho dù hắn có không tới tìm ta thì trong tương lai ta cũng sẽ đi tìm hắn vì dân trừ hại. Đại tư tế cười đầy quỷ quyệt nói, thế mà lại có ý định kiêu chiến hắc nham chân quân, thật là không biết trời cao đất rộng là gì. Mã lục, chẳng qua cái đồ bất nam bất nữ nhà ngươi không có trí khí, không có tham vọng mới cúi đầu thôi. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.